trong 1901 các luyện đan sư hư cấp kia cố kỵ thân phận của Tả Đức Đại sư, không dám nói thêm gì với Dương Khai, duy chỉ có Tông Ngạo không chút để ý, đi tới bên cạnh Dương Khai, thấp giọng hỏi thăm. Dương Khai nhân cơ hội cũng hỏi thăm một chút tình huống của Cốc Bích Hồ. Mấy ngày nay Tông Ngạo một mực đợi bên trong tòa cung điện này, luôn chú ý biến hóa thương thế của Cốc Bích Hồ, cho nên đối với tình huống của nàng rõ như lòng bàn tay. Dương Khai cũng nhận được không ít tin tức hữu dụng. Đúng rồi, tên kia là ai? thế nào ta còn không nói gì hắn liền không kịp chờ đợi nhảy ra cắn ta không nhả dương khai ra hiệu về phía nam nhân mũi ưng bên kia lên tiếng hỏi tông ngạo thấp giọng trả lời người này tên là chiêm nguyên tư chất luyện đan mặc dù không tệ nhưng không có lương sư chỉ dạy không thành tựu nhiều lắm hắn vốn không có tiếng tăm gì sau đó cơ duyên xảo hợp đã từng được tả đức đại sư chỉ điểm một phen mới đột phát thông suốt với tốc độ rất nhanh tấn thăng đến thân phận luyện đan sư hư cấp trung phẩm bởi vì nguyên nhân này cho nên hắn một mực tự cho mình là học sinh của đại sư, có tầng quan hệ này, tự nhiên là hắn không nghe lọt tai những lời người nói. Thì ra là thế. Dương Khai nghe nói mới hiểu rõ, như thế xem ra tên Chiêm Nguyên này không đơn giản chỉ là sùng kính Tả Đức, mà xem thành ân sư của mình, phân lượng của Tả Đức ở trong lòng hắn tự nhiên vô cùng trọng yếu. Dương Khai tuy rằng cũng không có nói bậy Tả Đức cái gì, chỉ nói một câu đại sư có chút làm giá, cũng để cho hắn có chút khó có thể chấp nhận. Bất quá Tả Đức đại sư này, ôi khó mà nói tông ngạo nói ra cũng không có nói hết dương khai lại biết lão muốn biểu đạt ý gì đều là luyện đan sư với tả đức người thành đạt làm đầu tông ngạo bất kể như thế nào cũng không thể bất kính đối với lão bất kính với tả đức chính là bất kính với đan đạo cho nên có mấy lời đích thực tông ngạo không tiện nói ra khỏi miệng tóm lại ngươi cẩn thận một chút tuy rằng tiểu tử ngươi giờ này đã là cường giả hư vương lưỡng tầng cảnh địa vị cao quý nhưng cũng tuyệt đối không nên coi thường lực lượng của một vị luyện đan sư cấp hư vương lời nói không dễ nghe, nếu để ngạ Âu hội trưởng lựa chọn một người giữa ngươi và Tả Đức đại sư, ta đoán chừng có khả năng hết tám thành hắn lựa chọn Tả Đức đại sư. Ta hiểu được." Dương Khai mỉm cười. Hai người đang thấp giọng trò chuyện, ngoài cửa bỗng nhiên có một võ giả thân mặc giáp trụ màu vàng vội vã chạy vào, ôm quyền, thần sắc ngưng trọng hướng về phía ngạ Âu nói, "Hội trưởng, Tả Đức đại sư, đến rồi." "Đến rồi." Ngạ Âu hai trong mắt phát sáng, vất tay, nạt nhỏ, "Mau mời." sau khi nói xong, lại vội vàng nói, không, để bổn tọa tự mình đi đón. Khổ sở chờ đợi thời gian hơn nửa năm, mỗi thời mỗi khắc đều lo lắng bồn chồn, e sợ cho cốc bích hồ không chống đỡ được tới một khắc trước khi đại sư đến. Thời khắc này đại sư rốt cục giá lâm thủy thiên thành, tảng đá lớn đè nặng trong lòng ngả Âu lập tức buông xuống một nửa. Còn phải chờ tới lúc đại sư luyện chế được thái sơ chuyển hồn đan, lúc đó mới có thể cứu tỉnh cốc bích hồ từ trong hôn mê. Nói dứt lời, ngả Âu sửa sang lại y phục rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Những người khác trong điện đương nhiên cũng không dám sơ suất, đợi ở chỗ này gần như tất cả đều là luyện đan sư, nghe nói Tà Đức đã tới, đâu còn kiềm chế được điều rối rít đi theo ngả Âu ra ngoài, muốn thấy Tôn Nhan đại sư. Nam nhân mũi ưng tên Chiêm Nguyên kia lúc đi ngang qua bên cạnh Dương Khai, còn hung tợn trừng mắt nhìn hắn một cái, trên mặt mang một nụ cười dữ tợn, bộ dáng dường như đang nói, đại sư đã đến, ngươi chết chắc rồi. Dương Khai bĩu môi, không để ý đến hắn đi thôi tốt hơn là đi đón tiếp một chút đi nếu để đại sư nhìn thấy chúng ta đứng ở chỗ này bất động chỉ sợ lại sẽ chọc giận lão đất bằng dậy sóng tông ngạo lắc đầu cười khổ một tiếng không nhanh không chậm bước ra ngoài dương khai suy nghĩ một chút cũng đi theo ra ngoài ngoài điện với ngà âu cầm đầu mười mấy vị luyện đan sư hư cấp đứng ở phía sau xếp thành một hàng ngang tất cả đều ngẩng đầu nhìn trời từ xa xa trên bầu trời một điểm sáng đang với tốc độ cực nhanh bay tới bên này hiển nhiên là sử dụng bí bảo phi hành gì đó người dám ở địa phương thủy thiên thành này sử dụng bí bảo phi hành không nhiều lắm người dám rêu dao gây chú ý như vậy lại lác đác không có mấy nhưng tả đức đại sư tuyệt đối có tư cách này hơn nữa không người nào dám nói gì dương khai vốn tưởng rằng đối phương là điều khiển tinh toa chạy đến nhưng nhìn kỹ lại phát hiện không phải như thế điểm sáng kia cách đại điện tuy rằng khá xa nhưng với tu vi thị lực của dương khai vẫn nhìn thấy rõ ràng đó là một chiếc kiệu lớn tạo hình kỳ lạ trước sau có bốn người khiêng, tổng cộng tám người, dưới chân sinh gió, nâng chiếc kiệu lớn nhanh chóng bay tới bên này, kéo theo một chuỗi quần sáng. Tám người khiêng kiệu kia không ngờ tất cả đều là thiếu nữ tuổi thanh xuân vóc người thuyết tha, dung mạo xinh đẹp, bản thân chiếc kiệu cũng trang sức vô cùng xa hoa, ghế nằm rộng rãi, trên ghế có hai thân ảnh một già một trẻ, lão già râu tóc bạc trắng, dường như là đang nhắm mắt dưỡng thần, ung dung tự tại, người trẻ là một thiếu nữ, đang đứng trên cỗ kiệu hết nhìn đông tới nhìn tây, có vẻ rất tò mò với hết thảy các thứ ở chung quanh. Chiếc phi tinh trục nguyệt kiệu này là hàng la thương hội đặc biệt chế tạo cho đại sư, tốc độ so với tinh toa tốt nhất đều nhanh hơn một chút, những cô gái kia cũng đều là hàng la thương hội cung phụng cho đại sư, vật này gần như đã thành dấu hiệu của đại sư. Tông Ngạo ở một bên nhỏ giọng giải thích với Dương Khai. Dương Khai cười ha hả, Tông Ngạo đại sư tiến thêm một bước cũng là luyện đan sư cấp hư vương, ngày sau nhất định cũng có thể hưởng đãi ngộ như thế. Tông Ngạo có chút khinh thường lắc lắc đầu, lão phu chỉ muốn truy tìm đan đạo những ngoại vật này không cần cũng được dương khai khẽ gật gật đầu không nói thêm gì nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha chốc lát phi tinh trục nguyệt kiệu kia liền bay tới trước đại điện vững vàng hạ xuống ngả âu một thân quần áo chỉnh còn chưa mở miệng nói chuyện từ trên cỗ kiệu kia liền bắn nhanh ra một bóng người kèm theo tiếng cười khúc khích như tiếng chuông bạc thân ảnh uyển chuyển chọc người mơ mộng kia liền nhào tới bên cạnh dương khai ôm lấy một người bên cạnh dương khai vùi đầu vào trong ngực người kia tham lam mà khoa trương hít mấy hơi mọi người đều thất kinh không biết là người nào lại không hiểu lễ phép như thế trước mặt mọi người làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy tất cả đều nhìn vào bóng người uyển chuyển kia đợi sau khi thấy rõ ràng một màn trước mắt không ít người lộ ra vẻ cười thầm hiểu trong lòng còn dương khai lại vô cùng ngạc nhiên ngẩn người tại chỗ bởi vì hắn phát hiện bóng người uyển chuyển từ bên trong kiệu bắn ra ôm không phải là ai khác mà chính là tuyết nguyệt đứng ở bên cạnh mình Tuyết Nguyệt thời khắc này dáng vẻ cực kỳ lúng túng, hiển nhiên cũng không ngờ tới ở trước mặt mọi người tại đây, lại phát sinh chuyện như vậy, đẩy cũng không tiện, không đẩy cũng không phải, trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, cứng người tại chỗ. Dương Khai giận dữ, theo bản năng muốn đi lên đập cho đối phương một trận, để đối phương biết nữ nhân của mình là không thể xâm phạm. Bất quá nghĩ lại, đối phương cũng là một cô gái, ngược lại cũng không có mất mát gì. Cô gái kia như con mèo nhỏ ôm sát Tuyết Nguyệt hít vài cái, lúc này mới ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn, dịu dàng nói, "Tuyết Nguyệt ca ca, đã nhiều năm không gặp, huynh có nhớ muội không?" Tuyết Nguyệt khóe miệng co quắp, ha ha cười khan mấy tiếng, nói, "Thì ra là Tả Linh muội muội, ta cứ tưởng người nào lớn mật như vậy." "Ừm, um. Tả Linh muội muội trước hãy buông ta ra, rồi nói chuyện." "Hi hi." Cô gái kêu Tả Linh kia rất nghe lời buông tay ôm Tuyết Nguyệt, đứng ở trước mặt nàng cách một trượng, híp mắt quan sát đánh giá trên dưới, gật đầu nói, mấy năm không thấy tuyết nguyệt ca ca càng ngày càng anh tuấn thần võ không trách được những cô gái trong tinh vực kia đều nhớ mãi không quên vô cùng si mê ca ca như thế trong lời này lộ ra một chút mùi vị chua cay ghen tuông mà lại nói thẳng khen ngợi tuyết nguyệt như chuyện lẽ đương nhiên người hơi có chút đầu óc đều hiểu đây là chuyện gì xảy ra nha đầu gọi là tả linh này chỉ sợ sớm đã yêu thích tuyết nguyệt ngẫm lại cũng không kỳ quái tuyết nguyệt thân là tình nhân trong mộng của các thiếu nữ cả tinh vực nên một tiểu cô nương mê say là chuyện đương nhiên. Hơn nữa nghe ý trong lời nói của Tả Linh, dường như hai người đã quen biết nhau từ trước. Tả Linh muội muội quá khen. Tuyết Nguyệt cười khan, nếu không có Dương Khai ở đây cũng thôi đi, nhưng cố tình Dương Khai đứng ở bên cạnh nàng nhìn một màn này, Tuyết Nguyệt cảm nhận được ánh mắt của hắn, toàn thân nàng giống như mèo cào, khó chịu muốn chết. Linh Nhi, không được vô lễ. Phía sau truyền tới một thanh âm uy nghiêm, Tả Đức từ trên cỗ kiệu chậm rãi đứng dậy, trầm giọng quát, Tả Linh hướng về phía Tuyết Nguyệt thè thè cái lưỡi nhỏ nhắn, thấp giọng nói, "Ra ra gọi muội rồi, đợi lát nữa tìm Tuyết Nguyệt ca ca nói chuyện." Nói xong, thân mình nàng nhoáng một cái, như con mèo linh hoạt bay tới trên kiệu, cung kính đỡ Tả Đức bước xuống. Dương Khai nhìn Tuyết Nguyệt khẽ mỉm cười, nụ cười cực kỳ cổ quái. Tuyết Nguyệt nổi giận, trừng mắt nhìn hắn hàn quang bắn ra bốn phía. "Cung nghênh đại sư, đại sư cực khổ rồi." Cho tới lúc này, ngà Âu hội trưởng mới tìm được cơ hội nói chuyện hướng về phía tả đức ôm quyền chào ra mắt đại sư đại sư một đường cực khổ các luyện đan sư hư cấp cung kính thi lễ ha ha lão xương cốt già rồi trên đường hơi có chút lắc lư làm phiền chư vị đợi lâu tả đức hơi ôm quyền đáp lại dương khai cách không xa đánh giá vị đại sư này phát hiện đối phương thoạt nhìn vô cùng tầm thường giống như một lão già bình thường tu vi cũng chỉ có phản hư lưỡng tầng cảnh mà thôi nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân đều kèm theo một mùi dược hương nhàn nhạt, nhạt hiển nhiên là do hàng năm tiếp xúc với đan dược ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé xem theo bề ngoài vị tả đức đại sư này ngược lại cũng rất bình dị gần gũi có lẽ đối phương thật có chuyện gì nên chậm trễ hơn nửa năm không thể tới cũng nói không chừng dương khai thầm nghĩ trong lòng nếu không ngả âu hội trưởng mời đối phương không đến mức một mực kéo dài đến bây giờ đại sư đường dài mệt nhọc có cần bổn tọa sắp xếp cho ngài chỗ nghỉ ngơi hay không Ngà Âu Ân cần hỏi Han. Ừm, như thế cũng tốt. Lão Phu quả thật có chút mệt mỏi. Tả Đức không ngờ lại gật gật đầu, đồng ý. Ngà Âu lập tức ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn Tả Đức, thầm nghĩ, ta chẳng qua là khách sáo một câu, ngươi sao lại coi như thật. Chẳng lẽ ý lo lắng trên mặt ta còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Hay là ngươi già cả mắt mở nên không phát hiện? Các luyện đan sư hư cấp kia cũng đều hơi cau mày. Bất cứ người nào đều cảm thấy hành động của Tả Đức, đại sư lần này có chút không ổn để cho người khác chờ hơn nửa năm cũng thôi đi, ngài là luyện đan sư cấp hư vương, có tư cách làm giá này, nhưng giờ này nếu đã đến, tự nhiên là nên mau mau mở lò luyện đan, cứu người quan trọng hơn. Hơn nữa đoạn đường đến đây mặc dù đường xá xa, xa xôi, nhưng lão nhân gia ngài có chiến hạm, lại có phi tinh trục nguyệt đưa đón, hoàn toàn không cần dùng lực lượng của mình, như thế nào mệt nhọc. Sắc mặt của ngả Âu đã có chút khó coi. Ha ha, lão phu chỉ đùa một chút, ngả Âu hội trưởng đừng cho là thật bỗng nhiên, Tả Đức lại cười lớn nói, cũng không biết ông ta nói đùa thật hay là vốn định đi nghỉ ngơi, chờ sau khi phát hiện thần sắc của Ngạ Âu không vui mới chữa lại. Tuy rằng thân phận của Tả Đức tôn quý, nhưng Ngạ Âu có địa vị cũng không thấp, ông ta dĩ nhiên không thể không suy tính tới sự cảm thụ của đối phương. Ha <laughs> ha, đại sư nếu cảm giác mệt nhọc, nghỉ ngơi mấy ngày cũng không quan trọng. Dù sao ta đã đợi thời gian dài như vậy, không vội nhất thời. Phản ứng của Ngạ Âu đương nhiên không chậm, cũng không để cho đối phương kịp hạ đài, hơn nữa lời trong lời ngoài còn để lộ ra một tin tức rất rõ ràng lão tử chờ ngươi rất lâu rồi cứu người vẫn quan trọng hơn tả đức phất tay một cái nói như đinh chém sắt vậy đa tạ đại sư ngả âu rõ ràng thở phào nhẹ nhõm biểu lộ trên mặt trở nên thong thả chiêm nguyên đã gặp qua ân sư ân sư quả nhiên trạch tâm nhân hậu một đường cực khổ lại lấy cứu người làm căn bản là tấm gương cho tôi chiêm nguyên kính nể không thôi nam nhân mũi ưng vượt qua đám người đi tới trước mặt tả đức cách đó không xa lời nịnh bợ liên tiếp tuôn ra như không cần tốn tiền vậy tả đức nhìn hắn một cái dường như có chút mờ mịt nhưng rất nhanh liền nở nụ cười thì ra là ngươi ừ không ngờ là một tên luyện đan sư hư cấp trung phẩm tiến triển không tệ cố gắng thật nhiều được sự khen ngợi này gương mặt của chiêm nguyên tâm hoa nộ phóng tựa như ăn cả một lon mật trên miệng nói nếu không có năm đó ân sư chỉ điểm chiêm nguyên cuối cùng không có khả năng có thành tựu hôm nay ân sư ở trên xin nhận chiêm nguyên một lạy khi nói chuyện vẻ mặt của hắn ngưng trọng vái chào dáng vẻ vô cùng thành kính tả đức gật đầu nói ngươi rất khá năm đó lão phu bất quá gặp ngươi buồn bực thất bại thuận miệng chỉ nói mấy câu thôi không nghĩ tới ngươi có thể nhớ đến hôm nay nếu là nguyện ý ngày sau ở bên cạnh lão phu lão phu bên này thiếu một người trợ thủ nguyện ý nguyện ý đa tạ ân sư đệ tử ngày sau nhất định theo sát ân sư không rời chiêm nguyên vui mừng quá đỗi trong miệng không ngừng nói tuy rằng hắn là luyện đan sư hư cấp trung phẩm nhưng làm trợ thủ cho tả đức cũng tuyệt đối không là chuyện mất mặt gì loại người này sống cầu sinh còn không cầu được không nghĩ tới chỉ bởi vì mình đứng ra nói mấy câu với tả đức đã được phần phục dịch ngon lành này hơn nữa tả đức nói như vậy chẳng khác nào nhận đồng thân phận tên đệ tử này của ông ta đây có thể phải giàu nhân ái hơn so với bất kỳ chỗ tốt nào trong luyện đan sư hư cấp hắn chỉ có thể xem như bậc trung nhưng ngày sau với thân phận đại đệ tử của tả đức thì địa vị hoàn toàn bất đồng Luyện đan sư cấp hư vương trở xuống, bất cứ người nào gặp được hắn cũng phải khách khí. Chỉ một thoáng, Chiêm Nguyên cao hứng sắp nhảy cỡn lên. Một vài luyện đan sư hư cấp cũng ném ánh mắt hâm mộ về phía Chiêm Nguyên. Có thể đi theo bên cạnh Tả Đức, mặc dù là trợ thủ cũng cảm thấy có thể học tập được không ít thứ tốt, hoặc nếu cơ duyên, ngộ tính đủ thì có thể trở thành Tả Đức kế tiếp. Loại chuyện tốt này ai không hâm mộ chứ? Cao hứng một hồi, Chiêm Nguyên bỗng nhiên lại thần thần bí bí đi ra phía trước, thấp giọng nói gì đó với Tả Đức lời nói của hắn đè xuống cực thấp gần như không thể tra xét trước mặt tả đức đại sư lại không người dám vận dụng thần niệm nghe lén cho nên không có người biết hắn rốt cuộc nói những thứ gì nhưng một lát sau tả đức vô tình hay cố ý quét nhìn một cái tới vị trí của dương khai mọi người nhất thời để ý tới hiểu rõ chiêm nguyên vào lúc này tiểu nhân đắc trí đang nói xấu dương khai lập tức mỗi một người đều quay đầu về phía dương khai với ánh mắt đồng tình mọi người biết dương khai ngày sau chỉ sợ là thảm rồi đắc tội một vị luyện đan sư cấp hư vương, trong thiên hạ này tuyệt đối không có người nào sẽ luyện đan cho hắn. Cường giả hư vương cảnh tu luyện lại cực kỳ khó khăn, không có linh đan phụ trợ, thực lực tiến triển quá ít, có lẽ hắn cả đời này cũng chỉ có thể dừng lại ở hư vương lưỡng tầng cảnh. Đáng tiếc, một đại nhân kiệt, vốn là nhân vật có cơ hội đột phá đến hư vương tam tầng cảnh, đứng ở tột cùng nhất của tinh vực hiện giờ lại sắp nói trước phải ngưng hẳn rồi. Rất nhiều luyện đan sư đều lộ ra vẻ mặt tiếc hận. Bên kia, ánh mắt của Tả Đức nửa hí, nhìn Dương Khai vài lần, liền thu hồi ánh mắt, dường như một chút cũng không có bộ dáng coi trọng hắn. Chiêm Nguyên thao thao bất tuyệt, hình như muốn nói không ngừng. Gương mặt của Ngạ Âu không vui, nhưng lại không tiện thúc dục, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Giống như trước đó ông ta đã nói, cũng chờ thời gian dài như vậy, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Huống chi, Chiêm Nguyên hiện tại miễn cưỡng xem như nửa đệ tử của Tả Đức đại sư, bay lên một cái biến thành phượng hoàng, ông ta cũng phải cho mấy phần mặt mỏng. Thật lâu, Chiêm Nguyên mới mang trên mặt nụ cười lấy lòng, ngừng nói chuyện. Tả Đức hơi gật đầu, thần sắc hòa ái. Ngã Âu đúng lúc nói, "Đại sư, mời vào bên trong." "Ừ." Tả Đức lên tiếng, đỡ Tả Linh lên, từng bước một bước vào trong đại điện, đi tới bên cạnh Ngả Âu, đưa tay ra hiệu một chút. Ngả Âu tâm lĩnh thần hội, lập tức cùng Tả Đức sóng vai đi tới. Những người khác theo sau thưa thớt, Ngả Âu hội trưởng, lão phu lần này tới Thủy Thiên Thành, thứ nhất là vì cốc phu nhân luyện chế Thái Sơ chuyển hồn đan, hai là còn có một chuyện khác cần phải lấy được sự đồng ý của ngươi." Tả Đức vừa đi, vừa mở miệng nói, "Đại sư có lời gì cần nói cứ trực tiếp lên tiếng là được. Hằng La thương hội ta có thể làm được tuyệt đối sẽ không từ chối." Ngả Âu nghiêm mặt nói, "Ha ha, ngươi chớ nói chắc quá như vậy, chỉ sợ ngươi đến lúc đó không bỏ được." Tả Đức cười nhạt một cái, ngả âu ngạo nghĩ nói, hàng la thương hội ta làm ăn trải rộng thiên hạ, mặc dù không dám nói có nhiều dồi dào, nhưng nếu không thể thỏa mãn đại sư yêu cầu, còn có tư cách gì cung phụng cho ngài. Ngả âu hội trưởng nếu đã nói như vậy, lão phu sẽ không quanh co lòng vòng. Tả Đức dừng bước chân, trầm ngâm một trận, lúc này mới nói, lão phu lần này tới là muốn cho đứa cháu gái này của ta xin cưới. Cánh tay của ông ta đỡ dậy tả linh. Xin cưới. Trong lòng của ngả âu trượt hồi hộp, bỗng nhiên cảm giác có chút không hay. Ánh mắt vô tình hay cố ý quét với Tuyết Nguyệt, cười khan a ha nói, Tả Linh cô nương là cháu gái ruột của đại sư ngài, thân phận cao sùng, lại sanh được thiên hương quốc sắc như thế. Không biết tên tiểu tử nào của Hàng La Thương hội ta phúc khí như vậy, lại khiến Tả Linh cô nương nhìn chúng. Ngả Âu hội trưởng đây là hiểu rõ giả bộ hồ đồ. Tả Đức mỉm cười, ngạo nghễ nói, trong thiên hạ này người có thể xứng Linh Nhi không có mấy người, nhưng ở trong Hàng La Thương hội lại có một người. Hơn nữa, Linh Nhi cùng hắn là thổi nhỏ quen biết trung tình với hắn. Nghe nói lần này lão phu muốn tới Thủy Thiên Thành, liền mặt dày mày dạn cùng đến đây, không phải buộc lão phu nhắc xin cưới, nếu không đáp ứng lập tức sẽ đốt dầu của lão phu. Ai, nhà đầu đó, thật là làm cho ta chiều chuộng thành ra hỏng hết. Gương mặt của Tả Đức bộ dáng khổ não. ra ra, Tả Linh đầy mặt đỏ bừng, vô cùng nhăn nhó lay động một cái cánh tay của Tả Đức, hai con mắt đẹp lại lén lút quan sát một chút Tuyết Nguyệt phản ứng, Nàng tin nói đến phân thượng này, ngốc tử cũng hiểu rõ rốt cuộc là có ý gì. Nàng rất muốn biết Tuyết Nguyệt có phản ứng gì. Nhưng vừa nhìn một cái, trái tim của Tả Linh trầm xuống, bởi vì nàng phát hiện Tuyết Nguyệt lại là sắc mặt tái nhợt, có chút bộ dáng tay chân luống cuống. Tuyết Nguyệt ca ca, chẳng lẽ không thích ta? Trong lòng của Tả Linh hồ nghi. Đại sư nói, ai cũng không là ám chỉ Tuyết Nguyệt sao? Ngã Âu cũng không thể giả bộ nghe không hiểu, chỉ có thể nói tiếp lời. Đúng vậy, Tả Đức mỉm cười, hài lòng nhìn Tuyết Nguyệt nói, tam công tử thiên tư xuất chúng, rồng trong loài người, sinh cũng là phong thần tuấn lãng, lại là người nối nghiệp của hàng la thương hội tương lai, đủ để xứng với Linh Nhi nhà ta. Nếu ngạ Âu hội trưởng có thể đồng ý hôn sự này, ha ha, lão phu cũng có người dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, ngày sau chỉ sợ là phải thường trú ở Thủy Thiên Thành rồi. Lời này để lộ ra một tin tức rất trọng yếu, đó chính là nếu như Tuyết Nguyệt có thể cùng Tả Linh trở thành vợ chồng, Tả Đức ngày sau thật xem như là người của Hằng La Thương hội, thường chú thủy thiên thành, vì Hằng La Thương hội luyện đan, nếu có việc gấp cũng không cần thật xa đi mời ông ta tới đây. Đây đối với bất kỳ một thế lực nào, bất kỳ một võ giả nào mà nói, đều là sự dụ dỗ to lớn. Nếu Tuyết Nguyệt thật sự là thân nam nhi, ngả ô e rằng sẽ không suy tính, trực tiếp lên tiếng đáp ứng. Cùng hạnh phúc tương lai của con trai mình so sánh, một vị luyện đan sư cấp hư vương không thể nghi ngờ càng trọng yếu hơn nhưng ngặt một nỗi tuyết nguyệt là một cô gái. Chuyện này thế nào cũng không thể làm được. Mặc dù ngả Âu hiện tại đáp ứng, chờ đến ngày động phòng bị phơi bày ra ánh sáng, chỉ sợ sẽ hoàn toàn đắc tội tà đức. Cho nên ông ta thời gian tiến thoái lưỡng nan, lần đầu sinh ra cảm giác vô lực từ trong lòng. Thế nào? Ngả Âu hội trưởng chẳng lẽ có gì băn khoăn sao? Vốn cho rằng tự mình lên tiếng xin cưới, ngả Âu bất kể như thế nào cũng sẽ bán mặt mũi mình một cái, huống chi hắn bây giờ còn cầu xin mình. Thế nhưng lời của mình, sau khi nói ra cũng không được sự đáp lại nhiệt tình như trong tưởng tượng, gương mặt của ngạ Âu trái lại là bộ dáng làm khó. Điều này làm cho tả Đức rất không thích, ngữ khí cũng trở nên lạnh lùng không ít. Cũng không phải là như thế, không phải là như thế, đại sư hiểu lầm rồi. Ngả Âu vội vàng xua tay, ý thức được chuyện hôm nay nếu không xử lý thỏa đáng, chỉ sợ thật sẽ diễn sinh ra sự phiền toái rất lớn. Nhưng ông ta trong lúc nhất thời lại không nghĩ tới viện cớ thích hợp, lập tức sợ run ở tại chỗ, Tả Đức hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, "Lão phu hôm nay tới đây xin cưới, Thái Sơ chuyển hồn đan là thành ý của lão phu. Nếu ngạ Âu hội trưởng có thể đáp ứng chuyện này, lão phu ngày sau hàng năm có thể luyện chế 10 bình linh đan cấp hư vương cho hàng La Thương hội." Một trận thanh âm ngược lại hút khí lạnh vang lên, mọi người đều khiếp sợ nhìn Tả Đức. 10 bình, đó chính là 100 viên linh đan. Nếu là linh đan bình thường còn chưa tính, đây chính là cả 100 viên linh đan cấp hư vương bất kỳ một viên nào đều là bảo vật vô giá cho dù tả đức luyện đan sư như vậy cũng không phải nói luyện là có thể luyện chế được mọi người lập tức sáng tỏ nha đầu gọi là tả linh này chiếm cứ phân lượng rất nặng trong lòng tả đức bằng không ông ta hoàn toàn không có khả năng ra điều kiện phong phú như vậy trái tim của ngã âu cũng giật mình mãnh liệt một cái sâu trong nội tâm phấn chấn đồng thời cũng là căm tức vạn phần năm ngoái mỗi lần thỉnh cầu tả đức luyện chế cấp hư vương luyện đan chẳng những phải cung cấp đại lượng vật liệu thù lao còn phải xem tâm tình của hắn tốt không, có thời gian hay không. Cho dù là như vậy, mỗi một năm chiếm được linh đan cấp hư vương tử trong chỗ của Tả Đức, cũng chỉ chừng 20 viên, thậm chí một năm ít nhất chỉ được 5 viên. Nhưng bây giờ lão gia hỏa này vừa mở miệng chính là hàng năm 100 viên, còn có vẻ bộ dáng thành thạo, ngả Âu làm sao không biết người này trước kia giấu nghề. Điều này làm cho ông ta rất căm tức, cảm thấy thương hội hàng năm đưa qua nhiều cung phụng như vậy, đều là đút cho tên chó này ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một năm trăm viên linh đan cấp hư vương, hoàn toàn khiến cho tất cả mọi người tại chỗ kinh hãi. Đây là một điều kiện bất kể như thế nào cũng không thể cự tuyệt. Đã có không ít luyện đan sư thuộc về hàng la thương hội đang lặng lẽ nháy mắt ra hiệu, với ngà Âu, ra hiệu ông ta nhanh đáp ứng, không cần do dự. Bọn họ thúc giục ngà Âu như vậy, một mặt là vì thương hội xem xét, về phương diện khác cũng là vì mình. Chỉ cần chuyện này có thể thành, ngày sau Tả Đức đại sư nhất định sẽ thưởng chú Thủy Thiên Thành. Thế thì bọn họ cũng có cơ hội cùng Tả Đức đại sư trao đổi nhiều hơn, thỉnh giáo nhiều hơn. Nhưng Ngả Âu không làm như bọn họ mong muốn. Ngả Âu hội trưởng chẳng là cảm thấy thành ý của lão phu không đủ hay sao? Sắc mặt của Tả Đức âm trầm xuống. Ông ta đã nói đến phân thượng này, lại vẫn không chiếm được Ngả Âu ngay mặt đáp lại, điều này làm cho ông ta có chút ngoài ý muốn, cũng có chút ít nổi giận, hay là là ngả Âu hội trưởng cảm thấy đứa cháu gái này của Lão Phu không xứng với Tam Thiếu. Trên trán của ngả Âu không khỏi dịn ra chút ít mồ hôi lạnh, vội vàng khoát tay đáp. Dĩ nhiên không phải, nhân vật như Linh Nhi cô nương đây có thể nhìn chúng thuyết nguyện, là phúc khí của tiểu tử này đã tu luyện mấy đời, sao không xứng được chứ? Nếu như thế, hội trưởng đại nhân ngài còn do dự cái gì? Chiêm Nguyên nhìn ngả Âu nói, Tam công tử Tuấn Tú lịch sự, Linh Nhi cô nương thiên hương quốc sắc, hai người quần anh tụ hội chính là trời xanh một đôi, đất tạo một cặp. Ngã Âu nhàn nhạt nhìn Chiêm Nguyên một cái, hận không thể một chưởng đánh chết người này. Trước kia sao không cảm thấy người này khó ưa như thế chứ? Hôm nay thấy thế nào cũng không thuận mắt. Chiêm Đại sư nói không sai trong lòng của Ngã Âu tuy rằng cảm thấy xa cách, nhưng ngại vì mặt mũi của Tả Đức, vẫn không thể không xưng hô Chiêm Nguyên một tiếng Đại sư. Trước kia là trực tiếp gọi tên hắn, chẳng qua là chẳng qua là cái gì thanh âm của tả đức lạnh vô cùng, đã có chút ít mùi vị hùng hổ dọa người, hiển nhiên tâm tình cực kém. Chẳng qua là đại sư thứ tội, nhưng thật ra vấn đề chính là tuyết nguyệt. Tuyết nguyệt thấy phụ thân làm khó, chủ động đi ra phía trước, cung tay nói, trong lòng của tuyết nguyệt đã có người, sớm đã cùng đối phương ước định riêng tư với nhau, vĩnh viễn ở bên nhau, xin đại sư thứ lỗi. Một bên, tả linh nghe nói như vậy lập tức có chút lào đảo muốn ngã. Gương mặt xinh đẹp tái nhợt nhìn tuyết nguyệt, nơi hốc mắt hơi biến thành đỏ có bộ dáng nước mắt sắp chảy xuống tuyết nguyệt xoay người nhìn tả linh nói linh nhi muội muội chúng ta từ nhỏ đã biết nhau mặc dù ở cùng chung thời gian cũng không nhiều nhưng ta một mực xem nàng trở thành muội muội của mình đối với nàng cũng không có ý tưởng gì khác tình ý của muội muội nàng xin thứ cho tuyết nguyệt không có phúc được hưởng tả linh vốn vô cùng ủy khuất hiện giờ đã khóc lên một tiếng nàng khóc quả một cái lê hoa đái vũ người nghe rơi lệ người gặp thương tâm không ít người đều lộ ra thần sắc không đành lòng nét mặt già nua của tả đức âm trầm gần như có thể bao lấy một tầng xương lạnh ta bất kể ta bất kể tả linh bỗng nhiên lại bắt được lắc lư cánh tay của tả đức một bên lắc lắc một bên hô ta chỉ muốn cùng tuyết nguyệt ca ca ở cùng một chỗ ra ra người nhanh nghĩ một ít biện pháp ra ra người không phải không gì làm không được sao nhanh nghĩ một ít biện pháp nếu là không thể gả cho tuyết nguyệt ca ca linh nhi linh nhi sẽ không sống mọi người nhất thời gương mặt hắc tuyến Thấy Tả Linh hồ nháo như thế, mọi người lập tức đều hiểu, hẳn là duyên cớ ngày thường do Tả Đức chiều chuộng hỏng hết. Nếu không thì ở trước mặt mọi người nơi đây, một cô nương ra sao nói hưu nói vượn như vậy. Tả Đức cũng là gương mặt đau lòng tăng thêm bất đắc dĩ, nghe vậy vỗ vỗ mu bàn tay của Tả Linh, trấn an nói, "Trước tiên đừng khóc nữa. Gia gia không phải đang ở cùng ngã Âu hội trưởng trao đổi chuyện này sao? Nếu con khóc nữa, gia gia bây giờ trở về đi, ngày sau cũng không tới Thủy Thiên thành này nữa." cho ngươi cả đời không thấy được tam công tử. Một chiêu này quả nhiên có hiệu quả, Tả Linh vừa nghe, lập tức dừng lại tiếng khóc, nhưng không ức chế được nghẹn ngào, đầu vai thon không ngừng run run, gương mặt u oán nhìn Tuyết Nguyệt. Nội tâm của Tuyết Nguyệt bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn hẳn sang một bên khác. Nàng cũng biết bây giờ là lúc do dự không quyết đoán sẽ sinh ra hậu hoạn, làm sao mềm lòng chứ? Một bên, Ngả Âu lại là trong lòng trầm xuống, lấy sự thông minh lanh lợi của ông ta làm sao còn nghe không ra Tả Đức vừa rồi lời đó sáng tỏ chính là trấn an tả linh kỳ thực là đang uy hiếp mình lời nọ có ý tứ rất rõ ràng nếu không thể khiến cho cháu gái ông ta hài lòng ông ta lập tức sẽ rời đi thủy thiên thành cả đời sẽ không đặt chân đấy ý nghĩa hằng la thương hội sắp sửa mất đi một luyện đan sư cấp hư vương cung phụng duy nhất đây đối với cả thương hội mà nói chẳng những là sự đả kích trên lợi ích thực tế cũng là sự đả kích trên danh dự nếu thật như thế vậy sau này thương hội còn có thể dùng đến luyện đan sư cấp hư vương hay là luyện khí sư sao đáp án hiển nhiên là không thể trừ phi mình bồi dưỡng một người nhưng luyện đan sư cấp hư vương cùng luyện khí sư sao dễ dàng bồi dưỡng như vậy hai vị chuyên nghiệp cấp hư vương sản sinh ra như thế này so với võ giả tấn thăng hư vương tam tầng cảnh còn gian khổ hơn nếu không trên đời này đứng ở tột cùng luyện đan sư cùng luyện khí sư cũng sẽ không thưa thớt như vậy ngả âu ông ta cũng không đến mức bị tả đức làm khó còn không thể không im hơi lặng tiếng khuôn mặt tươi cười tiếp đãi như thế ngà âu đột nhiên cảm giác được ngày này là một ngày mà ông ta đời này uất ức nhất ngà âu hội trưởng tả đức chậm lại ngữ khí lên tiếng nói ngươi cũng thấy đấy nha đầu này hiện tại khư khư cố chấp lão phu đích thực không có cách nào giữa nó nhưng tam công tử nếu trong lòng đã có người lão phu trái lại cũng không thể ép buộc gậy đánh uyên ương nếu không lan truyền ra ngoài lão phu phải bị thiên phu sở chỉ không bằng như vậy lão phu cho ngươi cùng tam công tử mấy ngày Suy nghĩ thật kỹ một phen, rồi cho lão phu câu trả lời chắc chắn, như thế nào? Mấy ngày này lão phu dẫn theo Linh Nhi ở bên trong Thủy Thiên Thành, khi nào các ngươi suy nghĩ đủ rồi, khi đó trở lại tìm lão phu. Ông ta đoan chắc ngạ Âu Tâm tình bức thiết muốn mình luyện chế Thái Sơ chuyển hồn đan, cho nên mới phải nói như vậy. Quả nhiên, ngạ Âu lộ ra một bộ dáng làm khó, muốn mời Tả Đức trước tiên luyện chế Thái Sơ chuyển hồn đan, lại bất kể làm sao cũng không mở được miệng hơn nữa ông ta cũng biết cho dù là mình mặt dày mày dạn lên tiếng tả đức khẳng định cũng sẽ kiếm cớ từ chối nói thí dụ như tâm tình không tốt nói thí dụ như tả linh quấy nhiễu a à cùng với tự đòi không có gì vui còn không bằng không nói ánh mắt của ông ta nhìn xuống về phía tuyết nguyệt trong lòng suy tính có nên đáp ứng trước yêu cầu của tả đức hay không đợi cứu chữa xong cốc bích hồ rồi sẽ lo liệu sau nhưng tuyết nguyệt dù sao cũng là thân con gái nếu thật sự muốn đáp ứng thì có nghĩa là hoàn toàn đắc tội tả đức Ngà Âu cảm thấy vô cùng đau đầu, cho tới bây giờ không có chuyện gì có thể làm khó ông ta như thế. Ông ta trông coi hàng La Thương hội, hành sự sấm rền gió cuốn, lãnh đạo cả thương hội phát triển không ngừng, nhưng đối mặt Tả Đức xin cưới, có chút tay chân luống cuống. Đã sớm nghe nói uy danh của Tả Đức đại sư, tiểu tử kính ngưỡng đã lâu, nhưng hôm nay vừa gặp, trà trà đang lúc ngả Âu trong lòng chửi má nó, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ông ta không khỏi vẻ sợ hãi cả kinh, quay đầu nhìn lại phương hướng phát ra thanh âm. Đợi sau khi thấy rõ là ai nói chuyện, lập tức sợ run ở tại chỗ, nhíu mày, bởi vì ông ta phát hiện người nói chuyện lại là Dương Khai. Dương Khai cùng Tuyết Nguyệt giao tình không cạn, thời khắc này đứng ra nói chuyện, hiển nhiên là vì Tuyết Nguyệt ra mặt. Chẳng qua là lời này dường như có chút quá mức, nhất định sẽ đắc tội Tả Đức. Tuy nhiên hắn không phải là người của Hàng La Thương hội, đại diện không được Hàng La Thương hội. Cho nên bất kể người này đắc tội Tả Đức ra sao, đều không liên quan chuyện của thương hội. Nghĩ như vậy, Ngả Âu chợt phát hiện, giờ này khắc này dường như chỉ có dương khai thích hợp nhất lên tiếng nói những thứ này không khỏi mắt sáng ngời nháy mắt ra hiệu với hắn những người khác sau khi nghe nói như vậy cũng biến sắc dương khai tuy rằng chưa nói xong nhưng cho dù ai cũng nghe được ý khinh thường trong lời nói ngay trước mặt mũi của một vị luyện đan sư cấp hư vương nói như vậy đây không phải là trắng trợn làm mất mặt sao không ít luyện đan sư hư cấp nhìn ánh mắt của dương khai thay đổi mùi vị Tả Đức trái lại còn có chút thành phủ, nghe vậy cũng không lập tức tức giận, mà là hí mắt nhìn một chút Dương Khai, thản nhiên nói, Ngà Âu hội trưởng, vị này chính là hồi bẩm đại sư, Dương Khai là bằng hữu của ta." Không đợi Ngạ Âu trả lời, Tuyết Nguyệt chủ động lên tiếng đáp, "Cũng là người của thương hội hả?" Tả Đức nhíu mày lại, "Không phải, hắn chỉ là trên đường đi qua chỗ này, tới xem ta một chút mà thôi." Tuyết Nguyệt giải thích. Tả Đức gật đầu, khẽ mỉm cười nói, Lời vừa rồi của các hạ, lão phu cũng không thể làm như không nghe được, các hạ tự hồ đối với lão phu có chút bất mãn. Lão phu trước kia đắc tội qua ngươi sao? Từ chỗ của Chiêm Nguyên, Tả Đức biết Dương Khai trước đó ở sau lưng đã nói xấu ông ta, thật ra đó cũng không tính là nói bậy, chỉ có điều nói ông ta có chút làm bộ thôi. Tả Đức âm thầm nhớ ở trong lòng, âm thầm quyết định ngày sau không luyện chế linh đan cấp hư vương cho người này. Tuy nhiên chỉ là bởi vì chuyện như vậy, ông ta cũng không dễ tình Dương Khai làm phiền, chỉ có thể cho qua. Thời khắc này Dương Khai không ngờ lại đứng ra chọc mũi vào, lão dĩ nhiên không thể cười mà thôi. Hư Vương lưỡng tầng cảnh võ giả thì đã sao, lúc cần cũng phải cầu xin lão phu thôi. Tả Đức trong lòng ngạo nghĩ nghĩ tới, đại sư nói đùa rồi, Dương Mỗ cùng đại sư là lần đầu tiên gặp mặt, lại ở đâu ra nói đến chuyện đắc tội chứ? Dương Khai thản nhiên đáp, một khi đã như vậy, vậy ngươi vì cái gì? Nói thật, có vấn đề gì sao? Dương Khai thản nhiên cười, sắc mặt của Tả Đức trầm xuống đang muốn lên tiếng nói gì đó dương khai lại nói tiếp đan sư như y sư thầy thuốc nghề và người đều xem trọng thiếu một thứ cũng không được thần hồn của cốc phu nhân bị hao tổn đã có một năm sinh mạng tùy thời gặp nguy hiểm đại sư nếu đã đến nơi này sao không mở lò luyện chế thái sơ chuyển hồn đan nhanh chóng cứu người lại cố tình muốn lấy hôn sự cháu gái của mình làm uy hiếp bức bách ngả âu hội trưởng cùng tam công tử có thể thấy được đại sư mặc dù tài nghệ điêu luyện lại cùng người có thua thiệt chà chà, đại sư có thể nhận hai chữ đại sư này sao? Hai chữ này gắn trên đầu, ngài không cảm thấy nặng một chút ư? Đại sư tuổi già nua, cũng không nên ép vỡ thân mình. Lời vừa nói ra, chẳng những sắc mặt của nhiều luyện đan sư hư cấp đại biến, sắc mặt của ngạ âu hội trưởng cũng chợt phức tạp. Ông ta tuyệt đối không nghĩ tới, lời nói của Dương Khai lại sắc bén như thế, gần như chẳng khác nào cùng tả đức xé rách ra mặt. Tuy rằng Dương Khai nói được điều trong tâm khảm của ông ta, khiến ông ta công nhận vô cùng, nhưng nói như vậy ngay trước mặt Tả Đức, không phải là đắc tội chết với người khác sao? Đó mặc dù là sự thật, mặc dù là chuyện mà mọi người đều biết, nhưng cũng không thể tùy tiện nói ra. Có một số việc, mọi người biết rõ trong lòng là được rồi. Người trên mặt của Tả Đức lúc xanh lúc đỏ, lập tức có chút không xuống đài được, cho tới bây giờ không ai dám ở trước mặt ông ta nói lời như vậy. Cho dù là võ giả hư vương cảnh ở trước mặt ông ta cũng phải rất cung kính, khi nào nghe qua sự chỉ trích sắc bén như thế, Bị Dương Khai vừa nói như vậy, ông ta dường như thật cảm thấy bà vai có chút bộ dáng nặng nề. Ngươi là ai, lại dám nói bậy với gia gia? Tả Linh bỗng nhiên quát ngọt một tiếng, giơ tay một cái, một đạo hỏa long công kích phát ra từ nơi lòng bàn tay, đánh tới thẳng hướng Dương Khai. Tình cảm gặp cản trở, nàng vốn là tâm tình không tốt, thời khắc này nghe được Dương Khai rõ ràng trắng trợn chỉ trích Tả Đức như thế, lập tức có chút không nhịn được, muốn tìm Dương Khai làm nơi chút giận, phát tiết sự bực dọc trong lòng cho nên nàng không chút do dự xuất thủ tả linh thân là cháu gái ruột của tả đức tư chất bản thân cũng không tệ hơn nữa có tả đức cung cấp đại lượng linh đan cho nên nàng tuy còn trẻ tuổi nhưng cũng có phản hư lưỡng tầng cảnh tu vi một chiêu này thuận tay phát ra uy lực lại tương đương không tầm thường hỏa long gầm hét không khí trở nên nóng lên há miệng to như chậu máu cắn xuống ngay đầu của hắn linh nhi dừng tay tả đức kinh hãi tả linh dễ dàng bị kích động không biết dương khai sâu cạn nhưng ông ta lại biết được dương khai là một vị hư vương lưỡng tầng cảnh cường giả từ chỗ của chiêm nguyên tả linh bất kể như thế nào cũng không thể nào là đối thủ của hắn vạn nhất nếu đối phương tức giận làm bị thương tả linh vậy coi như thua thiệt lớn tuy nhiên ông ta hô lên đã muộn một chút lúc thoại âm rơi xuống hỏa long đã gầm thét đến trước mặt dương khai thần sắc của dương khai không thay đổi thậm chí ngay cả thân hình cũng không động chỉ không nhanh không chậm đưa ra một bàn tay mở ra năm ngón tay chụp tới hỏa long đó một màn ly kỳ đã xảy ra hỏa long được hợp thành từ năng lượng lại trực tiếp bị dương khai bắt ở trên lòng bàn tay vùng vẫy nhuyễn động giống như vật còn sống vậy thế nhưng rốt cuộc nó thoát không xong dương khai trói buộc sau đó bị hắn bóp chặt lấy hỏa hệ nguyên tố bắn ra tung tóe hư không không khí nóng lên khôi phục như thường tả linh ngẩn ra hiển nhiên không nghĩ tới một kích của mình bị đối phương dễ dàng hóa giải như vậy nàng cũng ý thức được thực lực của dương khai phải vượt qua xa mình tuy nhiên nàng không vì vậy mà sợ hãi, ngược lại cắn răng kêu lên, ra ra hắn khi dễ con, ngài giúp con dạy dỗ hắn. Khi nói chuyện, không ngừng lắc lư cánh tay của tả đức. Tả đức nhìn lên thân thể giả nua lập tức như thuyền độc mộc trong mưa rền gió dữ, đung đưa trái phải. Nàng nghĩ đến tả đức không gì làm không được, bởi vì những cường giả hư vương cảnh ở trước mặt ông ta đều là một mực cung kính. Cho nên hơi bị thua thiệt liền trông cậy vào tả đức thay mình ra mặt. Nhưng tả đức nào có bản lãnh này? Ông ta được cường giả hư vương cảnh tôn kính, là bởi vì tài nghệ luyện đan chứ không phải là tu vi của mình ông ta bất quá là một người phản hư tam tầng cảnh võ giả dùng võ lực đi dạy dỗ dương khai không phải là tình cái chết sao dương khai không khỏi cười một tiếng dù sao hắn hiện giờ cũng là một vị hư vương lưỡng tầng cảnh cường giả tả linh tùy ý xuất thủ công kích mình hắn hoàn toàn có thể cho đối phương một bài học nhưng cùng một tiểu nha đầu tỷ đấu như vậy trái lại ra vẻ mình có chút chuyện bé sẽ ra to rồi cho nên hắn lời cùng đối phương tỷ đấu nhưng không ngờ tới Tả Linh thấy Tả Đức chậm chạp chưa trả lời, lại hướng về phía Ngạ Âu hô lên, "Ngạ Âu thúc thúc, ngài đánh chết hắn đi." "Đánh chết hắn? Ta nói ra ra luyện chế thái sơ đan gì đó cho ngài." Lời vừa nói ra, sắc mặt của Dương Khai trầm xuống, biểu lộ của Ngạ Âu cũng biến thành cổ quái. Tiểu nha đầu được cưng chiều, có chút tùy thích gây khó khăn có thể lý giải, nhưng chỉ vì trong lòng không thuận lại muốn tùy ý lấy tánh mạng người ta, đây có chút hơi quá đà. Huống chi, chuyện này vẫn là chính nàng khởi sướng, trách nhiệm hoàn toàn không phải ở phía Dương Khai. Chỉ cần người hơi có chút đầu óc cũng sẽ không nhận đồng lời của Tả Linh, lại không biết vì vậy mà đắc tội một vị hư vương lưỡng tầng cảnh cường giả. Ngà Âu thúc thúc, ngài mời ra ra đến đây không phải chính là muốn luyện chế loại đan dược gì đó sao? Ngài lợi hại như vậy, hắn khẳng định không phải đối thủ của ngài, ngài đánh chết hắn đi." Tả Linh khẽ kêu, tay chỉ Dương Khai thúc dục Ngạ Âu, giống như phân phó một thủ hạ vậy, vênh váo hung hăng. Ngạ Âu cười khan một tiếng, mở miệng nói, "Linh nha đầu, thúc thúc không nhất định là đối thủ của hắn. Làm sao chứ? Ngài là hội trưởng của Hàng La Thương hội, một trong người lợi hại nhất trên đời này, làm sao lại không phải là đối thủ của hắn?" "À, con hiểu rồi, ngài không muốn linh đan đó." "Linh nhi, chớ nói bậy." Tả Đức có chút nhìn không được, không khỏi trầm giọng quát một tiếng. Khóe miệng của Tả Linh xìu lại, thấy ra ra thật sự có chút ít tức giận, trái lại rất thức thời không quấy dày nữa nhưng vẻ mặt nhìn dương khai lại vô cùng phẫn hận cắn răng văng lên ken két dường như muốn xông tới cắn mạnh hắn một miếng thịt tuyết nguyệt ngươi không đáp ứng hôn sự này là chính xác dương khai nhẹ khẽ cười cười nữ nhân như vậy nếu cưới về vậy cuộc sống sau này có còn cần phải sống nữa hay không chứ tuyết nguyệt trừng mắt nhìn dương khai một cái cũng không nói gì các hạ lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích lão phu rốt cuộc ý muốn như thế nào tả đức âm trầm nhìn dương khai thần sắc nổi giận Ha ha, vẫn là câu nói kia, nói thật thôi. Dương Khai cười nhạt một tiếng. Linh Nhi quả thật bị lão phu nuông chiều nên giữ dằn một chút, nhưng bản tính vẫn tốt, không phải cho người đánh giá như thế. Tùy y muốn lấy tánh mạng người ta, đây là bản tính tốt mà ông nói đó sao? Nếu ta không phải hư vương lưỡng tầng cảnh, mà là thánh vương cảnh, thời khắc này e rằng đã là một cổ thi thể rồi chứ. Dương Khai cười lạnh không ngừng. Ngươi nếu là thánh vương cảnh, căn bản không có tư cách cùng lão phu nói chuyện. Đáng tiếc ta không phải đủ rồi chiêm nguyên thấy dương khai lại cùng tả đức tranh phong tương đối như thế không nhịn được nhảy ra các hạ bất kính đối với ân sư như vậy chẳng lẽ quên mất những năm này linh đan mà ngươi sử dụng để tu luyện rốt cuộc do người nào luyện chế sao bất kỳ một người võ giả nào nếu còn có chút lòng biết ơn cũng không trả lời như ngươi đối với một vị đại sư luyện đan đức cao vọng trọng như vậy uống nước nhớ nguồn tri ân báo đáp dương khai khẽ gật đầu ngươi là muốn nói cái này chứ gì tuy nhiên ta ngại quá ta trước đã nói với ngươi ta cũng là luyện đan sư. Những năm này ta dùng linh đan, đều là của ta tự mình luyện chế. Đều nói cùng đi là oan gia, cho nên ta cũng không cần thiết có lòng biết ơn gì đối với luyện đan sư. Các hạ cũng là luyện đan sư sao? Trong mắt của tả đức nổ bắn ra một tia tinh quang, có vẻ có chút bộ dáng không tin. Đúng vậy. Hả? Khóe miệng của tả đức nổi lên một chút cơ tiếu. Xin hỏi các hạ là luyện đan sư có đẳng cấp gì? Có luyện đan sư huy chương không? Cái vật đó ta không có, đẳng cấp gì đó ta cũng khó mà nói được. Chiêm Nguyên ở một bên cười nhạo nói, ân sư, cớ gì cùng thứ người như vậy tỷ đấu. Tu vi võ đạo của hắn tuy rằng không tầm thường, nhưng nhìn tuổi không lớn lắm, cho dù là luyện đan sư gì thì trước mặt ngài cũng không đáng phơi bày. Ngài có thể nói là đứng ở vị trí tột cùng nhất trong cả tinh vực rồi. Tả Đức cười ngạo nghễ, nhìn ánh mắt của Dương Khai lộ ra vẻ khinh bỉ. Tột cùng nhất? Chưa chắc chứ. Dương Khai khẽ cười nói, luyện đan sư cấp hư vương tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ta biết có một vị như vậy. Tuổi tuy trẻ hơn so với vị đại sư này, tương lai cũng khẳng định sẽ đi xa hơn vị đại sư này. Hắn nói dĩ nhiên là hạ ngưng thường. nực cười. Tả Đức chợt quát một tiếng, thần sắc nổi lên vẻ giận dữ, lão phu đã đến hư cấp hạ phẩm đỉnh phong cảnh, tùy thời có thể đột phá hư cấp trung phẩm. Trong cả tinh vực này, ai có thể vượt qua lão phu? Nói tới lĩnh vực mình tinh thông, khí thế của Tả Đức trở nên hùng hổ dọa người, không nhận thua chút nào. Đại sư không tin sao? Dương Khai cười nhìn ông ta. Ngươi tìm tới người đó cho Lão Phu. Lão Phu cùng hắn so đấu một phen, bảo hắn thua tâm phục khẩu phục. Tả Đức hừ lạnh một tiếng. Người đó ở xa ngoài ức vạn dặm, trong lúc nhất thời gọi không tới được. Tuy nhiên đại sư nếu muốn so sánh liều mạng. Dương Mỗ cùng đại sư so đấu được không? Dương Mỗ tự nhận trên thuật luyện đan còn hơi có tranh lệch so với người đó. Ngài nếu có thể thắng qua Dương Mỗ, Dương Mỗ lập tức thừa nhận lời của ngài vừa nói nhưng nếu ngài ngay cả dương mỗ cũng không thắng nổi qua ha ha trên bậc thang phía trước đại điện một đám người tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn dương khai phảng phất thấy được chuyện gì bất khả tư nghị tông ngạo lại há to miệng đủ để nhét vào một quả đấm thần sắc của Ngã âu biến ảo nhiều ý niệm bay lên trong đầu bỗng nhiên ông ta như suy nghĩ minh bạch ý đồ của dương khai không khỏi đôi mắt nổ bắn ra tinh quang sâu trong nội tâm cảm kích không dứt bất kể như thế nào dương khai người này xem ra đúng là không tệ đáng giá kết giao cái gì người mới vừa nói cái gì gương mặt của tả đức kinh ngạc nhìn dương khai cũng có chút nghi ngờ điều mình vừa nghe đại sư xem ra thật là tuổi già nua rồi dương khai thở dài một tiếng tại hạ mới vừa nói đại sư không ngại cùng dương mỗ so đấu một phen thuật luyện đan ngươi cùng lão phu so đấu thuật luyện đan tả đức phá lên cười khinh thường nói lão phu đích thực không nhìn ra ngươi ở đâu lấy ra tự tin như thế cái này không cần đại sư quan tâm đại sư chỉ nói có dám hay không thôi hừ ngươi cho là lão phu không biết ngươi đánh mưu ngư ma trước quỷ gì sao ngươi cho là phép khích tướng đối lão phu hữu dụng ư lão phu nếu đáp ứng cùng ngươi so đấu ngươi có phải muốn cùng lão phu so đấu luyện chế thái sơ chuyển hồn đan hay không tả đức cười lạnh nhìn dương khai hà đại sư anh minh dương mỗ đang có đề nghị này dương khai ngạc nhiên nói tâm tư của mọi người chuyển một cái lập tức kịp phản ứng dương khai rốt cuộc ý muốn như thế nào nếu Tà Đức thật sự tức giận, muốn cùng Dương Khai so đấu thuật luyện đan, tiếp đó Dương Khai lại định so đấu nội dung là luyện chế thái sơ chuyển hồn đan. Đến lúc đó Tà Đức vì thủ thắng, khẳng định sẽ toàn lực ứng phó luyện chế thành công. Như thế, sẽ giải nguy cho cốc Bích Hồ, giải hết khẩn cấp của ngạ Âu hội trưởng, về phần Dương Khai có thể luyện chế được hay không? Người nào sẽ quản hắn? Trước mặt một vị luyện đan sư cấp hư vương, thua thuật luyện đan cũng không phải chuyện mất mặt gì nếu cùng luyện đan sư đơn đà độc đấu thua, đó mới mất mặt. Chút tài mọn, lão phu sẽ không bị lừa. Tả Đức hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nhìn Dương Khai. Một bộ biểu lộ ta sớm đã xem thấu tâm can tỷ phế thận của ngươi. Đại sư nói như vậy là oan uổng cho ta rồi. Dương Khai mỉm cười, như vậy đi, vì để cho lần này so đấu công bình một chút, Dương mỗ thêm chút vật thưởng được không? Vật thưởng gì? Tả Đức lạnh giọng hỏi. Nếu ta thua, làm ngàn năm hộ vệ cho ngài. Dương Khai nghiêm sắc mặt, chầm giọng đáp, "Cái gì?" Lời vừa nói ra, mọi người cả kinh thất sắc, tất cả đều dùng ánh mắt như nhìn ngốc tử nhìn về phía Dương Khai, ngay cả Tả Đức cũng gương mặt biểu lộ ý động. Ông ta tuy rằng là luyện đan sư cấp hư vương, trong thủ hạ tùy tùng cũng không thiếu cường giả, nhưng quả thật không có một vị hư vương cảnh. Hư vương cảnh đều là hạng người tâm cao khí ngạo, lúc đi cầu ông ta luyện đan có thể khách khí, nhưng lại làm sao chịu cho ông ta sử dụng, cho ông ta nô dịch. Huống chi dương khai không phải hư vương cảnh bình thường mà là một vị hư vương lưỡng tầng cảnh dõi mắt cả tinh vực cũng không có bao nhiêu ủng hộ kênh qua linh Halezi com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé dưới tay nếu có một vị hư vương lưỡng tầng cảnh cường giả có thể cung cấp sử dụng lại phối hợp thân phận luyện đan sư cấp hư vương của tả đức vậy ý nghĩa duy ngã độc tôn trong cả tinh vực tả đức không thể tránh khỏi động lòng mặc dù ông ta cảm thấy đây là một cái lòng của dương khai nhưng xuất phát từ sự tự tin đối với thuật luyện đan của mình vẫn không nhịn được muốn một tiếng đáp ứng dương khai tuyết nguyệt thét lên một tiếng kinh hãi dường như là muốn khuyên bảo lại bị dương khai giơ tay ngăn lại hắn chăm chú nhìn tả đức thản nhiên nói dương mỗ bất tài giờ này có hư vương lưỡng tầng cảnh tu vi hơn nữa chính là lúc thân thể cường tráng sống mấy ngàn năm sẽ không có vấn đề gì ta là một ngàn năm hộ vệ cho đại sư ngài trên thời gian dư giả rồi cũng không biết đại sư có dám nhận cuộc đánh cá này hay không Ngã âu động dung nhiều luyện đan sư động dung đều vì cử động kinh người của dương khai mà chấn động sắc mặt của tả đức một trận biến ảo gật đầu nói người nói không sai đề nghị này khiến lão phu quả nhiên động lòng nhưng chỉ làm hộ vệ thì không đủ lão phu muốn ngươi nói gì nghe nấy lời vừa nói ra sắc mặt của ngạ âu trầm xuống có vẻ rất không vui cường giả hư vương cảnh người nào không phải là nhân vật cao cao tại thượng cho dù lúc đối mặt tả đức mang dáng vẻ vệ vệ thu liễm đó cũng là xuất phát từ sự tôn kính đối với ông ta dương khai nói là một ngàn năm hộ vệ cho tả đức ngả âu xem ra cũng đã là chuyện vô cùng khó tin là việc rất khó nhịn đổi thành mình thì bất kể như thế nào cũng không thể đáp ứng nhưng tả đức chẳng những không biết đủ lại vẫn muốn dương khai đối với hắn nói gì nghe nấy đây đã không đơn thuần là hộ vệ mà là nô bộc hộ vệ chỉ cần phụ trách bảo vệ sự an toàn bên người tả đức nhưng nô bộc thì không giống nhau nô bộc cần phải hoàn thành các loại mệnh lệnh của tả đức đưa xuống hoàn toàn bỏ qua tôn nghiêm của mình đây là sự vũ nhục đối với cường giả hư vương cảnh. Là miệt thị, ngạ Âu là cường giả hư vương cảnh, hơn nữa cũng một dạng như Dương Khai, đều là hư vương lưỡng tầng cảnh. Ông ta cảm động lây đối với tình cảnh của hắn vào thời khắc này, không thể tránh khỏi sinh ra tức giận. Tả Đức dường như cũng không nghĩ tới Dương Khai đáp ứng sảng khoái như vậy. Ông ta vốn tưởng rằng đối phương sẽ cùng mình có kè mặc cả, ông ta đề nghị như vậy cũng chỉ là muốn hết khả năng mò thêm nhiều chỗ tốt, thậm chí trong lòng cũng nhanh chóng nghĩ ra vài phương án dự phòng. Nói thí dụ như muốn cho Dương Khai, vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của ông ta bao nhiêu lần. Nhưng không ngờ tới không có đất dụng võ chút nào. Trong lúc nhất thời có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh, ông ta lại mở miệng nói, một ngàn năm không đủ, hai nghìn năm. Được. Dương Khai lại một lần nữa không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Tả Đức Đại Sư. Ngả Âu bỗng nhiên trầm giọng quát một tiếng. Đề nghị này có phải có hơi quá hay không? Ông ta rốt cục không cách nào nhẫn nại lửa giận trong lòng mình nữa rồi. Tả Đức chậm chạp chạy tới Thủy Thiên Thành đã tính toán rồi, mang hôn sự của Tuyết Nguyệt uy hiếp mình càng tính rồi, thời khắc này lại vẫn đòi hỏi nhiều như thế, trực tiếp tăng thêm 1.000 năm kỳ hạn đến 2.000 năm. 2.000 năm trói buộc. Ai có thể nhịn? Ngã Âu không thể nhẫn nhịn nữa. Bất kể nói như thế nào, Dương Khai đề nghị cùng Tả Đức so đấu thuật luyện đan đều là, bởi vì suy tính cho cốc bích hồ. Ngã Âu tuy rằng không biết Dương Khai tại sao muốn làm như vậy, nhưng trong lòng vẫn rất cảm kích hắn. Chuyện này bất kể có thể thành hay không, ông ta đều phải nhận một phần ân tình, một phần ân tình lớn lao của Dương Khai. Trên đời này lại có người hư vương, lưỡng tầng cảnh nào cam nguyện dùng một hai ngàn năm tự do để làm chuyện như vậy. Chỉ có một người là ngươi thôi. Cho nên ông ta không chút do dự đứng ra, thay đổi thái độ trước đó, dâng lên chỉ trích tả đức. Nếu ông ta ngay cả chút quyết đoán cùng quyết định này cũng không có, vậy ông ta không xứng làm hội trưởng của hàng la thương hội nữa. Tả Đức cười lạnh một tiếng, chính hắn cũng đã đáp ứng rồi, ngả âu hội trưởng ngươi vội làm gì, Dương Khai nhìn Ngã Âu, cười nhạt một tiếng. ngả Âu hội trưởng an tâm một chút chớ nóng vội. Ta mặc dù đáp ứng hai nghìn năm, nhưng đại sư có thể sống lâu như vậy hay không cũng là số kiếp chưa biết. Lời này mơ hồ có chút ít nguyên rủa tả Đức chết sớm sớm siêu sinh. Tả Đức là một người phản hư tam tầng cảnh võ giả, hơn nữa cũng đã sống không ít năm, nếu không cũng không đến mức trở thành một vị luyện đan sư cấp hư vương. Tương lai hai nghìn năm với ông ta mà nói, quả thật có chút đường từ từ dài quá sắc mặt của tả đức không khỏi trầm xuống, hừ lệnh nói, yên tâm, vì đánh cuộc hôm nay, lão phu sẽ cố gắng sống qua kỳ hạn hai nghìn năm. Chỉ mong như vậy. Dương Khai mỉm cười. Ngả Âu thở dài một tiếng, nhưng lại giơ tay lên, vỗ vỗ bả vai Dương Khai. Dương huynh đệ, từ nay về sau, ngươi và ta là huynh đệ. Chuyện hôm nay, ngả mỗ xin ghi nhớ. Ha ha. Khói miệng của Dương Khai nhếch lên, sâu trong nội tâm ngũ vị tạp trần, cũng như làm đồ đồ gia vị của cửa hàng. Các loại tư vị cùng nhau xông lên đầu, cũng không biết là nên vui hay là buồn. Hắn vội vàng đổi chủ đề, hỏi, vật thưởng của Dương Mỗ đã định ra rồi, của đại sư ngài đâu? Sắc mặt của Tả Đức lạnh lùng, mở miệng hỏi lại, ngươi cảm thấy lão phu định xuống vật thưởng gì thích hợp? Dương Khai mỉm cười, Dương Mỗ lấy thân thể tự do của mình làm vật thưởng, nếu như thế, vì để công bình đại sư có phải cũng nên như vậy hay không? Tả Đức nhướng mày, không lập tức trả lời. Thế nào? Đại sư không dám nhận sao? chẳng lẽ đại sư không có tự tin đối với thuật luyện đan của mình cảm thấy thất bại trong tay của dương mộ ư dương khai ở một bên châm ngòi thổi gió buồn cười tả đức lửa giận ngút trời luyện đan một đạo lão phu sẽ không thua bất kỳ kẻ nào phép khích tướng đối với lão phu vô dụng chà chà dương khai âm dương quái khí tắc lưỡi một trận đại sư có chút không thua nổi thôi thôi ngài oán khí ngất trời như vậy ta cũng không cần ngài lấy bao nhiêu năm tự do thân thể làm tiền đánh cuộc như vậy đi khi đại sư sinh thời, hàng năm luyện chế cho ta trăm viên linh đan cấp hư vương là được rồi. Mỗi năm một trăm viên. Thần sắc của tả đức giận dữ, ngươi không cảm thấy có chút đòi hỏi nhiều sao. Dương Khai vẫn chưa lên tiếng, tông ngạo một mực đứng ở một bên lạnh lùng nói, đại sư lời ấy sai rồi. Dương Khai lấy hai nghìn năm tự do thân thể làm tiền đặt cuộc, hắn là một vị hư vương lưỡng tầng cảnh cường giả, đại sư không cảm thấy phải lấy ra vật thưởng ngang hàng sao. Mỗi năm trăm viên linh đan cấp hư vương, đối với đại sư mà nói không coi vào đâu. Nhưng 2000 năm tự do đối Dương Khai mà nói, lại là rất trầm trọng. Đại sư ngài cũng coi như người đức cao vọng trọng, cái này cũng không được cái kia cũng không được, chẳng lẽ chỉ có thể lên mặt kẻ cả thôi sao? Tông Ngạo đứng ở một bên nhìn trò vui hồi lâu, đã sớm không thể nhịn được nữa. Vốn đều là luyện đan sư, hắn mặc dù có chút khinh bỉ đối với nhân phẩm của Tả Đức, nhưng vẫn là khá tôn trọng, dù sao thì người thành đạt cũng đáng là bậc sư. Nhưng bây giờ vừa gặp, nhân phẩm của lão gia hỏa này còn muốn ác liệt hơn so với trong tưởng tượng của mình cùng so sánh với ông ta, nhân cách mị lực của Dương Khai quả thực là vĩ ngạn không có bến bờ mà. Trong lòng chỉ có một tia kính y đối với Tả Đức cũng tan thành mây khói. Nghe được lời của Tông Ngạo, Tả Đức cũng bất vi sở động, cười lạnh nói, lão phu xem ra, thân thể tự do của hắn không đáng giá một chút nào. Nhưng thật ra mỗi 500 viên linh đan cấp hư vương của lão phu có thể khiến người đánh vỡ đầu, không biết bao nhiêu người bỏ mạng. Ha, lời nói này cũng có chút đạo lý. Ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Dương Khai lại gật đầu đồng ý, như vậy đi, ta hàng năm cũng không cần 100 viên đan dược của ngài, 80 viên thì sao? 50 viên, không bàn thêm nữa. Tả Đức vung tay lên. 75 viên, 55, 70 viên, 60. Thành giao. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người trợn mắt há hốc mồm, hai người một phen nhanh chóng tranh luận cùng có kè mặc cả, cuối cùng định xuống con số là hàng năm 60 viên linh đan cấp hư vương. Mặc dù thiếu non một nửa so với Dương Khai đề nghị, nhưng 60 viên linh đan cấp hư vương, đó cũng là tài phú khó có thể tưởng tượng. Trong cả tinh vực này, bất kỳ một viên linh đan cấp hư vương cũng đủ để khiến người ta tranh đoạt, khiến người ta vì thế mà dâng mạng. Cũng chỉ có Tả Đức đại sư như vậy, mới có thể tùy tùy tiện tiện vừa mở miệng chính là trên 160. Tiểu tử, điều kiện nói ổn thỏa, Tả Đức dường như cũng lộ ra một mặt dữ tợn, cười gằn nhìn Dương Khai, hôm nay ta và ngươi đánh cuộc, nhưng là định ra ngay trước mặt ngã Âu hội trưởng cùng nhiều luyện đan sư hư cấp khác đến lúc đó ngươi nếu thua mà không dám nhận thì yên tâm, ngả Âu hội trưởng danh dự tinh vực, hành sự công chính, không giống có ít người lừa đời lấy tiếng. Ta nghĩ mời ông ta làm trọng tài, nếu ta và ngài hai người ai thua mà không chịu nhận thì để ngả Âu hội trưởng đánh chết tại chỗ. Dương Khai cười híp mắt đề nghị. Tả Đức không khỏi biến sắc, chỗ sâu nơi đôi mắt dường như toát ra một chút bộ dáng ý sợ hãi. Ông ta là một tên phản hư tam tầng cảnh, nếu ngả Âu thật muốn giết ông ta, ông ta bất kể như thế nào cũng sống không qua ngày mai. Tà Đức nghĩ ngợi, trầm giọng đáp, cũng không phải là lão phu nghi ngờ nhân phẩm của ngạ Âu hội trưởng. Chỉ có điều, các hạ cũng là hư vương lưỡng tầng cảnh cường giả, cùng ngạ Âu hội trưởng tu vi giống nhau, ngươi nếu muốn chạy trốn, ngạ Âu hội trưởng sợ là ngăn không được ngươi. Sắc mặt của ngạ Âu lạnh lùng, đang muốn lên tiếng nói gì đó, trong hư không bỗng nhiên một tia dao động năng lượng vi diệu thoải mái ra, ngay sau đó, một bóng người bất ngờ hiển lộ ra trên mặt của người này mang một nụ cười, khiến người ta như một xuân phong, râu tóc bạc trắng, nhưng sắc mặt lại vô cùng đỏ hồng, thoạt nhìn giống như một thanh niên vậy, sau lưng đeo nghiêng một thanh trường kiếm cả vỏ, thân hình thẳng tắp, đứng ở nơi đó. Cả người một thanh lưỡi dao sắc bén tuyệt thế dấu mối không lộ, khiến người thấy mà khiếp sợ. Người nọ chắp hai tay sau lưng, từng bước một đi xuống từ trên bầu trời, mỉm cười hỏi, nếu ngà âu ngăn không được, ta tự mình xuất thủ chặn lại, tả đức đại sư cảm thấy thế nào? Nghe được giọng nói của người này, mọi người mới phản ứng được, vội vàng nhìn lại ông ta. Đợi sau khi thấy rõ khuôn mặt của ông ta, ngà Âu không khỏi cả kinh, vội vàng cung tay hành lễ, Long Sư Thúc, sao ngài đến đây? Long Sư Thúc, cách xưng hô của ngà Âu lập tức khiến mọi người hiểu rõ thân phận của người này. Một vị hư vương tam tầng cảnh cường giả duy nhất của hàng la thương hội, chính là nhân vật đứng ở tột cùng của tinh vực, Long Thiên Thương. Tử tinh có cùng sư tông chấn giữ, hàng la thương hội có Long Thiên Thương chấn giữ, hai người này đều là sự tồn tại cường đại uy chấn thiên hạ. Tuy nhiên nếu bàn về danh khí, danh tiếng của Long Thiên Thương phải lớn hơn nhiều so cùng Sư Tông. Bởi vì một ngàn năm trước, lúc Long Thiên Thương vừa mới tấn thăng hư vương tam tầng cảnh, chẳng biết tại sao đi tới một viên tinh tu luyện, sau đó, ở nơi nào tàn sát tông môn thế lực lớn có nhỏ có tổng cộng mấy chục nhà. Mấy ngàn vạn dặm trên tinh tu luyện đó, máu chảy thành sông, tích thi thành núi, giống như địa ngục nhân gian. Trận chiến ấy, ác danh của Long Thiên Thương vang xa. Trong tinh vực nói tới người này đều biến sắc. ủng hộ kênh qua link com gạch treo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ai cũng không biết Long Thiên Thương, rốt cuộc có xung đột ân oán gì với những tông môn bị tiêu diệt đó. Chỉ truyền dương nói rằng điều đó có quan hệ với một cô gái. Từ sau lần đó, Long Thiên Thương liền đột ẩn không thấy. Trong một ngàn năm gần nhất, ai cũng chưa từng gặp ông ta. Chỉ biết là người này chấn giữ Thủy Nguyệt Tinh, một địa phương bế quan tu luyện. Nhưng không nghĩ tới hôm nay ông ta không ngờ chủ động hiện thân đối mặt một vị hư vương tam tầng cảnh cường giả, ai cũng không dám sơ suất, đều rối rít cung tay hành lễ, ngay cả người như Tả Đức cũng không ngoại lệ. Long Thiên Thương cười ha hả, đáp lễ lại với Tả Đức, thản nhiên nói, từ biệt mấy chục năm, đại sư vẫn phong thái như cũ, trong lòng của Thiên Thương rất an ủi. Long trưởng lão khách khí rồi. Tả Đức gật đầu nói, Long sư thúc, ngày hôm nay sao có nhã hứng đi ra một chút vậy? Ngà Âu rất kinh ngạc hỏi người khác không biết long thiên thương có tánh khí ra sao nhưng ông ta thì lại biết cả tinh vực cũng chỉ có ông ta tiếp xúc nhiều nhất cùng long thiên thương ngày thường mặc dù ông ta muốn gặp long thiên thương cũng không phải một chuyện dễ dàng lúc hay qua thăm hỏi còn có thể bị sập cửa vào mặt không thể không xám xịt lui về làm gì hiểu được hôm nay đối phương không ngờ chủ động hiện thân khiến ngạ âu một trận kinh ngạc đến đây tham gia náo nhiệt long thiên thương cười ha hả ông ta khí chất bất phàm nhưng cho người một loại cảm giác như mộc xuân phong bất kỳ kẻ nào gặp được ông ta đều sẽ không tự chủ được sinh ra một tia cảm giác thân thiết khi nói chuyện ông ta quay đầu nhìn về dương khai vị dương khai này ta gọi thẳng tên ngươi như vậy không có vấn đề chứ dĩ nhiên không sao dương khai mỉm cười gật đầu ừ ngươi rất khá hằng la thương hội ta ngày sau là đồng minh của ngươi khi nào muốn tới thì tới không cần khách khí long thiên thương mỉm cười nói đa tạ ý tốt của tiền bối, tiểu tử nhất định xem nơi đây trở thành nửa nhà của mình. Dương Khai lập tức đánh rắn thuận theo côn. Tuyết Nguyệt ở một bên nghe ra, làm gì không hiểu được lời nói của Dương Khai là ý gì, lập tức trong mắt đẹp toát ra một chút thần tình ngượng ngùng cùng hạnh phúc. Một bên, Tả Đức thấy Long Thiên Thương nói như thế, cái mặt già này không khỏi có chút khó coi. Long Thiên Thương tuy rằng không nói thêm điều gì, nhưng chỉ dựa vào câu nói này, ông ta đã biết đối phương có chút bất mãn cách làm của mình nếu không thì vì cái gì thân cận Dương Khai như thế. Tuy nhiên, thế thì đã sao? Hư vương tam tầng cảnh so sánh với mình trên lý thuyết có địa vị giống nhau. Cho nên ông ta cũng không phải quá để ý, như thế thì tốt. Long thiên thương gật đầu, dường như rất hài lòng biểu hiện của Dương Khai. Lời nói đổi một cái, khẽ cười nói, lời tuy như thế, nhưng người hôm nay nếu cùng tả đức đại sư định xuống vật thưởng, đến lúc đó nếu thua đừng có không chịu trách nhiệm. Bổn tọa hôm nay nếu đã đến tiếp cận náo nhiệt này, thì không thể khoanh tay đứng nhìn người nếu dám chạy thoát bổn tỏa cũng sẽ thật dám chém chết ngươi ông ta cười híp mắt nói ra lời nói này trong cách nói không mang chút nào sát khí nhưng những người khác nghe ra lại không tự chủ được xuất mồ hôi lạnh cả người một vị hư vương tam tầng cảnh cường giả chấn giữ chỗ này đến lúc đó ai dám không thực hiện đánh cuộc chứ vậy đơn giản chính là muốn chết tiền bối yên tâm tiểu tử là người thành tín tuyệt đối sẽ không lật lọng như thế thì tốt long thiên thương lại nhìn về phía tà đức đại sư còn ngươi có long mỗ trấn giữ chỗ này ngươi có thể yên tâm chứ có câu nói này của long trưởng lão là đủ rồi tả đức gật đầu nếu như thế vậy các ngươi liền bắt đầu đi đã lâu chưa từng thấy qua chuyện thú vị như vậy long mỗ cũng muốn xem một màn vui long thiên thương mỉm cười âm thanh rơi xuống cả người giống như sương khói vậy bỗng nhiên tiêu tán ở tại chỗ ông ta cứ như vậy không thấy nhưng ai cũng biết ông ta cũng không đi xa chỉ có điều bởi vì ông ta ở chỗ này cho người ta áp lực quá lớn, thế nên chủ động đột ẩn. Dương huynh đệ, ngươi thật muốn làm như vậy sao? Vẻ mặt của Ngạ Âu ngưng trọng nhìn Dương Khai, trong lòng cũng không hy vọng Dương Khai cùng Tả Đức so đấu thuật luyện đan. Đề nghị này ông ta xem ra vừa cảm kích lại không có lực. Đấy giống như một đứa trẻ 3 tuổi muốn cùng một đại nhân so khí lực vậy, đứa bé đó căn bản không có khả năng thắng. Một câu Dương huynh đệ này khiến Dương Khai nghe sao cảm giác chói tai hắn lại không tiện vạch trần, chỉ có thể giả bộ lạnh nhạt, gật đầu nói, Long Tiền Bối đều đã hiện thân chỗ này, tiểu tử còn có cơ hội đổi ý sao? Ha ha, tất nhiên là không có. Trong hư không, truyền đến tiếng cười to của Long Thiên Thương. Tiếng cười kia phảng phất có chút ít ý nhìn có chút hả hê, khiến Tuyết Nguyệt tức giận ngứa hàm răng. Ai cha? Ngạ Âu thở dài một tiếng nặng nề, nếu như thế, hai vị bắt đầu đi. Ngạ Âu và Long Sư Thúc cùng chư vị đại sư đều làm người chứng kiến, ông ta biết chuyện phát triển đến mức này đã vô lực xoay chuyển trời đất tuy nhiên ông ta đã quyết định chú ý trong lòng nếu dương khai thật sự thua thất bại thảm hại mặc dù liều mạng danh dự bị hao tổn cũng phải giúp dương khai thoát đi chỗ này mặc kệ nói thế nào dương khai đều là bởi vì chuyện của cốc bích hồ chủ động nhảy vào ao nước đục này ông ta đến bây giờ cũng không nghĩ ra dương khai rốt cuộc tại sao muốn làm như vậy ha ha cái này ngươi chết chắc rồi chiêm nguyên đứng ở bên cạnh tả đức phá lên cười bộ dáng gương mặt tiểu nhân đắc chí, ân sư, chờ một hồi không cần nương tay, cho hắn biết lão nhân gia ngài mới là luyện đan sư xuất sắc nhất trên đời này. Hừ, không cần ngươi nói. Tả Đức hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nửa hí, đưa mắt nhìn Dương Khai nói, ngươi muốn cùng lão phu so đấu cái gì? Chớ nói lão phu ỷ lớn hiếp nhỏ, nội dung so đấu do ngươi quyết định. Bất kể loại linh đan nào, lão phu đều tiếp nhận. Ông ta làm ra vẻ bộ sáng nắm chắc phần thắng, khinh thường nhìn Dương Khai, thật là buồn cười, trên đời này lại vẫn còn hạng người ngu xuẩn giống như thế, lại muốn cùng mình so đấu thuật luyện đan, chờ một lát để cho người biết, chữ phục là viết thế nào. Nội dung so đấu Dương Mỗ đã nói rồi, là luyện thái sơ chuyển hồn đan. Dương Khai mỉm cười. Không được. Tả Đức còn chưa lên tiếng, Ngả Âu bỗng nhiên chợt quát một tiếng, thần sắc ngưng trọng nhìn Dương Khai, "Dương huynh đệ, đổi một loại linh đan đi, Thái Sơ chuyển hồn đan thật sự là, thật sự là cấp bậc quá cao, đây chính là linh đan cấp hư vương trung phẩm, muốn luyện chế phải có luyện đan sư cấp hư vương xuất thủ mới được luyện đan sư hư cấp thượng phẩm cũng không có tư cách luyện chế chỉ sẽ lãng phí dược liệu dương khai tu vi võ đạo cao tuyệt tuổi lại không lớn qua nhiều năm khẳng định say mê võ đạo như vậy trên thuật luyện đan thì tài nghệ cao bao nhiêu cho dù thiên phú xuất chúng cũng không có khả năng đến trình độ của luyện đan sư cấp hư vương hắn chọn thái sơ chuyển hồn đan làm nội dung so đấu còn chưa đấu cũng đã thua rồi ngả âu cảm kích dương khai suy tính cho cốc bích hồ nhưng cũng không thể mặc cho hắn nhảy vào trong hố lửa mặc kệ không hỏi, nếu thật như thế, vậy mình thành người nào? Cho nên ông ta một miệng bác bỏ, tha thiết nhìn Dương Khai nói, nếu không thì chọn hồi nguyên đan đi, những thứ này mọi người trước kia đều thường dùng qua, cũng có thể phân biệt ra tốt xấu. Hồi nguyên đan là linh đan sử dụng cho cấp thấp võ giả khôi phục thánh nguyên, chỉ có bậc thánh cấp hạ phẩm. Ngạ Âu cảm thấy Dương Khai nhất định sẽ luyện chế được, chỉ cần có thể luyện chế được thì có cơ hội cùng Tả Đức liều mạng, Vạn nhất vận khí tốt luyện chế được đan văn, có lẽ còn có hy vọng thắng. Tông Ngạo ở một bên cũng gật đầu đồng ý, cảm thấy chọn hồi nguyên đan thỏa đáng một chút. Ông ta biết Dương Khai có một chút bản lãnh luyện đan, ngay cả linh đan có sinh đan văn cũng đã luyện chế được, luyện một viên hồi nguyên đan có sinh đan văn khẳng định không phải việc khó. Nếu ta đức để Dương Khai chọn nội dung mình so đấu, thì không thể không công lãng phí ưu thế này. Chiêm Nguyên nhảy ra nói, bản thân người ta cũng nói muốn chọn thái sơ chuyển hồn đan nhất định là có lòng tin có thể luyện chế thành công. Chiêm Mộ bất tài, trái lại muốn quan sát thật tốt một chút thuật luyện đan của các hạ. Chà chà, linh đan cấp hư vương sinh ra, cũng không thấy nhiều, chư vị nói có phải không chứ? Lời này vừa nói ra, các luyện đan sư có mặt đều lộ ra thần sắc phấn chấn. Bọn họ cũng muốn quan sát một chút tình cảnh luyện chế linh đan cấp hư vương. Hồi nguyên đan cùng thái sơ chuyển hồn đan so sánh với nhau, bọn họ càng có khuynh hướng chọn loại sau, cho nên sau khi nghe Chiêm Nguyên nói thì đều bày tỏ đồng ý. Sắc mặt của Ngạ Âu giận dữ, hai tròng mắt uy nghiêm nhìn chăm chú qua Chiêm Nguyên. Tên này không khỏi rụt cổ một cái, ngượng ngùng cười nói, "Ngạ Âu hội trưởng thứ lỗi, Chiêm Mỗ thân là luyện đan sư, chỉ suy tính vấn đề xuất phát từ góc độ của bản thân mình, quả thật có chút sơ sót." Tuy nhiên trừ vị ở đây đa số cũng là ý tứ này, hội trưởng đại nhân không ngại hỏi bọn họ một chút chứ? "Không cần, cứ chọn thái sơ chuyển hồn đan." Dương Khai phất tay áo, "Ngươi có nghĩ kỹ chưa?" Tả Đức lạnh như băng hỏi. Đại sư không có tự tin sao? Dương Khai mỉm cười. Lão Phu là sợ ngươi ngày sau không cười được. Tả đức hử lạnh nói, đừng cho là ta không biết ngươi ở đây đánh mưu ma trước quỷ gì. Cũng được, Lão Phu luyện chế ra một viên thái sơ chuyển hồn đan, thuận với tâm nguyện của ngươi. Ông ta cho tới bây giờ, vẫn nghĩ rằng Dương Khai lấy tự do thân mình đổi lấy cơ hội cứu chữa cốc bích hồ. Ông ta nghĩ đến Dương Khai làm hết thảy, đều chỉ vì một viên thái sơ chuyển hồn đan mà thôi. Ông ta hoàn toàn không tin Dương Khai có thể luyện chế được linh đan cấp hư vương. Ngả Âu hội trưởng, lấy ra vật liệu đi. Tả Đức hướng về phía Ngả Âu nói. Ngả Âu cao mày nói, vật liệu chỉ có một phần. Những thứ khác nói được, nhưng thất thải mi lộc nội đan cũng chỉ có một viên. Hai vị nếu liều mạng so đấu luyện chế thái sơ chuyển hồn đan, sợ là không được. Lão Phu mặc kệ. Tả Đức lắc đầu, ngươi chuẩn bị những vật liệu kia, vốn dĩ là cho Lão Phu về phần hắn tới chỗ nào lấy vật liệu chính là chuyện của hắn nếu ngay cả vật liệu cũng quyên góp không đủ vậy coi như hắn thua rồi đại sư nếu thật như thế có phải có chút thắng không anh hùng hay không ngả âu mặt trầm như nước hắn nhất định phải chịu sự dạy dỗ như thế tả đức bất vi sở động cười lạnh nói người tuổi trẻ luôn tâm cao khí ngạo không biết trời cao bao nhiêu đất rộng bao nhiêu trải qua một chút đả kích mới có thể trở nên trưởng thành ổn trọng chuyện hôm nay coi như là sự dạy dỗ cho hắn đi Long trưởng lão, ông nói xem có phải vậy không? Tả Đức nhìn về hư không hỏi. Không có trả lời. Thật lâu sau, thanh âm của Long Thiên Thương mới truyền tới, nghe không ra hỉ nộ ai ố, đại sư nói không sai. Ngả Âu mang vật liệu đã chuẩn bị xong giao cho đại sư đi. Sư thúc. Ngả Âu nghe vậy kinh hãi. Nếu thật như thế, Dương Khai hoàn toàn không có hy vọng thắng. Vật liệu của Thái Sơ chuyển hồn đan cũng quyên góp không đủ, còn so cái gì? Ngả Âu biết rõ thất thải Mi Lộc nội đan khó tìm ra sao dốc hết lực lượng của cả hàng la thương hội ông ta mới tìm một viên năng lượng trôi qua hơn phân nửa mà thôi trên đời này tuyệt đối không có viên thứ hai dương khai nếu kiên trì như vậy tất nhiên có chỗ ỷ lại có lẽ là hắn có một phần vật liệu khác cũng nói không chừng người cứ giao một phần vật liệu đã chuẩn bị xong đó cho tả đức đại sư là được thanh âm của long thiên thương truyền ra từ trong hư không nghe vậy ngả âu ngẩn ra quay đầu nhìn về dương khai gương mặt có thần sắc hỏi thăm chỉ thấy dương khai mỉm cười cổ tay đảo một cái trên lòng bàn tay bất ngờ xuất hiện một viên nội đan bảy màu tán phát hào quang ánh sáng bảy màu còn muốn thịnh vượng hơn một chút so với viên nội đan mà trước đó ngã âu đã lấy ra quả nhiên có mọi người kinh hô không ít luyện đan sư đều tham lam nhìn chăm chú vào một viên nội đan trên tay của dương khai hai viên nội đan nếu là đặt chung một chỗ cơ hồ là giống nhau như đúc nhưng sao ta cảm giác nội đan này cùng ngã âu hội trưởng lấy ra có chút không quá giống nhau có người nghi ngờ lẩm bẩm quả thật có chút không quá giống nhau, nhìn như giống nhau, thật ra vẫn có một ít khác nhau nhỏ. Đây có phải đúng là thất thải mi lộc nội đan không? Đây là thất thải mi lộc biến chủng nội đan, cũng không phải là chân chính thượng cổ dị thú có. Tuy nhiên yêu thú kia khi còn sống cũng có một tia thất thải mi lộc huyết thống. Dương Khai mỉm cười giải thích, vật này đã cất giữ trong chiếc nhẫn không gian của hắn biết bao năm. Chính là năm đó trước khi đi Đế Uyển, trên bình nguyên vòng ngoài Đế Uyển săn giết một con thất thải mi lộc biến chủng đoạt được cho tới nay đều chưa phái thượng dụng trang gì, nhưng không nghĩ tới hôm nay có đất dụng võ, thì ra là thế, đây cũng đáng tiếc rồi. Tông ngạo thở dài một tiếng, chỉ giáo cho ngạ âu đã xem dương khai thành người của mình. Nghe tông ngạo nói như vậy, không khỏi có chút khẩn trương hỏi. Một trong vật liệu chủ luyện chế thái sơ chuyển hồn đan là thất thải mi lộc nội đan, trên tay của dương khai không có loại đó, tuy rằng miễn cưỡng phụ họa yêu cầu nhưng cũng không thuần khiết, luyện chế phải khó khăn nhiều. Còn một viên của hội trưởng ngài thu thập được trước đó, tuy rằng năng lượng trôi qua không ít, lại là chân chính thất thải mi lộc nội đan. Nếu dùng nó luyện chế không thể nghi ngờ phải chiếm cứ một chút ưu thế. Tông Ngạo giải thích, ông ta là một vị luyện đan sư hư cấp thượng phẩm, mặc dù không thể luyện chế tức thì thái sơ chuyển hồn đan, nhưng toa thuốc này là ông ta đề nghị ra, đối với chuyện này dĩ nhiên rất có nghiên cứu, lời nói cũng có quyền uy tín. Nghe ông ta nói như vậy, sắc mặt của Ngạ Âu không khỏi có chút khó coi ha ha muốn dùng một viên tàn thứ phẩm nội đan tới cùng lão phu so đấu sao tả đức cười lớn một tiếng tiểu tử lão phu khuyên ngươi tốt hơn là sớm một chút nhận thua tránh cho đợi lát nữa mất mặt tàn thứ phẩm không đủ cộng thêm cái này thì sao dương khai mỉm cười khi hắn nói chuyện lòng bàn tay lại thêm một món khác vật nọ vừa xuất hiện trong không khí liền phiêu đãng ra một cỗ mùi hương ly kỳ mọi người ngửi lấy lập tức cảm thấy thanh tâm ngưng thần cảm xúc tiêu cực trong lòng đều bị đuổi tản ra không còn hương nang phối hợp cùng nội đan tông ngạo trước mắt sáng ngời lập tức vỗ đùi cười nói cái này được đó có thể đứng cùng chung trên một đường rồi ngả âu cũng là tinh thần chấn động biết có hương nang cùng nội đan phối hợp phụ trợ tình thế bất lợi của dương khai sẽ bị lau sạch trong nháy mắt sắc mặt của tả đức không khỏi trầm xuống mở miệng nói ngươi lại vẫn có thể săn giết được một viên thất thải mi lộc biến trùng ư nhưng cho dù như thế ngươi thật cho rằng thuật luyện đan của mình có thể thắng được lão phu hay sao lão phu có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nhận thua đi, ngươi không có cơ hội đâu. Dương Mỗ cũng cho đại sư một cơ hội cuối cùng. Nếu hôm nay không so đấu sẽ trở thành vết dơ cả đời của đại sư ngài, khiến danh dự ngài bị hao tổn. Dương Khai trả lời lại một cách mỉa mai. Hừ, không hài lòng được nửa câu. Nếu ngươi cũng có vật liệu, vậy thì bắt đầu đi, lão phu sẽ khiến cho ngươi tâm phục khẩu phục. Dương Khai chuyển hướng về phía ngạ Âu, cung tay nói, xin ngạ Âu hội trưởng tìm địa phương thích hợp, Dược sư điện khoảng cách chỗ này không xa, ở dược sư điện đi. Nơi đó có địa hỏa thuần khiết có thể dùng, cũng có lò luyện đan cấp hư vương. Ngả Âu vừa nói chuyện, vừa đi trước dẫn đường. Mọi người khác vội vàng đi theo. Những luyện đan sư hư cấp đó thời khắc này mỗi một người cũng như đánh máu gà, sắc mặt ửng hồng, kích động không thể tự kiềm chế, rối rít vây quanh bên cạnh Tả Đức đại sư, nhân cơ hội này thỉnh giáo một vài vấn đề với ông ta. Luyện đan sư cấp hư vương cũng không phải là nói thấy có thể gặp được đúng lúc gặp cơ hội hôm nay bọn họ đâu còn thừa cơ nắm chắc cơ hội mặc kệ nhân phẩm của tả đức như thế nào tài nghệ luyện đan của ông ta là không cho hoài nghi mấy câu chỉ điểm của ông ta năm đó có thể khiến cho chiêm nguyên một đường tấn thăng đến trình độ luyện đan sư hư cấp trung phẩm ở đây nhiều luyện đan sư như vậy có không ít người tự xưng là tư chất có nhiều xuất sắc hơn so với chiêm nguyên nếu được tả đức chỉ điểm mấy câu nhất định là cả đời được lợi có lẽ là muốn duy trì hình tượng của mình Tả Đức đối với nghi vấn cùng vấn đề khó khăn của những luyện đan sư đưa ra, là ai đến cũng không cự tuyệt, tỉ mỉ giải đáp. Điều đó khiến không ít người cũng có thu hoạch to lớn, trong miệng cảm kích không dứt. Chỉ có Tông Ngạo, một đường đi theo bên cạnh Dương Khai, mặc kệ không hỏi tới náo nhiệt bên kia. Tiểu nhân đắc chí chiêm nguyên đó lại thỉnh thoảng liếc nhìn Dương Khai một cái, trên mặt mang vẻ mỉm cười châm chọc nhìn có chút hả hê. Ân sư, môn sinh ngày trước gặp một đề khó, không biết nên giải quyết như thế nào, xin ân sư giải đáp chiêm nguyên bỗng nhiên cao giọng hỏi nhiều luyện đan sư đều nghiêng tai lắng nghe muốn biết chiêm nguyên rốt cuộc muốn hỏi gì hả vấn đề khó khăn gì nói nghe một chút tả đức nhàn nhạt hỏi có một tiểu tử không biết trời cao đất rộng mới vào con đường luyện đan muốn cùng môn sinh so đấu thuật luyện đan cùng phát ra trí nguyện to lớn muốn thu được thắng lợi môn sinh không biết nên cùng người đó so tài hay không dù sao môn sinh đáp ứng cũng có chút ý lớn hiếp nhỏ không đồng ý thì lại sẽ khiến người hiểu lầm môn sinh tài nghệ không tinh Đích thực khiến người ta khó làm. Chuyện nào có đáng gì? Vinh dự của luyện đan sư không để cho khinh nhờn, dạy dỗ mạnh tay cho người đó, bảo cho hắn biết, con đường luyện đan không phải là a mèo a chó cũng có thể đọc lướt qua là được. Chiêm Nguyên lập tức lộ ra một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, cung tay nói, thì ra là thế, đa tạ lão sư dạy bảo, môn sinh thụ giáo. Tuyết Nguyệt đi theo bên cạnh Dương Khai vừa nghe được, nhanh chóng tức giận, cắn răng vang lên ken két. Địa vị của Dương Khai ở trong mắt nàng không có gì sánh kịp sợ là ngay cả ngạ Âu còn so ra kém. Thời khắc này Tả Đức lại nói Dương Khai là a mèo a chó, nếu không cố kỵ thân phận của Tả Đức, Tuyết Nguyệt e rằng lập tức muốn rút kiếm chém người này. Một vài luyện đan sư hư cấp nhướng mày, trong lòng không thích ngôn luận của Tả Đức. Dù sao điều này có chút không hợp với thân phận của Tả Đức, nhưng lại không nói gì, chỉ có thể làm như không nghe đến. Nhưng thật ra có số ít mấy tên luyện đan sư hư cấp phát ra tiếng cười nịnh nọt. Tốc độ của mọi người cực nhanh, trước sau bất quá thời gian một nén nhang, thì đã tới trước đại điện của một tòa nhà. Bốn phía đại điện đó hiện đầy cấm chế trận pháp, ngả Âu phất tay mở ra, dẫn mọi người đi vào trong đó. Lực lượng của lửa thật là nồng đậm. Khuôn mặt của Dương Khai lộ vẻ kinh ngạc, hôi nhỏ một tiếng. Hắn cảm thấy hỏa hệ nguyên tố nồng đậm tinh thuần phiêu đãng trong không khí, không xê xích bao nhiêu so với địa phế hỏa mạch của Lăng Tiêu Tông. Đây chính là dược sư điện của Thủy Thiên Thành ta. Ngà Âu mỉm cười giải thích, phía dưới dược sư điện này có một địa hỏa chi mạch tốt nhất, các luyện đan sư của Hàng La Thương hội ta đều ở chỗ này luyện đan." Dương Khai gật đầu, lập tức biết những luyện đan sư đi theo vì sao một chút cũng không kinh ngạc, bởi vì bọn họ đều xem như là luyện đan sư của Hàng La Thương hội, hiển nhiên thường xuyên đến nơi này, sớm đã thành thói quen, chưa từng thấy qua chợ mà. Chiêm Nguyên căn bản sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào châm biếm Dương Khai, nghe vậy không nhịn được hừ lạnh một tiếng. "Hội trưởng đại nhân, làm gì vậy?" Đoàn người vừa đi vào dược sư điện, trước mặt lại đi tới một người lão giả mặc y phục của luyện đan sư, nghi ngờ hỏi. Ngạ Âu cười khổ, nói sơ một lần ngọn nguồn của câu chuyện. Cái gì, lại có người cùng tả đức đại sư so đấu thuật luyện đan? Lão giả kia hô to một tiếng. Chỉ một thoáng, bên trong dược sư điện, vô số cửa phòng của xương phòng được mở ra. Từng luyện đan sư một đầu tóc rối bù, dơ giấy cực kỳ, hốc mắt sâu hõm vào, thoạt nhìn cũng như tên ăn xin vậy vọt ra từ bên trong phòng luyện đan của từng người có người một bên sông tới một bên hô to hỏi, đại sư ở đâu, đại sư ở đâu. Đợi sau khi thấy được tả đức, những luyện đan sư này đồng loạt vẻ mặt nghiêm túc, vái chào thấp đến đất, trong miệng vấn an. Tả đức cũng làm ra bộ dáng bình dị gần gũi, đáp lễ lại. Dương Khai nhìn âm thầm khiếp sợ. Hắn phát hiện chỉ cần luyện đan sư trong dược sư điện sông ra, sẽ không dưới 70 người. Những luyện đan sư này mỗi một vị đều là trình độ cấp thánh vương trở lên, tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng số lượng lại không thể khinh thường, hơn nữa, đây vẫn chỉ là dược sư điện tầng thứ nhất mà thôi. Ở thần niệm của Dương Khai cảm ứng được, dược sư điện hướng trong lòng đất còn có 8 tầng. Nói cách khác, cả dược sư điện có tầng 9, mỗi một tầng đều có luyện đan sư bất đồng cấp bậc chú đóng luyện đan. Chỉ cần số lượng luyện đan sư bên trong một dược sư điện e rằng đã có 400, 500 người. Đây mới là một trong nội tình của Hàng La Thương hội. 400, 500 người này mỗi một năm luyện chế linh đan cho Hàng La Thương hội đếm không hết. Trong lúc nhất thời, trước mặt Tả Đức náo nhiệt khác thường, còn phía trước Dương Khai vắng như chùa bà đanh, tạo thành đối lập vô cùng rõ ràng. Mà sau khi biết lại là Dương Khai muốn cùng Tả Đức so đấu thuật luyện đan, những luyện đan sư không rõ chân tướng mỗi một người đều mang ánh mắt lòng đầy căm vẫn quay đầu nhìn, về Dương Khai, tựa như Dương Khai khinh nhờn gì vậy? Ngạ Âu để tránh cho Dương Khai lúng túng, vung tay lên, dẫn mọi người bước vào phía dưới. Đúng như Dương Khai cảm giác, dược sư điện tổng cộng chia 9 tầng càng đi xuống, lực lượng địa hỏa càng thịnh vượng, luyện đan sư có thể luyện đan trong đó có cấp bậc cũng càng cao. Mỗi khi đi tới một tầng, số lượng luyện đan sư đi theo phía sau trở nên càng ngày càng nhiều. Sau khi thẳng đến tầng thứ 9, phía sau ngã Âu đã đi theo hơn 500 vị luyện đan sư. Điều này làm cho ngã Âu rất nhức đầu, có lòng để cho bọn họ đi trở về luyện đan, rồi lại không mở được miệng. Ông ta biết địa vị của tả đức ở trong lòng của chút ít người nơi đây, biết lực hấp dẫn của một vị luyện đan sư cấp hư vương luyện đan đối với bọn họ chỉ sợ hiện tại mặc dù dùng sức mạnh những luyện đan sư này tánh khí quật cường cũng sẽ không phục tòng chỉ thị của ông ta ông ta chỉ có thể mặc kệ nhẹ giọng nói với dương khai dương huỳnh đệ người có áp lực khác ta cũng không nghĩ tới chuyện náo loạn lớn như vậy người xem bọn người kia như cải trắng là được dương khai mỉm cười ngả âu hội trưởng yên tâm những này người vẫn không đặt ở trong mắt ta như thế thì tốt ngả âu không khỏi thở phào nhẹ nhõm đã tới chỗ rồi vậy liền bắt đầu đi tả đức hô to một tiếng quay đầu nhìn về mấy trăm luyện đan sư khẽ mỉm cười nói chư vị đồng đạo hôm nay ta cùng với vị tiểu bằng hữu này so đấu thuật luyện đan tuy có chút ít nguyên do nhưng lão phu cũng là ỷ lớn hiếp nhỏ lão phu xấu hổ ủng hộ kênh qua linh Halezi com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé tả đức nói một phen đưa tới hảo cảm của những luyện đan sư không rõ chân tướng có người kêu lên, nếu có người mắt cao hơn đầu, đại sư không cần tự trách như thế, xem như dạy dỗ hắn đi. Không sai, đại sư Đức cao vọng trọng, lại còn có người dám cùng ngài so đấu thuật luyện đan, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Nếu không đại sư ngài nghỉ ngơi một chút, ta tới thay ngài so đấu, nhất định không phụ đại sư kỳ vọng. Còn có người chủ động xin đi giết giặc. Những luyện đan sư này cùng tới xem náo nhiệt căn bản không biết trước đó chuyện gì xảy ra, thậm chí ngay cả so đấu luyện chế linh đan gì cũng không rõ lắm chỉ là bởi vì danh tiếng của Tả Đức mà đến, đương nhiên đối với Dương Khai không có ấn tượng gì tốt. Bọn họ xem ra, bản thân cùng Tả Đức so đấu thuật luyện đan chính là một chuyện không thể tha thứ. Hơn 500 vị luyện đan sư, có hơn phân nửa trợn mắt nhìn Dương Khai, bộ dáng hận không thể một miệng nuốt lấy hắn. Dương Khai đối với tình cảnh này chỉ cười mà qua. Tả Đức cười híp mắt nói, ý tốt của chư vị lão phu tâm lĩnh. Tuy nhiên chuyện hôm nay, thật đúng là phải do lão phu tự mình xuất thủ mới được bởi vì vị tiểu bằng hữu này muốn cùng lão phu so đấu luyện chế là Thái Sơ chuyển hồn đan. Cái gì? Thái Sơ chuyển hồn đan? Đó không phải là linh đan cấp hư vương sao? Đại sư lại muốn luyện chế linh đan bực này. Lần này có phúc tận mắt nhìn thấy rồi. Chẳng lẽ người này cũng là vị luyện đan sư cấp hư vương? Nhìn không quá giống nha. Một đám luyện đan sư mau mồm mau miệng tranh nhau, chàng diện lập tức ầm ý vô cùng. Được rồi, chớ ồn ào nữa, sắc mặt của ngạ âu khó coi, trong miệng chợt quát một tiếng, tả đức đại sư cùng dương khai lập tức phải mở lò luyện đan. Chư vị đều là luyện đan sư, chắc biết là quấy dây chứ. Xin chư vị không nên lên tiếng nữa, nếu không, đừng trách ngả mỗ không nói tình cảm. Ngả Âu vừa nói ra lời ấy, đại điện nhốn nháo lập tức yên tĩnh lại. Tả Đức mỉm cười nói, chư vị đừng lên tiếng là được rồi, nếu muốn quan sát một hai, thật ra không có vấn đề gì. Lời vừa nói ra, rất nhiều luyện đan sư dối rít lộ ra sắc mặt vui mừng, đều hướng về phía tả đức với ánh mắt cảm kích. ngạ âu hội trưởng, xin ngài rào vật liệu luyện chế thái sơ chuyển hồn đan cho lão phu. mặt khác cho vị tiểu bằng hữu kia một phần vật liệu giống vậy. tả đức hô to, đây là dĩ nhiên. ngạ âu nghe vậy gật đầu, lập tức lấy ra nhiều vật liệu từ trong nhẫn không gian của mình, phân làm hai phần, chia ra giao cho dương khai cùng tả đức. trên hai phần vật liệu cơ bản giống nhau như đúc, chỗ bất đồng là, một phần chia cho tả đức có một viên thất thải mi lộc nội đan sau khi đã chọn vật liệu, Ngả Âu nói, nơi này là dược sư điện tầng thứ 9. Lực lượng địa hỏa cũng nồng đậm nhất. Lúc này luyện đan có thể tiết kiệm đại lượng thời gian cùng tinh lực, hai vị lựa chọn vị trí thích hợp đi. Trong tầng thứ 9 này, nơi nơi có thể thấy được thứ gì đó như đầu rồng vậy. Đầu rồng nọ không lớn, khóe miệng mở ra, phụ cận có trận pháp có thể khống chế. Một khi mở ra trận pháp, chỗ đầu rồng có thể trào ra lực lượng địa hỏa rút lấy từ lòng đất, còn có thể khống chế hỏa lực lớn nhỏ, vô cùng dễ dàng. Tả Đức hiển nhiên rất quen thuộc chỗ này, nghe vậy liền đi thẳng tới phụ cận của một cái đầu rồng, chuẩn bị sẵn sàng. Hơn 500 vị luyện đan sư cũng đồng loạt vọt tới, đứng cách vị trí của Tả Đức 20 trượng, vây thành một vòng tròn quanh chỗ của ông ta, rối rít chăm chú nhìn. Ngả Âu đi tới bên cạnh Dương Khai, thấp giọng hỏi, "Dương huynh đệ, muốn đi tới chỗ sương phòng hay không? Vị trí của chỗ này tuy rằng trống không, nhưng quá nhiều người, không khỏi sẽ bị chút ít quấy nhiễu." "Không cần." Dương Khai lắc đầu, mỉm cười nói, nếu vào xương phòng, những người kia không thấy được ta luyện đan như thế nào, chỉ sợ lại sẽ hiểu lầm gì đó. Ừ, ngươi nói cũng có đạo lý. Ngả Âu cho mày lại, nhưng ngươi thật có thể luyện chế thái sơ chuyển hồn đan chứ? Ông ta từ đầu đến cuối đều không thể tin được chuyện này, có thể thấy được Dương Khai một bộ dáng là mặt tỉnh, cũng không khỏi có chút nghi thần nghi quỷ. Chẳng lẽ hắn không những thành tựu võ đạo to lớn, đồng thời còn là một vị luyện đan sư cấp hư vương sao? Cái ý niệm này hiện lên. Ngả Âu lại nhanh chóng phủ định, bởi vì điều này thật sự là quá không thực tế. Ngả Âu hội trưởng xin mời mỏi mắt mong chờ đi. Dương Khai mỉm cười, Ngả Âu không nói thêm gì nữa. Bên kia, thanh âm của Chiêm Nguyên bỗng nhiên truyền đến, lộ ra một cỗ ý nhìn có chút hả hê, vị bằng hữu kia, ân sư bảo ta hỏi ngươi, có cần cho ngươi mượn một bộ lò luyện đan cấp hư vương dùng một chút hay không? Ngươi phải biết, có lò luyện đan tốt cũng có thể tăng lên xác suất thành công của luyện đan. Tuy rằng với bản lãnh của ngươi sợ cũng không thể thúc giục lò luyện đan cấp hư vương, nhưng ân sư tử bi vi hoài cho ngươi mượn dùng một chút vẫn không sao. Ý tốt của đại sư, dương mỗ tâm lĩnh. Nếu là lò luyện đan cấp hư vương, aha, ta có một cái đây. Dương Khai giữa lúc nói đùa lấy ra tử hư đỉnh của mình từ trong nhẫn không gian. Đồ chơi này cũng được hắn mang ra ngoài từ trong đế uyển, chính là tiền sản vật mấy vạn năm. Lúc đó trong tử hư đỉnh còn đặt một viên linh đan có sinh đan vân. Tử hư đỉnh vừa ra, luyện đan sư hội tụ bên kia không khỏi phát ra một loạt tiếng kinh hô. Thế nhưng rất nhanh, tiếng kinh hô bị mọi người áp chế xuống. Từng đôi mắt đều tham lam mà mơ ước nhìn tử hư đỉnh của Dương Khai, nhìn chằm chằm không rời. Họ đều là luyện đan sư, dĩ nhiên liếc mắt liền nhìn ra tử hư đỉnh bất phàm. Tử vân trên đỉnh giật giào, lô đỉnh vừa xuất hiện, càng khiến cho dược sư điện này tầng thứ 9 phiêu đãng dâng lên mùi thơm đan dược, vừa thấy liền biết trong đỉnh đó sinh ra không ít linh đan thượng hảo hắn thật chẳng lẽ biết luyện đan? Chiêm Nguyên cũng trợn tròn mắt, nếu không có luyện đan sư, làm sao có lò luyện đan cấp hư vương mang theo người? Tuy nhiên rất nhanh, hắn nhất định đây là chiến lợi phẩm mà Dương Khai trong lúc vô ý chiếm được. Dù sao thực lực của Dương Khai không tầm thường, hàng năm ở ngoài lịch lãm mạo hiểm, thân là hư vương lưỡng tầng cảnh cường giả, trong nhẫn không gian chỉ sợ đồ đạc gì ngổn ngang cũng có. Đáng ghét mà, hắn là một tên võ giả lại có lo luyện đan cấp hư vương, bản thân mình là luyện đan sư mới phát tiền đồ không thể lường, vẫn dùng là một cái hư cấp trung phẩm lò luyện đan. Chiêm Nguyên hận đến ngứa hàm răng, chỉ cảm thấy tử hư đỉnh, trên tay Dương Khai rõ ràng có chút người tài giỏi không được trọng dụng, hận không thể xông lên giành lấy nó. Nghĩ tới đây, Chiêm Nguyên đã suy tính phải như thế nào đoạt lại tử hư đỉnh của Dương Khai. Bây giờ thêm một cái tiền đánh cuộc có thể có chút thật quá đáng rồi chứ. Sâu trong nội tâm của hắn suy nghĩ miên man, làm sao cũng không áp chế nổi. Lò luyện đan này của ngươi không tệ, Tông Ngạo cao mày lại, khí tức xưa cũ sợ là đã có nhiều năm rồi chứ. Mấy trăm vị luyện đan sư chỉ có một mình Tông Ngạo đứng ở bên phía Dương Khai, không đi tới chỗ của Tả Đức ngắm nhìn. Quả thật niên đại rất xưa, ta cũng là trong lúc vô ý chiếm được. Tuy nhiên, Tông Ngạo đại sư ngài cũng đừng đánh chủ ý tới lò luyện đan này của ta, ta cũng chỉ có một cái mà thôi. Dương Khai cười hà hà. Tông Ngạo nghe vậy, bĩu môi một cái. Ngạ Âu cười to nói, "Không sao, ta nhớ trong kho báu của Thủy Thiên Thành, còn có một cái lò luyện đan cấp hư vương vô chủ, ngày khác ta bảo người đưa cho tông đại sư là được. Bởi vì một chuyện lần này, Ngạ Âu đối với thái độ của Tông Ngạo trở nên vô cùng thân thiết. Bởi vì từ đầu đến cuối, Tông Ngạo đều kiên định đứng ở bên phía Dương Khai. Nghe ông ta nói như vậy, Tông Ngạo mỉm cười, cung tay nói, như thế xin đa tạ Ngạ Âu hội trưởng. Bảo kiếm tặng anh hùng mà thôi. Mấy người đang nói chuyện, bên kia lại truyền tới thanh âm của Chiêm Nguyên, hét lên, vị bằng hữu kia, ân sư nói, giữa ông ta và ngươi chênh lệch quá xa, phen này tỉ thí không hạn định thời hạn. Chỉ cần ngươi có thể luyện chế Thái Sơ chuyển hồn đan là được rồi, chỉ cần ngươi có thể luyện chế được, ân sư liền nhận thua. Đa tại ý tốt của đại sư, tiểu tử làm hết sức. Dương Khai cung tay, cao giọng nói. Chiêm Nguyên cười nhạo đáp lại, thần sắc của Ngạ Âu trang nghiêm trang trọng, nạt nhỏ, nếu hai vị đều chuẩn bị thỏa đáng rồi, vậy thì bắt đầu đi. Lời vừa nói xong, bên phía Tả Đức bỗng nhiên truyền đến một cỗ y nóng nảy, hiển nhiên đã thúc giục trận pháp hấp thu lực lượng địa hòa dương khai ngươi không cần khẩn trương thua không có gì quan trọng tuyết nguyệt ân cần nói một tiếng có một câu nói nàng chưa nói nếu dương khai thật thua nàng liều chết cũng phải mang dương khai rời xa thủy thiên thành bất kể như thế nào cũng không thể để cho hắn làm người hầu hai nghìn năm nàng tin rằng phụ thân cũng sẽ không trơ mắt nhìn chuyện như vậy xảy ra ta không khẩn trương dương khai gật đầu tuy nhiên mọi người có phải nên đi ra xa một chút hay không, đều đứng ở chỗ này, ta không thể phát huy. Ách, thật ngại quá, bọn ta quên mất, đám người ngạ âu gương mặt hắc tuyến, vội vàng lui về sau. Chỉ một thoáng, cả dược sư điện tầng thứ 9 chia làm hai khối khu vực phân biệt rõ ràng. Một khối này đây lấy tả đức làm trung tâm, hơn 500 vị cấp thánh vương luyện đan sư vây quanh ông ta thành một cái vòng lớn. Mỗi người đều trợn to con ngươi nhìn lại phía tả đức, e sợ bỏ lỡ bất kỳ một chi tiết nào một khác bên còn lại là chỗ địa phương của Dương Khai. So sánh với sự náo nhiệt bên phía Tả Đức, bên này có vẻ vắng lặng vô cùng, chỉ có Ngạ Âu, Tuyết Nguyệt cùng Tông Ngạo ba người mà thôi. Biểu lộ của ba người đều rất khẩn trương, gương mặt lo được lo mất. Ngạ Âu cùng Tuyết Nguyệt hai cha con thỉnh thoảng còn ánh mắt giao hội một phen, dường như trao đổi cái gì không thể cho ai biết. Bỗng nhiên, bên phía Tả Đức truyền đến hàng loạt tiếng động hôi nhỏ không thể áp chế, chỉ thấy miệng lò luyện đan trước mặt của Tả Đức mở ra, từng bụi cây dược liệu sớm đã chuẩn bị xong được Tả Đức thành thạo ném vào trong lò luyện đan. Ông ta vừa bỏ vào dược liệu, vừa khống chế hỏa hầu, động tác nước chảy mây trôi, dứt khoát cực kỳ, rất có tính thưởng thức, khiến hơn 500 vị luyện đan sư kia nhìn như mê như say, trong lúc nhất thời lại quên mất sự cảnh cáo của Ngạ Âu trước đó. Không hồ là đại sư, lại cùng bỏ vào thủy lan tiên và bích tâm quả, chuyện như vậy ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Kỳ quái, đảo hải chi cùng xích hòa đằng thuộc tính tương trùng, một trước một sau được ông ta ném vào lò luyện đan, sẽ không bị hủy dược tính sao? Có cần ngưng luyện ra một loại trong đó trước, rồi bỏ vào một loại khác hay không? Ngươi biết cái gì, đại sư làm như vậy, đều có đạo lý của ông ấy. Ngươi không chú ý lúc đại sư ném vào đảo hải chi, lấy thánh nguyên thúc dục linh trận trong lò luyện đan sao? Chỉ sợ thời khắc này hai loại dược liệu đã hoàn mỹ dung hợp lại. Thì ra là thế, xem bộ dáng là tốc độ của đại sư quá nhanh. Nhãn lực của ta có chút theo không kịp, xấu hổ xấu hổ. Ha ha, trước mặt đại sư có gì hay xấu hổ, xem thật kỹ đi. Những gì hôm nay đạt được chắc chắn là phúc cả đời của bọn ta. Nói đúng lắm. Tả Đức rốt cuộc là một vị luyện đan sư cấp hư vương danh tiếng, tuy rằng giận dương khai cùng ông ta tỉ thí luyện đan, nhưng vừa tiến vào trong trạng thái luyện đan, thần sắc trở nên không hề bận tâm. Tiếng nghị luận chung quanh căn bản không truyền vào trong tai của ông ta. Hết thảy trong mắt ông ta chỉ có hỏa hầu, thời cơ, lò luyện đan cùng vật liệu những thứ khác đều đã bị ông ta ném ra ngoài chín tầng mây ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé đúng là như vậy thời khắc này tả đức mới có một tia cao nhân phong phạm phối hợp với động tác cùng nắm chắc thời cơ đối với hỏa hậu tựa như nước chảy mây trôi của ông ta sự nhận thức đối với dược lý trong khoảnh khắc liền chinh phục tất cả luyện đan sư ở đây khiến người nhìn hoa mắt thần trì hận tình cảnh này không thể vĩnh viễn kéo dài nữa vĩnh viễn sẽ không có một khắc kết thúc Tiếng nghị luận của mọi người mặc dù ồn ào, nhưng không mảy may truyền vào trong tai Tà Đức. Cả người ông đã đi vào một loại trạng thái quên mình, chỉ nhìn trên điểm này, ông ta có thể trở thành luyện đan sư cấp hư vương cũng không may mắn, mà là bản thân quả thật có cả bản lãnh. Ngay cả Dương Khai cách đó không xa thấy một màn như vậy, cũng không khỏi trở nên kinh thán. Võ đạo cùng đan đạo một dạng, chỉ có ném vào toàn bộ tinh lực mới có thể có thành tựu. Loại nhất tâm nhị dụng đó, theo đuổi thứ quá cao xa không thực tế vĩnh viễn không có khả năng đi quá xa hắn không có thời gian chỉ hoãn mắt thấy tả đức đã bắt đầu luyện đan hắn cũng hít sâu một hơi điều chỉnh tốt tâm cảnh của mình trong khoảnh khắc thần tình của dương khai trở nên chăm chú hai trong mắt thần quang ngưng luyện dường như trong mắt của hắn chỉ còn lại có lo luyện đan cùng nhiều dược liệu trước mắt không có vật gì khác nữa dương khai cũng trong nháy mắt đi vào trong loại trạng thái quên mình đó đối thủ là một vị lão bài luyện đan sư cấp hư vương hắn dĩ nhiên không có khả năng qua loa khinh thường một bên ngả âu nhìn trước mắt sáng ngời có chút ngạc nhiên thấp giọng hỏi tông ngạo tông đại sư ta xem ra thế này của dương huynh đệ không kém chút nào so với tài đức chẳng lẽ hắn thật sự biết luyện đan sao tông ngạo mỉm cười đồng dạng nhẹ giọng trả lời dương khai biết luyện đan điểm này lão phu có thể bảo đảm ừ lão phu đã từng thấy tận mắt hắn luyện chế qua linh đan hơn nữa không chỉ một lần hắn còn đã từng luyện chế được linh đan có sinh đan vân cái gì ngả âu thất kinh hắn lại có bản lãnh như thế Tông đại sư không gạt ta chứ? Chuyện như vậy Tông Mỗ làm sao có thể nói đùa? Trong mắt của Tông Ngạo dâng lên thần sắc nhớ lại, năm đó lúc một viên linh đan xuất thế, Tông Mỗ đã ở bên cạnh ngắm nhìn, thu hoạch rất nhiều. Chỉ có điều, chỉ có điều cái gì? Chỉ có điều lúc đó một viên linh đan cấp bậc cũng không cao, hơn nữa có thể sinh ra đan vân coi như là cơ duyên xảo hợp đi, Tông Ngạo nói đúng trọng tâm, hôm nay hắn muốn luyện chế linh đan nhưng là thái sơ chuyển hồn đan, chính là linh đan cấp hư vương. Hắn có thể luyện chế được hay không, Tông Mỗ cũng không dám kết luận. Nhưng thủ pháp luyện đan cùng thiên phú trên đan đạo của hắn lại là tuyệt đối số 1 Hội trưởng nhìn xem thì, ách Tông Ngạo đang nói chuyện, chỉ thấy Dương Khai không ngừng ném hết những vật liệu mà vừa rồi ngạ Âu, cho hắn vào trong tử hư đỉnh. Điều này bất đồng với động tác thành thạo nước chảy mây trôi của tả Đức Đại Sư, tốc độ Dương Khai đánh mất dược liệu tuy rằng rất nhanh, nhưng đó gần như chính là một dòng ý thức vứt hết vào sau đó trực tiếp khép lại nắp của tử hư đỉnh, không mảy may có tính thưởng thức. Mặc dù là người không hiểu thuật luyện đan cũng nhìn ra vấn đề. Trái tim của Tuyết Nguyệt không khỏi trầm xuống. Ngạ Âu cũng há to miệng, gương mặt với thần sắc không nói nên lời. Tuy nhiên ông ta vẫn ôm vạn nhất kỳ vọng hướng về phía Tông Ngạo hỏi, Tông Đại Sư, Dương Khai làm như vậy có ý gì chứ? Ta cũng không biết. Thần sắc của Tông Ngạo có chút bối rối. Người luyện đan sư nào lúc luyện đan lại vứt hết tất cả dược liệu vào, trong lò luyện đan thế chứ? khi luyện chế mỗi một loại linh đan đều cần nắm chắc thứ tự trước sau ném vào dược liệu nắm chắc thời cơ bỏ thuốc vào mỗi khi một loại dược liệu được đưa vào lò luyện đan luyện đan sư đều phải hao phí tâm thần cùng tinh lực khống chế hỏa hầu trong lò luyện đan lấy pháp quyết thích hợp dung hợp dịch thuốc đây là một quá trình tiến hành theo chất lượng cũng là một quá trình tinh tế chậm công ra việc chỉ có như vậy luyện đan sư mới có thể luyện chế được linh đan tốt hắn làm như vậy là phá hủy dược liệu tông ngạo khẩn trương mỗi một loại dược liệu đối với nhiệt độ phản ứng đều không giống nhau, đợi một hồi lúc hắn rút lấy lực lượng địa hỏa, thế tất yếu xuất hiện tình huống rất không xong. Lực lượng địa hỏa lớn nhỏ tuy rằng có thể khống chế, nhưng tuyệt đối không thể khống chế linh hoạt như thánh nguyên tự thân của võ giả, chợt thấy bên phía Tả Đức đại sư không ngừng đang khống chế trận pháp, biến đổi địa hỏa lớn nhỏ sao? Chính là bởi vì như vậy, dược liệu mới cần ném vào tự thân, đây cũng không phải hầm thức ăn lộn xộn, có thể nào vào một lượt toàn bộ thế chứ? hắn không phải là tự biết không thể thắng tả đức nên cam chịu rồi chứ ngả âu nghĩ tới một khả năng dương khai đề nghị cùng tả đức so đấu luyện chế thái sơ chuyển hồn đan vì nhất định là cứu chữa cốc bích hồ chỉ cần tả đức đáp ứng tỉ thí lần này cốc bích hồ sẽ có hy vọng tỉnh dậy dương khai thắng thua chính là một chuyện khác hắn không phải người lỗ mãng như vậy chứ nhìn xem tuyết nguyệt khẽ cắn môi mỏng nơi lòng bàn tay toát ra mồ hôi một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm bên kia không rời mà sau khi ném ra gần như tất cả dược liệu, Dương Khai lại không mở ra trận pháp dẫn động lực lượng địa hòa, ngược lại nhắm lại hai tròng mắt, khoanh chân ngồi ở bên cạnh đó, không nhúc nhích, trên tay bấm một cái linh quyết huyền diệu. Một màn này khiến cho Chiêm Nguyên luôn quan sát động tĩnh của Dương Khai nhìn ở trong mắt, chỉ một thoáng, hắn liền nhịn không được cười lên, ta nghĩ đến tên kia có bản lãnh gì đâu, ngay cả sự thưởng thức cơ bản nhất của luyện đan cũng không hiểu. Hắn không ngờ ném tất cả dược liệu vào trong lò luyện đan, ha 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 các luyện đan sư bên cạnh nghe hắn nói như vậy đều nhìn thoáng qua bên phía dương khai ngay sau đó rối rít lắc đầu không ngừng có người nói phí của trời lãng phí nhiều dược liệu tốt như vậy thật sự là đáng hận mà trong mắt của luyện đan sư bất kỳ một cây dược liệu tốt nào đều phải phát huy ra tác dụng của mình dương khai lãng phí như vậy dĩ nhiên dẫn tới một chút bất mãn vốn dĩ luyện đan sư còn đồng tình với dương khai thời khắc này ánh mắt nhìn bên đó đã tràn đầy oán niệm Bỗng nhiên, một cỗ lực nóng rực thoải mái đi ra từ bên kia. Cỗ lực nóng rực đó cho người ta có cảm giác rất kỳ quái, dường như có chút biến đổi thất thường, ôn hòa và cuồng bạo cùng tồn tại, khó có thể thăm dò. Cái loại cảm giác này giống như là các loại nhiệt độ hỏa lực tụ tập trung một chỗ, lại không xung đột không dung hợp lẫn nhau, quỷ dị vô cùng. Lực nóng rực từ đâu tới như thế? Kỳ quái, hắn chưa rút lấy địa hỏa, cũng không có dấu hiệu vận chuyển thánh nguyên, làm sao bên kia lại có loại lực lượng này truyền ra? Không ít luyện đan sư đều nghi ngờ nhìn Dương Khai, có chút không rõ. Thần thức chi hỏa? Chiêm Nguyên ngay từ đầu cũng nghi hoặc không thôi, nhưng bất chợt hắn như đã suy nghĩ minh bạch cái gì, không khỏi khẽ quát một tiếng, trong mắt nổi lên thần sắc cuồng nhiệt cùng mơ ước. Cái gì? Lại là thần thức chi hỏa sao? Người đó có thần thức chi hỏa? Từng tên một luyện đan sư há miệng gần như có thể nhét vào một quả trứng gà, rối rít chăm chú nhìn qua phía Dương Khai. Biểu lộ trên mặt của mỗi một luyện đan sư cũng biến thành kích động vạn phần thần thức chi hỏa, đây chính là ưu thế may mắn nhất của luyện đan sư và luyện khí sư gặp được, luyện đan sư hoặc là luyện khí sư có thần thức chi hỏa, lúc luyện chế linh đan hoặc là bí bảo có thể làm ít công to. Đây là sự thông thường mà mọi người đều nhận đồng. Nhưng trong thiên hạ, người có thần thức chi hỏa lại có bao nhiêu? Trong ít người nơi đây, có mấy người có tư chất luyện đan hoặc là tư chất luyện khí? Hơn 500 luyện đan sư có mặt, thậm chí bao gồm Tả Đức, đều không có được thần thức chi hỏa. Dương Khai lại có, ngay cả tả đức một mực không hề bận tâm đi vào trong trạng thái hồn nhiên vong ngã cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên phía dương khai một đôi mắt già nua lộ ra hảo quang ngạc nhiên tuy nhiên rất nhanh ông ta lại thu hồi ánh mắt không chú ý dương khai nữa bởi vì ông ta biết luyện đan phải một lòng một ý quan sát người khác chỉ sẽ rối loạn tâm thần của mình thần thức chi hòa thì đã sao so được với kinh nghiệm lắng động trên đan đạo hơn một nghìn năm qua của lão phu trăng cả tinh vực người có thần thức chi hỏa tuy rằng không nhiều lắm nhưng không có một người là luyện đan sư cấp hư vương lão phu là luyện đan sư cấp hư vương trong lòng của tả đức không thèm liếc một cái đáng ghét chiêm nguyên cắn răng nghiến lợi mắng một tiếng trên mặt một mảnh vẻ áo não hắn nghĩ tới mình là luyện đan sư xuất sắc như thế nhưng lại không có những thứ như thần thức chi hòa dương khai lại có hơn nữa cái lò luyện đan cấp hư vương trước đó chiêm nguyên lập tức cảm thấy trời ghen tị anh tài thiên đạo bất công nếu mình có cái lò luyện đan cấp hư vương, lại có thần thức chi hỏa phụ tá, ngày sau nhất định có thể đạt tới độ cao của Ân sư. Không không không, tuyệt đối sẽ vượt qua Ân sư, lấy được thành tựu trước không có người sau cũng không có người. Cho đến lúc này, Chiêm Nguyên mới hiểu được Dương Khai vì sao trước đó có cử động ly kỳ như vậy. Người này không ngờ có thần thức chi hỏa, hơn nữa nhìn bộ dáng hắn khống chế đối với thần thức chi hỏa đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Có ưu thế này, hắn ném tất cả dược liệu vào lò luyện đan không có vấn đề lớn lao gì. Chỉ cần hắn có thể phân hóa khống chế tốt thần thức chi hỏa của mình, thì có thể khống chế hỏa hầu dung điểm nhằm vào mỗi một loại dược liệu. Chuyện như vậy đối với một hư vương lưỡng tầng cảnh cường giả mà nói khó khăn sao? Chiêm Nguyên nghĩ nghĩ, áo não phát hiện, đây hẳn là một chuyện rất đơn giản. Quả nhiên, sau khi Dương Khai thúc dục thần thức chi hỏa, Ngạ Âu cứ như là hiểu rõ cái gì, vẻ lo âu trên mặt trở thành hư không, hơi nở nụ cười, có thần thức chi hỏa phụ trợ, Dương Khai căn bản không cần phải đi rút lấy lực lượng địa hỏa. Ông ta có thể cảm giác được, thần thức của Dương Khai phân hóa vô số, cường độ của mỗi một luồng đều bất đồng. Những thần thức chi hỏa phân tán ra ngoài tràn vào trong lò luyện đan, bao lại dược liệu trước đó hắn ném vào, bắt đầu ngưng luyện dịch thuốc. Dịch thuốc do thần thức chi hỏa ngưng luyện ra càng tinh khiết, càng triệt để hơn so với dùng địa hỏa ngưng luyện. Ngạ Âu thậm chí còn cảm thấy, thần niệm của Dương Khai không ngừng biến hóa ở bên trong Tử Hư đỉnh từng cái một linh trận phức tạp lớn có nhỏ có, phức tạp khó hiểu huyễn sinh tiêu tan bên trong lò luyện đan, tốc độ thật nhanh. Mà trong cả quá trình, Dương Khai cũng đang không ngừng biến ảo pháp quyết trên tay. Động tác không nhanh, cũng không có tính thưởng thức gì, nhưng những pháp quyết đó lại hiển nhiên thần bí vô cùng, dường như không phải mảnh thiên địa này có được. Cả người của Tông Ngạo đều đắm chìm trong một mảnh thiên địa chỗ Dương Khai. Ông ta bất đồng cùng với Ngạ Âu. Ngạ Âu là ngoài nghề xem náo nhiệt, chỉ nhìn ra cái đại khái, nhưng Tông Ngạo là một vị luyện đan sư hư cấp thượng phẩm. Ông ta từ sự biến ảo trong thần thức chi hỏa của Dương Khai, từ sự sinh diệt trong linh trận của lò luyện đan, từ trong pháp quyết biến hóa của người này, theo dõi ra rất nhiều con đường luyện đan sâu vô cùng. Ông ta như có điều suy nghĩ, thần quang trong mắt dâng lên biến ảo, cả người dường như du lịch ở trong đại dương của đan đạo, cũng không thấy vật gì khác nữa. Càng trầm tư, ông ta càng có thu hoạch, thường thường Dương Khai nắm chắc đối với một thời cơ cùng hỏa hầu, thậm chí một cái pháp quyết biến hóa đều sẽ xúc động nghi vấn sâu trong nội tâm của ông ta, đôn đốc ông ta đi tìm đáp án. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Dược sư điện tầng thứ 9, mây tím quanh quẩn trên tử hư đỉnh, nắp đỉnh đóng chặt. Bất cứ người nào cũng nhìn không ra bên trong rốt cuộc có biến hóa như thế nào, thậm chí ngay cả một tia thanh âm cũng nghe không được. Hơn 500 luyện đan sư nọ cũng từ từ thu hồi ánh mắt. Bọn họ nhìn bên phía Dương Khai không có bất cứ vật gì xuất hiện, chỉ có thể lần nữa rời sự chú ý chuyển đến trên người Tả Đức. Cơ hội ở khoảng cách gần như vậy học hỏi một vị tông sư luyện đan cấp hư vương, luyện đan cũng không nhiều, nếu không nắm chắc thật tốt, nhất định sẽ tiếc nuối cả đời. Còn nữa, nghe đồn Tả Đức đại sư xưa nay kiêu căng rất lớn, đặt ở lúc bình thường, những luyện đan sư này, mặc dù tự mình tới cửa bái phòng chỉ sợ cũng không gặp được Tả Đức một lần. Thời khắc này có thể quan sát ông ta luyện đan, cũng là lấy phúc của Dương Khai nghĩ như vậy không ít người lại ở trong lòng hơi cảm kích dương khai Tuy rằng cũng có chút đồng tình với hắn bởi vì cho dù hắn có thần thức chi hỏa trên thuật luyện đan cũng không có khả năng thắng một vị luyện đan sư cấp hư Vương danh tiếng thời gian chậm rãi trôi qua không khí của cả dược sư điện tầng thứ 9 tương đối ngưng trọng lúc mới bắt đầu nhất những luyện đan sư kia còn thường xuyên vì một chút cử động kinh người của tả đức mà tán thưởng không dứt nghị luận ẩm ý nhưng theo thời gian trôi qua mỗi người đều không lên tiếng nói chuyện sự chú ý của mọi người cùng tâm thần đều đặt trên lò luyện đan trước mặt tả đức đều đặt trên người ông ta không ít luyện đan sư như có sở ngộ hiển nhiên là có thu hoạch nhưng do không có thời gian cẩn thận tìm hiểu chỉ có thể đè xuống nhiều ý nghĩ cùng niệm đầu chờ đến ngày sau sẽ dần dần nhớ lại mùi dược hương từ từ phiêu đãng ra đó là sinh ra từ trong lò luyện đan của tả đức mùi hương nhẹ nhàng khiến người nghe thấy sảng khoái đó tựa như có một bàn tay nhỏ bé vô hình đang vuốt ve mỗi một luyện đan sư khiến mọi người đều lộ ra thần sắc như uống mật. Chiêm Nguyên là người hưng phấn nhất, nhìn động tĩnh trong lò luyện đan của Tả Đức, thỉnh thoảng liếc nhìn một cái phía Dương Khai, bên khóe miệng mang nụ cười châm chọc đùa cợt, một bộ biểu lộ nắm chắc phần thắng. Hắn phát hiện từ sau khi Dương Khai thúc dục lên thần thức chi hỏa, bên đó cũng không có động tĩnh gì dị thường, dường như bên đó không có luyện đan vậy. Điều này làm cho hắn càng thêm đắc ý. Chiêm Nguyên ngẫm lại Dương Khai nếu thua thì sẽ trở thành nô bộc của Tả Đức, mà mình thân là đệ tử của ông ấy, địa vị dĩ nhiên cao hơn một chút nếu so với nô bộc. Ngày sau cùng Dương Khai sinh hoạt chung một chỗ, há không phải có thể tùy ý sai khiến người này làm việc sao? Ừ, đối phương là một vị hư vương lưỡng tầng cảnh, vẫn hơi cho hắn chút mặt mũi. Bằng không làm cho hắn thẹn quá thành giận thì mình chỉ sợ thật đúng là đánh không lại hắn. Bảo hắn mỗi ngày quét dọn phòng cho mình là được rồi, hơn nữa người này xem ra có chút nội tình của luyện đan, cũng có thể bảo hắn đánh trợ thủ cho mình. Cứ quyết định khoái trá như vậy, Chiêm nguyên nghĩ tới cuộc sống tốt đẹp ngày sau, so với cưới một mỹ nhân thiên hương quốc sắc còn cao hứng hơn, hận không hoa tay múa chân một phen tuyên tiết tâm tình kích động của mình. Thời gian nhàn rỗi, thoáng một cái đã qua hai ngày. Tả đức cả người chật vật, nhiều mồ hôi diện ra từ trong thân thể của ông ta, lại bị nhiệt độ cao nơi đây bốc lên, khiến hình tượng cả người ông ta thoạt nhìn dơ giấy cực kỳ. Nhưng không người nào khinh bị ông ta, bởi vì tả đức chẳng qua là một võ giả phản hư cảnh mà thôi, hơn nữa còn cao tuổi ông ta liên tục hai ngày không gián đoạn luyện đan, bất cứ người nào cũng có chút không thể thừa nhận. Tuy nhiên hình tượng của tả đức thoạt nhìn tuy rằng không được tốt lắm, nhưng tinh thần lại ôm đầy phấn khởi, trong tròng mắt nổ bắn ra từng đạo tinh quang. Ngược lại bên phía dương khai, một mực bình bình đạm đạm, thời gian này không xảy ra bất kỳ việc gì làm người khác chú ý, chỉ có mây tím bốc hơi vòng quanh tử hư đỉnh. Mỗi một khắc, thân mình của tả đức chấn động, hai tay bỗng nhiên nhanh chóng bấm động lên pháp quyết phức tạp khó hiểu. Mọi người đồng loạt kinh hô, Thu đan quyết của đại sư tự chế, đây cũng là hồng liên diệu thủ quyết trong lời đồn đó sao? Quả nhiên danh bất hư truyền. So với pháp quyết thu đan của các thời kỳ không kém chút nào, thậm chí có xu thế vượt hơn. Một bộ thủ pháp này ta cũng từng học qua, có thể so sánh với đại sư cũng không đủ vạn nhất. Thu đan quyết này vốn là đại sư độc chế, ngươi làm sao có thể cùng đại sư so sánh? Một đám luyện đan sư lập tức tinh thần tỉnh táo, mỗi cặp mắt đều chặt chẽ nhìn chằm chằm động tác của Tả Đức không chịu bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Nếu có thể thông qua lần này Tả Đức, Thu Đan nhìn ra chỗ huyền diệu của một bộ Thu Đan quyết, đó cũng là thu hoạch to lớn. Chỉ thấy hai tay của Tả Đức xuyên qua biến ảo như con bướm vậy, từng trưởng chụp về phía lò luyện đan trước mặt mình. Dấu bàn tay đó vỗ ra, mỗi một lần đều sẽ xuất hiện ra bộ dáng một đóa hoa sen đỏ, ngay sau đó vỡ nát, ập vào bên trong lò luyện đan, cùng linh đan sắp thành hình bên trong lò luyện đan đã xảy ra tác dụng thần kỳ. Đây đúng là Hồng Liên Diệu Thủ Quyết của Tả Đức tự chế. Tả Đức liên tiếp vỗ ra 9981 trưởng. ấn của 81 đóa hoa sen đỏ đánh vào lò luyện đan. Đợi sau khi một chưởng cuối cùng đánh ra, bên trong lò luyện đan bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vang lên giòn giã tích lưu lưu. Cùng lúc đó, mùi dược hương một mực phiêu đãng đột nhiên trở nên nồng đậm rất nhiều. Đan thành, có người la thất thanh, trong mắt thần sắc cuồng nhiệt. Một màn trước mắt, luyện đan sư có mặt đều vô cùng quen thuộc điều này hiển nhiên là dấu hiệu báo trước đan thành hơn nữa thanh âm chuyển ra từ trong lò luyện đan cùng mùi dược hương phiêu đãng vào thời khắc này tả đức đại sư lần này luyện đan tuyệt đối là hoàn mỹ thu công không hồ là đại sư một viên linh đan cấp hư vương trung phẩm lại chỉ cần hao phí hai ngày là luyện chế được dõi mắt cả tinh vực trong tất cả luyện đan sư cấp hư vương tả đức là số một bỗng nhiên thần sắc của tả đức nghiêm lại vỗ mạnh vào lò luyện đan của mình nắp đỉnh bay lên đồng thời trong lúc đó một đạo hào quang màu lam nhạt bắn ra từ lò luyện đan tốc độ thật nhanh Tả Đức sớm có chuẩn bị đưa tay điểm một cái lập tức giữ yên hào quang màu lam nhạt đó ở tại chỗ lại một chiêu nữa vừa thu lại thì trên tay kia đã chuẩn bị xong một cái bình ngọc ném tới tích lưu lưu một trận động tĩnh chuyển ra khiến con ngươi của mọi người đều nhìn thẳng Tả Đức đứng lên cười ha ha một tiếng tuy rằng mệt nhọc vô cùng nhưng sắc mặt lại hết sức đỏ hồng chúc mừng đại sư chúc mừng đại sư hôm nay có thể luyện chế linh đan hoàn mỹ như vậy đại sư tấn thăng cấp hư vương trung phẩm chỉ còn trong tầm tay không sai thái sơ chuyển hồn đan chính là linh đan cấp hư vương trung phẩm nếu để cho luyện đan sư đồng đẳng cấp luyện chế chỉ sợ cũng không dễ dàng thoải mái bằng đại sư đại sư nghiễm nhiên đã có trình độ cấp hư vương trung phẩm đại sư quả nhiên là bối mẫu của ta bọn ta tự than thở không bằng một đám luyện đan sư mau mồm mau miệng tranh nhau nói có người nhân cơ hội thúc ngựa có người thành khẩn chúc mừng nhiều vô số không phải trường hợp cá biệt trên mặt của tả đức mỉm cười cầm trên tay bình ngọc trang bị thái sơ chuyển hồn đan cung tay nói chư vị đồng đạo quá yêu mến lão phu bất quá là đi trước một bước thăm dò một chút đường mà thôi chư vị đều là tinh anh của luyện đan giới tương lai thành tựu chưa chắc kém so với lão phu dường như bởi vì một lần luyện đan này thuận lợi không tưởng tượng nổi khiến cho tâm tình của tả đức trở nên tốt lạ thường thái độ cũng thân thiết nhu hòa vô cùng ân sư đệ tử may mắn có thể nhìn một chút viên linh đan này không chiêm nguyên am hiểu sâu thúc ngựa chi đạo đương nhiên biết thời khắc này nên nói những gì lấy được tả đức không ngại chút nào ném bình ngọc trên tay cho chiêm nguyên chiêm nguyên giả bộ sợ hãi cẩn thận từng chút một nhận lấy xuyên thấu qua bình ngọc quan sát một chút thái sơ chuyển hồn đan đó lập tức kinh hô một tiếng ân sư quả nhiên lợi hại một viên linh đan này có màu sắc thông thấu bão mãn mượt mà dược tính ngưng luyện nói riêng về phẩm chất chỉ sợ có phẩm chất của thượng phẩm nếu tiến thêm một bước e rằng ngay cả sinh ra đan văn cũng có thể biểu lộ của một vài luyện đan sư có chút không tự nhiên trong lòng biết vỗ mông ngựa này có hơi quá có thể luyện chế được một viên linh đan cấp hư vương đã là chuyện rất giỏi rồi lại còn cầu đan văn trong cả tinh vực mấy vạn năm đến nay dường như không có người luyện chế được linh đan cấp hư vương có sinh đan văn trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy nhưng không có người nào lại nói ra mỗi một người đều tò mò nhìn bình ngọc trên tay chiêm nguyên. chiêm nguyên làm sao không biết bọn họ đang suy nghĩ gì? sau khi được tả đức đồng ý, hắn giao bình ngọc cho một luyện đan sư khác quan sát. theo bình ngọc qua tay từng người luyện đan sư, mỗi một người luyện đan sư đều phát ra sợ hãi, khen ngợi không dứt. tả đức xuân phong đắc ý, tựa như cũng một cái trẻ ra mấy trăm tuổi vậy. ra ra, người luyện chế linh đan xong rồi, người kia không biết như thế nào đây? tả linh bỗng nhiên mở miệng hỏi. đi xem một chút chẳng phải sẽ biết tả đức khẽ mỉm cười chiêm nguyên vỗ tay cười nói lão sư có chỗ không biết hai ngày vừa qua đệ tử cũng quan sát người đó đệ tử vốn cho là hắn nếu có thần thức chi hòa thuật luyện đan nhất định cũng xuất thần nhập hóa đáng tiếc đáng tiếc cái gì đáng tiếc hắn cũng chỉ có thần thức chi hòa mà thôi chiêm nguyên cười to tả đức mỉm cười khiển trách không nên khinh thường người trong thiên hạ thần thức chi hòa đối với luyện đan sư chúng ta có tác dụng khó có thể tưởng tượng ta xem hắn cũng không giống bộ dáng không biết gì cả, có lẽ thật đúng là một tên luyện đan sư. Lão sư dạy phải, tuy nhiên mặc dù hắn là luyện đan sư, so ra kém lão sư ngài rất xa. Chiêm Nguyên nói, Tả Đức cười ngạo nghễ, vắt tay nói, nhìn một chút sẽ biết, người tuổi trẻ bây giờ. Lập tức, một đám người dưới sự hướng dẫn của Tả Đức đi tới phụ cận của Dương Khai. Chúc mừng đại sư. Thân là chủ nhà, ngả Âu hội trưởng tuy rằng vẫn đứng bên phía Dương Khai, nhưng tả đức nếu tới rồi lại cũng không thể không hành lễ hơn nữa ông ta cũng biết được tả đức đã luyện chế xong thái sơ chuyển hồn đan từ trong tiếng nghị luận vừa rồi của mọi người trong lòng tư vị phức tạp mặt khác thái sơ chuyển hồn đan đã thành cốc bích hồ tất nhiên có thể cứu điều này làm cho ông ta rất mừng rỡ về phương diện khác linh đan này là dương khai lấy hai năm tự do của mình làm tiền đặt cuộc nếu dương khai thua ông ta thế tất trong lòng bất an cho nên ngạ âu cũng không biết mình là nên vui hay là buồn sâu trong nội tâm chỉ có thể cầu nguyện kỳ tích xuất hiện dương khai cũng có thể thuận lợi luyện chế được thái sơ chuyển hồn đan phải chúc mừng ngả âu hội trưởng mới phải tả đức mỉm cười đưa tay ra chiêm nguyên vội vàng hai tay dâng lên bình ngọc tả đức cầm bình ngọc đưa cho ngả âu nói thái sơ chuyển hồn đan đã thành cốc phu nhân tất nhiên không việc gì ngả âu mạnh nặn ra vẻ mỉm cười đa tạ đại sư trợ nghĩa xuất thủ đương nhiên lão phu là hàng la thương hội cung phụng cốc phu nhân là vợ cả của ngả âu hội trưởng cốc phu nhân lại gặp khó khăn, lão phu dĩ nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Thần sắc của Tả Đức nghiêm nghị nói, Ngà Âu thiếu chút nữa nhịn không được buột miệng chửi má nó. Lão khốn kiếp hiện giờ nói những điều này với bổn tọa, trước sao không có giác ngộ này, lại còn mang hôn sự của Tuyết Nguyệt tới bức bách bổn tọa. Quả thực rất không biết xấu hổ. Trong lòng thầm oán giận, nhưng Ngà Âu vẫn không biểu lộ ra ngoài, đã làm đến vị trí này, Ngà Âu đã sớm có thể đứng trước núi tiền mà mặt không đổi sắc. Ha ha, hội trưởng đại nhân, linh đan của ân sư đã luyện chế xong không biết vị bằng hữu này chiêm nguyên bước ra chỉ dương khai hỏi trước kia cho dù như thế nào hắn cũng không dám dùng hai từ bằng hữu để xưng hô với dương khai tuy hắn là một luyện đan sư hư cấp nhưng dương khai lại là một cường giả hư vương lưỡng tầng cảnh hàng thật giá thật hắn căn bản không có tư cách này nhưng lúc này đại cục đã định hiển nhiên chiêm nguyên không cần thiết phải khách khí với một kẻ sắp phải làm nô bộc của sư phụ hắn trong hai nghìn năm tới nên sưng hô một tiếng bằng hữu này là chuyện đương nhiên. xem ra còn chưa luyện chế xong. sắc mặt ngạ âu bình thản. có sao nói vậy? chiêm nguyên mỉm cười. hội trưởng đại nhân nói sai rồi. ta thấy không phải là hắn chưa luyện chế xong, mà là không thể luyện chế thành công. đã qua hai ngày, cho dù như thế nào đi nữa thì lò luyện đan cũng phải tỏa ra chút mùi thơm đan dược mới đúng chứ. nghe hắn vừa nói vậy, mấy trăm luyện đan sư đến đây cũng hơi giật mình. thầm nghĩ đúng là như vậy. không cần biết tiến độ của dương khai nhanh hay chậm nhưng đã qua hai ngày thái sơ chuyển hồn đan của tả đức đại sư cũng đã thành dương khai cho dù chậm một chút cũng nên có mùi hương tỏa ra mới đúng hiện tại ngay cả một chút mùi thơm cũng không hiển nhiên là đã xảy ra vấn đề gì đó hắn nói cũng có lý tông ngạo nãy giờ vẫn đứng bên cạnh quan sát cũng khẽ gật gật đầu đồng tình ngà âu liếc tông ngạo một cái thầm nghĩ không biết tên này rốt cuộc đang đứng ở bên nào quả thật như vậy tông ngạo còn nói thêm ngà âu giờ khóc giờ cười thầm hiểu những luyện đan sư này đều là những người cố chấp, thái độ trên phương diện luyện đan hết sức nghiêm túc, sẽ không vì quan hệ thân quen mà khinh nhờn đan đạo. Thật đúng là, Ngạ Âu cũng không biết nên nói điều gì cho phải, dù sao đối với luyện đan đạo lão một chữ cũng không biết, không dám phát ngôn tùy tiện. Dù không có mùi thơm đan dược, nhưng cũng không có mùi cháy khét, chứng tỏ dược liệu trong lò luyện đan của Dương Khai vẫn còn tốt. Tuyết Nguyệt bỗng nhiên đứng ra nói, điều này chứng tỏ hắn cũng không luyện chế thất bại đúng không? Chiêm nguyên ngạc nhiên há miệng nhưng không biết nói gì cho phải. Quả thật, mặc dù lò luyện đan của Dương Khai không tỏa ra mùi thơm đan dược, nhưng cũng không có mùi cháy khét do thất bại. Lập tức mọi người ồn ào hẳn lên, không hiểu tình huống trước mắt này rốt cuộc là sao. Hơn nữa trước đó Đại sư cũng đã nói, không hạn chế thời gian cho Dương Khai, hiện tại mới chỉ hai ngày mà thôi, chư vị kiên nhẫn đợi thêm đi. Tuyết Nguyệt lên tiếng, Ân sư quả thật không quy định thời hạn Chiêm nguyên nhíu mày chầm giọng nói, nhưng nếu như người này cứ luyện chế như vậy, chẳng lẽ chúng ta sẽ phải đợi hắn suốt đời sao? Cuộc tỉ thí này cũng không thể phân ra thắng bại nói xong, bỗng nhiên hắn như nhớ tới điều gì đó, vỗ tay một cái nói, đúng rồi, ta biết hắn đang có âm mưu gì rồi, hắn quăng tất cả dược liệu vào lò luyện đan, sau đó cứ câu giờ như vậy không thèm làm gì, khiến cho ai cũng không bắt bẻ được hắn. Mặc dù Chiêm Nguyên chỉ phỏng đoán, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, mọi người cũng cảm thấy tương đối hợp lý. Trước đó, dựa vào thân phận mình tả đức đại sư cũng không hạn định thời gian cho Dương Khai. Nếu như Dương Khai làm vậy, chắc chắn sẽ có thể hóa giải được nguy cơ trước mắt. Dù sao cũng không ai có thể đợi hắn ở chỗ này một hai năm, năm mười năm. Hắn là một cường giả hư vương lưỡng tầng cảnh, một lần bế quan thường là mười mấy năm, ngộ nhỡ hắn nhân cơ hội này tìm hiểu được bí thuật huyền diệu gì đó. Hắn cũng không phải lãng phí thời gian ở đây, nhưng những người khác thì không giống như vậy. Lời chiêm nguyên nói, khiến cho các luyện đan sư tựa như đã hiểu rõ được âm mưu của Dương Khai, tức giận nhìn hắn, dám cùng Tả Đức đại sư so đấu thuật luyện đan đã là một sự khinh nhờn, hiện tại lại dùng thủ đoạn hèn hạ để trì hoãn, quả thực làm người ta giận sôi gan. Lập tức liền có một luyện đan sư hư cấp thượng phẩm đứng ra, nét mặt xa sầm hướng về phía ngã Âu ôm quyền nói, "Hội trưởng đại nhân, chuyện này xin ngài hãy đứng ra chủ trì, nếu người này đúng như chiêm đại sư nói, vậy thì không thể chấp nhận được, xin hội trưởng đại nhân giúp Tả Đức đại sư chủ trì công đạo." không sai, đan đạo thần thánh không tì vết, không thể bị khinh nhờn. Việc người này đang làm chính là vũ nhục đan đạo mà ta đeo đuổi, vũ nhục luyện đan sư trên khắp tinh vực, không thể dễ dàng tha thứ. Xin hội trưởng đại nhân chủ trì công đạo. Nếu không cho ta một câu trả lời thuyết phục, ta sẽ không đảm nhiệm chức vụ cao hơn. Tính thêm ta nữa, người này quả thực rất đáng ghét. Trong mấy trăm luyện đan sư, có hơn phân nửa nhao nhao đứng ra, mỗi người đều muốn ngả âu cho một câu trả lời thuyết phục. Mặc dù đối mặt chính là hội trưởng Hằng La Thương hội, nhưng những luyện đan sư này không hề tỏ ra sợ hãi, ánh mắt nhìn thẳng vào Ngạ Âu. Ngạ Âu nhất thời không biết phải làm sao. Lão tuyệt đối không nghĩ tới sự việc sẽ phát triển đến trình trạng này, chẳng qua chỉ là một cuộc tỉ thí, vậy mà lại dẫn tới hai ba trăm luyện đan sư tức giận. Lão biết, nếu chuyện này không xử lý tốt sẽ dẫn tới hàng la thương hội phải tổn thương nguyên khí. Những luyện đan sư đứng ra này, đều là do lão bỏ cái giá rất cao mời về, cũng chưa tính là luyện đan sư do chính thương hội bồi dưỡng bọn họ hoàn toàn có thể tự do ly khai thương hội, các thế lực khác biết tin nhất định sẽ vui lòng đón nhận bọn họ. Ngả Âu vừa lo lắng vừa tức giận, tức giận vì đám người này không phân biệt được nặng nhẹ, nhao nhao hùa theo. Bên kia, Chiêm Nguyên không nhịn được ngoác miệng cười, chính hắn cũng không nghĩ, tới chỉ thuận miệng nói ra vài câu không ngờ lại đạt được hiệu quả như vậy. Nhưng tình huống này hắn và Tả Đức rất vui mừng được nhìn thấy. Hắn lén lút thoáng nhìn qua Tả Đức, thấy đối phương cũng đang dùng ánh mắt tán thưởng nhìn hắn, tựa như hắn rất có triển vọng vậy chiêm nguyên vội vàng tỏ ra đĩnh đạc mọi người vẫn tiếp tục nhao nhao lên hội trưởng đại nhân chuyện này đã rất rõ ràng xin hội trưởng cho ta một câu trả lời hợp lý thấy ngà âu chậm chạp không làm gì những luyện đan sư kia không khỏi lên tiếng thúc giục ngà âu cau mày trầm ngâm một lát rồi trầm giọng nói chư vị khẳng định chắc chắn dương khai cố làm ra vẻ huyền bí trì hoãn thời gian sao cứ như vậy mà đưa ra kết luận có phải quá mức võ đoán hay không bổn tọa cảm thấy nên quan sát thêm chút nữa còn cần phải quan sát gì nữa chứ một người bất mãn nói tả đức bỗng nhiên lên tiếng chư vị an tâm chớ nóng vội ngả âu hội trưởng nói cũng có lý hơn nữa trước đó lão phu quả thật không quy định thời gian cho hắn nên hãy chờ thêm chút nữa đi đây là do lão phu sơ sót những lời này vừa nói ra khiến những luyện đan sư kia càng thêm đánh giá cao tả đức cảm thấy đại sư hết sức vĩ đại vậy mà lại bị ép so đấu luyện đan thuật với tên vô lại này này quả thực là khốn kiếp mà đại sư thật là quá nhân từ rồi một vị luyện đan sư lắc đầu thở dài, nếu đại sư nói như vậy sẽ chỉ làm cho một số người trở nên hèn nhát hơn, mà thôi, chuyện này không thể tha thứ kéo dài được. Không tháp. Vị kia luyện đan sư vừa lên tiếng lúc đầu hừ lạnh nói, người này là một lão giả khoảng 70 tuổi, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, nhìn như sắp gần đất xa trời vậy, không ngờ giờ phút này lại hùng hổ nhìn chằm chằm ngả Âu nói, "Hội trưởng, ngươi thử nghĩ xem, có vị luyện đan sư nào trong lúc luyện đan mà không phải toàn lực ứng phó, hết sức mệt mỏi hay không?" ngay cả tả đức đại sư cũng như vậy, sau hai ngày luyện đan cũng mệt lả, nhưng thử nhìn người này xem, vẻ mặt ung dung nhẹ nhàng, khép mắt ngồi, toàn thân không thấy chút dao động thánh nguyên nào, cũng không hấp thu lực lượng địa hỏa. Tuy hắn có thần thức chi hỏa, nhưng ta lại không cảm nhận được dấu hiệu hắn điều động. Đây không phải là đang trì hoãn thời gian thì là gì? Hội trưởng, nếu ngài ra sức thiên vị người này, thì thật khiến cho ta rất thất vọng. Ngà âu mặt trầm như nước, cảm thấy đầu to hẳn lên. Lão nhướng mắt liếc nhìn lên không trung, định hỏi ý kiến Long Thiên Thương đang ẩn, trong hư không nên xử lý cục diện trước mắt này như thế nào. Nhưng Long Thiên Thương không có bất kỳ động tĩnh gì. Đang lúc ngả âu tỏ ra khó xử, không biết phải làm sao để mọi người bình tâm lại, thì một tiếng cười nhạo chợt truyền ra. Tiếng cười vừa truyền đến, mọi người lập tức ngẩn ra, tất cả đều quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra. Bất ngờ thấy được Dương Khai một mực ngồi ở đó không biết đã mở mắt từ lúc nào, đang nghiêng đầu hứng thú lắng nghe mọi người nói chuyện tựa như hắn là một người ngoài cuộc vậy vị bằng hữu này đang giả thần giả quỷ sao chiêm nguyên không ngừng cười lạnh hắn cho rằng trong lò luyện đan của dương khai lúc này chỉ có từng loại dược liệu riêng biệt có lẽ ngay cả nước thuốc cũng chưa ngưng luyện được cho nên lời nói hết sức hùng hồn ta giả thần giả quỷ để làm gì dương khai liếc nhìn hắn nói hừ trong lòng ngươi tự biết chiêm nguyên cười lạnh tiểu tử vừa rồi ngươi cười cái gì tả đức híp mắt lại dáng vẻ cậy giả lên mặt trịnh thượng hỏi hiển nhiên là cười các ngươi vô tri. Ngươi nói cái gì? Mọi người dồn dập nhìn Dương Khai giận dữ, bọn họ đều là luyện đan sư, chưa từng bị người ta miệt thị như vậy qua. Các ngươi không biết sao? Dương Khai nhếch miệng châm chọc nói, ai nói với các ngươi một luyện đan sư khi luyện đan nhất định phải kiệt sức ứng phó? Ai nói với các ngươi khi luyện đan không thể nhắm mắt ngồi? Ai nói với các ngươi khi luyện đan nhất định phải có mùi thơm đan dược tràn ra? Ngươi muốn nói gì? Không có gì. Dương Khai bĩu môi, nhìn Tả Đức nói, Đại sư, hiện tại nếu để cho ngươi luyện chế một viên hồi nguyên đan, ngươi sẽ thở hồng hộc, đổ mồ hôi dòng dòng sao? Hừ, tất nhiên là không. Tả Đức hừ lạnh. Vậy là được rồi, sở dĩ ngươi không bị như vậy, là bởi vì cấp bậc của hồi nguyên đan đối với ngươi mà nói quá thấp, tiện tay cũng có thể luyện chế thành công, hoàn toàn không cần toàn lực ứng phó. Thánh nguyên của bản thân cũng vượt xa nhu cầu luyện đan, nên tất nhiên sẽ không kiệt sức. Ý của ngươi là, thái sơ chuyển hồn đan đối với ngươi mà nói, cũng giống như hồi nguyên đan đối với lão phu. Tả Đức nheo mắt nói. Không sai. Dương Khai mỉm cười gật gật đầu. Ngông cuồng. Câm miệng. Dương Khai quay đầu nhìn tên vừa nói quát lên, bổn tọa là hư vương lưỡng tầng cảnh. Luyện đan không kiệt sức là bởi vì không cần toàn lực ứng phó. Khép mắt ngồi là bởi vì không cần quá mức quan tâm. Không cảm giác được thần thức chi hỏa của ta điều động là bởi vì thực lực của các ngươi không đủ. Cái gì cũng không biết lại còn lải nhải, các ngươi không cảm thấy quá buồn cười sao? một đám luyện đan sư nghe dương khai nói tắt tiếng không trả lời được đáng ghét mà người này nói có vẻ rất đúng bọn họ đều là luyện đan sư chưa bao giờ đặt mình vào vị trí võ giả để suy nghĩ hiện tại được dương khai khai thông suy nghĩ bỗng nhiên không biết nên nói gì ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé người cưỡng từ đoạt lý chiêm nguyên nổi giận quát lên rồi nói hồi nguyên đan làm sao có thể so sánh với thái sơ chuyển hồn đan đúng vậy, một thứ là đan dược cấp thánh vương, một thứ là đan dược cấp hư vương, hai thứ căn bản không thể so sánh với nhau. Một luyện đan sư lên tiếng, theo như người nói, tả đức đại sư là võ giả phản hư cảnh, bổn tọa là hư vương cảnh, cũng không thể so sánh vi nhau. Dương Khai mỉm cười đáp lại, miệng lưỡi sắc bén. Một vài luyện đan sư lắc đầu thở dài, tỏ ra hổ thẹn khi phải đấu võ miệng với Dương Khai. Luyện đan sư là dựa vào bản lĩnh, chứ không phải dựa vào mồm mép tả đức mỉm cười nói miệng không bằng chứng mắt thấy mới là thật ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng muốn người ta tin không bằng thi triển toàn bộ thủ đoạn của ngươi ra tin rằng nếu mọi người thấy được tận mắt sẽ hiểu các ngươi muốn nhìn sao dương khai nghiêng đầu cười cười ngươi chuột dạ rồi sao chiêm nguyên cười khẩy dương khai không để ý tới hắn mà nhìn ngả âu hội trưởng nói hội trưởng những người vừa mới nói sẽ rời khỏi hàng la thương hội ngày đều nhớ kỹ rồi chứ đợi lát nữa lúc bọn họ sắp đi cho bọn họ nhiều một chút, tránh để sau này bị người ta lên án, nói hằng la thương hội của ngài quá đáng. Ngả âu mặt đen như đáy nồi, không biết nói gì hơn. Dương Khai cười to một tràng, rồi đứng lên quát lớn, nếu chư vị nghi ngờ trình độ luyện đan của bổn tọa, vậy ta sẽ cho các người xem một chút, luyện đan là như thế nào. Nói rồi, vẻ mặt hắn liền trở nên nghiêm túc, tay kết ra một pháp quyết huyền diệu rồi đẩy về phía trước. Trên không trung chợt hiện lên một linh trận đồ huyền diệu, linh trận đồ này bất chợt liền bắn nhanh vào trong tử hư đỉnh, biến mất ngay sau đó lại là một bức linh trận đồ xuất hiện lần nữa bắn nhanh về phía Tử Hư Đỉnh. Bức thứ ba, bức thứ tư. Theo động tác Dương Khai biến hóa, ngày càng có nhiều linh trận đồ mới hiện lên giữa không trung, rồi tựa như một cánh bướm nhẹ nhàng bay múa hướng về phía lò luyện đan nhập vào. Đây là Thu Đan Quyết. Không thể nào, không thấy người này có động tác luyện đan gì, vậy mà lại thi triển Thu Đan Quyết, chẳng lẽ hắn đã luyện chế thành công? Không có khả năng. Mặc dù lò luyện đan của hắn có phong bế kín hơn nữa, cũng nên có dược hương tỏa ra, không có dược hương chứng tỏ nước thuốc không xảy ra phản ứng dung hợp với nhau, sao lại muốn thu đan chứ? Nhưng đây rõ ràng là thu đan quyết. Các ngươi thấy qua loại thủ pháp này chưa? Hai mắt mọi người đều hoa lên. Mới đầu còn nghị luận ầm ĩ, muốn biết xuất xứ của bộ thu đan quyết này, nhưng cuối cùng đưa ra một kết luận, chưa có ai thấy qua bộ thu đan quyết này. Thứ này khác hẳn với những bộ pháp quyết thu đan trên toàn tinh vực thậm chí còn hơn cả hồng liên diệu thủ quyết mà tả đức tự sáng chế. Nhưng những luyện đan sư ở đây đều là người có trình độ, chỉ cần nhìn qua là biết bộ pháp quyết này vô cùng huyền diệu. Từng linh trận do pháp ấn kết ra bay lên, dường như còn tràn ra một loại khí tức tăng thương, tựa như bộ pháp quyết này không nên xuất hiện vào lúc này, mà phải tồn tại ở thời thượng cổ mới đúng vậy. Tất cả luyện đan sư đều hiện lên vẻ suy tư, kinh ngạc nhìn một màn phía trước, không có ai nói chuyện. Ngay cả chiêm nguyên một mực đối nghịch cùng Dương Khai cũng say sưa nhìn, quan sát một lát, hắn tựa như lại cảm ngộ được điều gì đó. Hắn không khỏi tỏ ra kinh hãi, dù sao lúc trước hắn đứng ngay cạnh Tả Đức quan sát lão thi triển Hồng Liên Diệu Thủ Quyết, cũng không có hiệu quả này. Tình hồn lại, trên mặt hắn liền hiện ra vẻ xấu hổ nhục nhã. Nhưng thủ pháp khiến người ta ghen ghét này lại khiến cho hắn có cảm ngộ, nói ra ngoài quả thực là mất thể diện mà. Trong lòng nghĩ như vậy, những hắn vẫn không rời mắt, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ bất kỳ một động tác nào trên tay Dương Khai, chỉ sợ sẽ không thấy được một linh trận đồ nào đó. Trong lòng hắn cực kỳ mâu thuẫn, nhưng những linh trận đồ kia thật sự là rất nhiều, liên tiếp bay ra, đến cuối cùng, chỉ thấy hai tay Dương Khai cũng như hồ điệp xuyên hoa vậy, chỉ còn lại những luồng tàn ảnh, không thể thấy rõ được bàn tay Dương Khai, mà những linh trận đồ kia thì liên tục bay ra ngoài, tràn đầy cả không trung. Tông Ngạo khiếp sợ, Tả Đức cũng khiếp sợ, toàn bộ luyện đan sư đều khiếp sợ. Ngay cả người ngoài nghề như Tuyết Nguyệt và Ngạ Âu cũng hoa cả mắt, không nỡ nhắm mắt lại nhưng kỳ lạ chính là vẫn không xuất hiện mùi hương đan dược. Trên khoảng đất trống, vẻ mặt Dương Khai trang nghiêm, ung dung thi triển toàn bộ bản lĩnh của mình. Toàn bộ những lý giải của hắn về đan đạo chân giải, giờ phút này đều được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Trong mắt của hắn chỉ còn lại lò luyện đan và những thứ bên trong, ánh mắt và suy nghĩ không còn điều gì khác nữa. Ông, một tiếng động bỗng nhiên từ Tử Hư đỉnh truyền ra, cùng lúc đó, Tử Hư đỉnh chợt phát ra hào quang màu tím tràn ngập âm thanh kia không lớn nhưng lại như tiếng chuông truyền vào tai những luyện đan sư khiến tâm thần bọn họ chấn động trong mơ hồ dường như có tiếng nói thì thầm quanh quẩn bên tai bọn họ kể về đan đạo huyền bí trên thế gian về chân lý luyện đan nhưng cẩn thận lắng nghe lại không nghe được gì chỉ có một số ít người sắc mắt bỗng nhiên biến đổi trao mày khoanh chân ngồi tại chỗ vẻ mặt tất cả luyện đan sư đều trở nên hết sức rúng động đây là đại đạo đan âm đây là đại đạo đan âm trong truyền thuyết những luyện đan sư không thể nghe được đại đạo đan âm, đều dùng một loại ánh mắt hâm mộ, lẫn ghen tị nhìn những đồng đạo đang khoanh chân ngồi xuống, bởi vì bọn họ từ động tĩnh vừa rồi đã cảm ngộ được một chút huyền bí về đan đạo. Ông lại một tiếng động nữa phát ra. Những luyện đan sư vốn đang rung động, vẻ mặt lại càng trở nên phức tạp hơn. Mà sau một tiếng đại đạo đan âm vang lên này, lại có mấy vị luyện đan sư khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép hờ. Toàn bộ các luyện đan sư đều triệt để rung động, Máu nóng trong người sôi trào, vẻ mặt mỗi người đều vô cùng phấn khởi, ánh mắt hiện lên vẻ vô cùng khát vọng nhìn chằm chằm vào động tác Dương Khai. Bọn họ hy vọng lại có đại đạo đan âm truyền ra, hy vọng mình có thể như một số ít đồng đạo kia, đạt được một chút huyền bí về đan đạo. Không ai nguyện ý bỏ lỡ cơ hội trời cho trước mắt này. Tả Đức trợn tròn mắt, khi nghe được âm thanh huyền bí quanh quẩn bên tai, hắn còn hơi hoài nghi, nhưng khi thấy từng luyện đan sư lần lượt khoanh chân ngồi xuống, lúc này hắn mới xác định, đây đúng là đại đạo đan âm. Đó chính là âm thanh về đan đạo mà mọi luyện đan sư đều mơ ước. Làm sao có thể, làm sao có thể phát sinh chuyện như vậy? Mình đã là luyện đan sư cấp hư vương, cả đời đều nghiên cứu đan đạo, đem toàn bộ tinh lực cả đời đều dâng hiến trên thuật luyện đan. Nhưng cho đến tận bây giờ, ngay cả việc luyện chế ra đan dược sinh ra đan văn cũng cực kỳ thưa thớt, chứ đừng nói chi đến việc dẫn động đại đạo đan âm trong truyền thuyết. Nhưng một võ giả tuổi không lớn, tu vi đạt tới hư vương lưỡng tầng cảnh, trong quá trình luyện đan lại nhẹ nhàng đưa tới dị tượng như vậy, từng tiếng động truyền vào, khiến Tà Đức cảm thấy vô cùng chói tai, sắc mặt đều trở nên méo mó, chỉ hận không thể ném những thanh âm kia ra khỏi lỗ tai của mình. "Phụ thân, đây là tình huống gì vậy?" Tuyết Nguyệt ngơ ngác nhìn cảnh tượng phía trước, không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Đại đạo đan âm nàng cũng nghe được, chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ mà thôi, bởi vì bên tai thật sự tựa như có âm thanh gì đó đang thủ thỉ với nàng, nhưng nàng chú ý lắng nghe lại không nghe được gì cả. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt cuồng nhiệt của những luyện đan sư kia, nghe tiếng bọn họ thốt lên, tuyết nguyệt cũng hiểu rằng đã xảy ra điều gì đó rất thần kỳ đại đạo đan âm vẻ mặt ngả âu cũng hết sức rung động không ngờ lại là đại đạo đan âm đại đạo đan âm là cái gì tuyết nguyệt hỏi một loại âm thanh của thiên đạo ngả âu hít sâu một hơi cố gắng áp chế xúc động trong lòng thấp giọng giải thích võ đạo đan đạo khí đạo trận đạo đều là một nhánh của thiên đạo võ giả dùng võ nhập đạo tương tự như vậy luyện đan sư có thể dùng đan nhập đạo luyện khí sư có thể dùng khí nhập đạo mọi người đều đang đeo đuổi thiên đạo trí cao vô thượng chỉ có điều lựa chọn con đường bất đồng mà thôi đại đạo đan âm là âm thanh của thiên đạo nghe đồn nếu luyện đan sư đang luyện đan có đủ cơ duyên đủ ngộ tính sẽ có thể dẫn động loại thiên địa dị tượng này âm thanh này đối với ta và con vô dụng nhưng những luyện đan sư này nếu có thể nghe được một ít gì đó sẽ đạt được lợi ích suốt đời ngả âu nói xong liền cúi đầu liếc mắt nhìn tông ngạo đang ngồi ở bên cạnh tông ngạo là người thứ nhất khoanh chân ngồi xuống điều này cũng có nghĩa là trong tất cả những người ở đây trừ dương khai ra hắn là người có ngộ tính đối với đan đạo cao nhất có thể dẫn phát đại đạo đan âm vạn năm không gặp điều này không liên quan đến cấp bậc của luyện đan sư trong vô mình tự có thiên định âm thanh thiên đạo này bao hàm đan đạo huyền bí đan đạo cực hạn là huyền bí do trời đất tự sinh ra tuyết nguyệt hơi biến sắc lập tức hiểu đại đạo đan âm này đối với luyện đan sư mà nói quan trọng tới nhường nào ngả âu bỗng nhiên ngoác miệng cười ha hả trời phù hộ hàng La Thương hội ta mà, sau ngày hôm nay, Thủy Thiên thành ta không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu học đồ luyện đan. Ý của phụ thân là? Tuyết Nguyệt Nghi vẫn hỏi. Vẫn không rõ sao? Đại đạo đan âm này chẳng những có tác dụng đối với những luyện đan sư ở nơi này, mà đối với những người có tiềm năng về luyện đan cũng sẽ được khai thông. Âm thanh này lan rộng ra khắp Thủy Thiên thành, có thể trực tiếp khiến cho Thủy Thiên thành chúng ta sinh ra hơn mấy chục ngàn luyện đan sư, hơn nữa thành tựu trong tương lai chắc chắn không thể lường được. Xuất hiện hơn 10 vị luyện đan sư cấp hư vương cũng không phải là không thể. Tuyết Nguyệt nghe vậy, vẻ mắt hết sức mừng rỡ. Hiện nay, cả tinh vực cũng chỉ có ít ỏi ba bốn vị luyện đan sư cấp hư vương mà thôi, Hằng La Thương hội cũng miễn cưỡng xem như có một người là Tả Đức, hơn nữa lại là thân phận cung phụng. Nếu một ngày nào đó trong tương lai, Hằng La Thương hội thật sự xuất hiện mười mấy vị luyện đan sư cấp hư vương, vậy thì thương hội không muốn lớn mạnh cũng khó. Không ai dám đánh giá thấp năng lực của luyện đan sư cấp hư vương không ai có thể khinh thường thủ đoạn của luyện đan sư cấp hư vương. Tuyết Nguyệt, mau chuyển lệnh ra ngoài, điều động toàn bộ nhân lực của hàng La Thương hội, đi dò xét những người có tư chất luyện đan trong Thủy Thiên Thành, nhất thiết phải đưa ra điều kiện hậu hĩnh để lôi kéo vào thương hội, nhất là những đứa trẻ từ 10 tuổi trở xuống, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải khiến cho bọn chúng trở thành người của thương hội ta. Ngả Âu bỗng nhiên trầm giọng quát, "Nhưng còn ở đây." Tuyết Nguyệt nhìn Dương Khai, có chút không muốn rời đi. Ở đây có vi phụ trấn giữ, con không cần quan tâm, ngà âu phất phất tay vâng tuyết nguyệt không thể không nhanh chóng rời đi chuẩn bị truyền đạt mệnh lệnh của ngà âu đợi sau khi tuyết nguyệt rời khỏi ngà âu mới hơi thất vọng lẩm bẩm một câu hai sao không phải là võ đạo thiên âm chứ nếu là võ đạo thiên âm vậy lão sẽ có cơ hội đột phá đến hư vương tam tầng cảnh lão không khỏi có chút áo não một ngày này toàn bộ thủy thiên thành đều sôi trào đại đạo đan âm lan tỏa ra khắp thành trì vô số đứa trẻ đang chơi đùa sau khi nghe được âm thanh này, đều đứng yên tại chỗ, trên khuôn mặt non nớt như có điều suy nghĩ, nghiêng lỗ tai lắng nghe âm thanh đang thì thầm kia, cha mẹ có kéo cũng không động đậy, tựa như đang bị một vị cường giả dùng pháp thuật mạnh mẽ cố định lại vậy. Mọi người trong thành thì không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao tự nhiên mình bên tai mình lại có âm thanh vang lên, còn cho rằng mình nghe lầm, nhưng cho dù họ bịt kín tai cũng vô tác dụng. Cho đến khi nhiều võ giả của Hàng La Thương hội và quân thủ vệ thủy thiên thành đồng loạt đi ra, các cư dân Thủy Thiên Thành mới biết đã có đại sự xảy ra. Tuyết Nguyệt Tam thiếu hạ lệnh, tất cả những người lắng nghe được thiên âm kia, bất kể nam nữ già trẻ, đều có thể gia nhập hàng la thương hội, đồng thời hưởng thụ đãi ngộ vô cùng phong phú, nhất là những đứa trẻ từ 10 tuổi trở xuống, đạt được đãi ngộ khiến nhiều võ giả phản hư cảnh cũng phải đỏ mắt. Hàng năm được cung cấp 500 000 thánh tinh, sống một mình một tòa cung điện, 20 người hầu hạ, địa vị cung cấp với chấp sự của thương hội. Đến tận lúc này, Mọi người mới biết âm thanh vang lên bên tai không giải thích được kia, không ngờ lại là một cơ duyên trời ban. Loại ưu đãi đột ngột đưa tới này, khiến cha mẹ những đứa trẻ kia đều trở nên choáng váng, hơn nữa bọn họ đều hết sức tin tưởng vào nhân phẩm và danh dự của Thuyết Nguyệt, Tam thiếu hằng La Thương hội, cho nên trong nhất thời, vô số nam nữ đều dẫn con mình tiến về trung tâm Thủy Thiên thành. Không ai nguyện ý bỏ qua này lợi ích đưa đến tận miệng này. Đại đạo đan âm liên tiếp ngân vang lên 9 lần. Tình trạng này kéo dài suốt một ngày. Một ngày sau, Tại tầng 9 của Dược Sư Điện đã có trên trăm vị luyện đan sư ngồi xếp bằng, lấy Dương Khai làm trung tâm, bao quanh hắn như chúng tinh ủng nguyện. Rất nhiều luyện đan sư nếu không khoanh chân ngồi xuống thì cũng lộ ra vẻ suy tư, sắc mặt không ngừng biến đổi, khi thì lo được lo mất, khi thì lo lắng bất an, khi thì mừng như điên cười to. Hiển nhiên đều thu được một ít lợi ích. Sau 9 tiếng vang, bên trong tử hư đỉnh không tiếp tục truyền ra tiếng động nữa, vầng hào quang màu tím cũng từ từ tan biến. Dương Khai từ lâu đã đình chỉ động tác thu đan của mình. Nửa ngày trước hắn đã lần nữa khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép chặt, để tử hư đỉnh tự động truyền ra đại đạo đan âm. Hắn thu hoạch to lớn hơn bất kỳ một vị luyện đan sư nào ở đây. Dù sao đại đạo đan âm này cũng là âm thanh thiên đạo do hắn dẫn dắt ra. Âm thanh mà mọi người chỉ nghe thoang thoảng, khi lọt vào trong tai của Dương Khai, hắn lại nghe rõ ràng vô cùng. Trong vô minh, một âm thanh cổ xưa mà tang thương quanh quẩn bên tai hắn giảng giải cho hắn về đạo lý sâu xa của đan thuật. Thanh âm không lớn, nhưng từng từ được nhấn mạnh rất rõ ràng. Từng câu từng chữ tựa như là dấu ấn khắc sâu nào trong đầu Dương Khai, khiến hắn không cần suy nghĩ cũng có thể hiểu được đạo lý. Kiến thức hắn đạt được so với đan đạo chân giải phải gấp ngàn vạn lần. Kiến thức về luyện đan truyền vào trong đầu kia, chính là cực hạn huyền bí mà thiên địa tự hình thành nên, chỉ khi dẫn động đại đạo đan âm mới có thể thấy được. Trong hơn 500 luyện đan sư, có hơn 100 người ngồi xếp bằng hơn một nửa lộ ra vẻ cảm ngộ được điều gì đó, những người còn lại thì lắc đầu thở dài, cơ duyên bọn họ không đủ, ngộ tính cũng không đủ, không thể nghe được gì từ chín lần đan âm vang lên. Nhưng vẻ mặt và thái độ của bọn họ khi nhìn Dương Khai đã hoàn toàn thay đổi, không còn sự bất mãn và khinh thường như trước nữa, mà thay vào đó là sự ngưng trọng cùng tôn kính. Người có thể dẫn động đại đạo đan âm, đồng thời còn khiến đan âm vang lên tới 9 lần, nói hắn không phải luyện đan sư, có ai tin sao? mặc dù hiện tại Dương Khai còn chưa mở lò lấy đan, nhưng bọn hắn đều cảm giác được bên trong lò luyện kia chắc chắn đã có một viên thái sơ chuyển hồn đan. Người này chẳng những là một vị võ giả hư vương lưỡng tầng cảnh, mà còn là một nhân vật xứng đáng với danh xưng tông sư luyện đan. Ngẫm lại ánh mắt thiển cận của nhóm người mình trước đó, rất nhiều luyện đan sư đều vô cùng xấu hổ. Tại sao không có ta? Một âm thanh không hợp với bầu không khí lúc này bỗng nhiên vang lên, những luyện đan sư còn đang trong trạng thái tỉnh táo không khỏi nhíu mày, nhìn về phía âm thanh phát ra, thấy người la lên rõ ràng là kẻ trước đó luôn đối nghịch với Dương Khai, Chiêm Nguyên. Thời phút này, Chiêm Nguyên như người mất hồn, đảo mắt nhìn những luyện đan sư đang khoanh chân ngồi, không ngừng lẩm bẩm, sao lại không có ta chứ? Ta cũng nghe được, tại sao lại không để cho ta nghe rõ chứ? Chiêm Nguyên ta là kỳ tài luyện đan vạn năm có một, từ nhỏ không người dạy, tự học thành tài, đan đạo huyền bí sao lại không có phần của ta chứ? Nghe hắn khoác lác như vậy, rất nhiều luyện đan sư đều lộ ra vẻ chán ghét, Nghe không được đại đạo đan âm là do cơ duyên, do ngộ tính, không thể cưỡng cầu được. Đây là thiên đạo lựa chọn, sức người không thể tham gia vào. Chiêm Nguyên xuất khẩu cuồng ngôn như vậy, hiển nhiên khiến người khác không ưa. Không thể không có ta. Bỗng nhiên sắc mặt Chiêm Nguyên, giữ tợn khẽ quát một tiếng rồi quay đầu nhìn về phía Dương Khai, nghiến răng nói, "Ta biết rồi, nhất định là ngươi giở trò quỷ, đại đạo đan âm do ngươi dẫn phát, là do ngươi gây trở ngại đan âm, chắc chắn là ngươi." Nói rồi, hắn liền phóng thẳng về phía Dương Khai. Trong hơn 500 vị luyện đan sư ở đây, có hơn 100 người ngồi xếp bằng, hơn 100 người có cảm ngộ, đây gần như là một nửa, nhưng Chiêm Nguyên lại không có phần, hắn cảm thấy thực sự suy sụp. Cơ duyên lớn như vậy, dựa vào cái gì người khác có thể có được, còn mình thì không có. Nếu có thể đạt được cơ duyên này, thì sau này tấn cấp lên luyện đan sư cấp hư vương cũng không phải là không thể. Cho nên hắn không thể kiềm chế được tức giận trong lòng. Hỗn láo, một tiếng quát vang lớn truyền thẳng vào tai Chiêm Nguyên. Ngã Âu vừa quát xong, liền vung tay về phía Chiêm Nguyên, toàn thân Chiêm Nguyên liền bị ném bay ra ngoài như ném bao tải. Vì có nhiều luyện đan sư đều đang cảm ngộ, nên Ngã Âu cũng không muốn mạnh tay, hết sức giữ yên lặng khi ra tay, ngay cả tiếng quát Chiêm Nguyên, kia lão cũng dùng Thánh Nguyên ngưng tụ để truyền riêng âm thanh vào tai Chiêm Nguyên. Chiêm Nguyên bay ra thật xa, rơi bịch xuống đất. Còn dám ồn ào vô lễ, trực tiếp lấy mạng của ngươi ngả âu lạnh như băng nhìn chiêm nguyên không mảy may cố kỵ thân phận đệ tử tả đức đại sư của hắn lão hiểu rằng những luyện đan sư của dược sư điện hiện tại đều là tài sản cực kỳ quý báu sao có thể để cho chiêm nguyên ồn ào quấy dày được chứ huống chi hắn còn dám quấy dày người dẫn động đại đạo đan âm dương khai nữa chứ nếu không phải hoàn cảnh không cho phép ngả âu thật muốn giết chết hắn trải qua sự việc này cuối cùng chiêm nguyên cũng tỉnh táo lại mồ hôi lạnh chảy ra như tắm cơ hồ không thể tin được vừa rồi mình lại làm ra chuyện như vậy nhìn ánh mắt ngả âu lạnh như băng trái tim hắn run lên biết rằng qua biểu hiện của mình vừa rồi sau này sẽ không thể nào được ngả âu coi trọng nữa tuy nhiên hiện tại hắn đã là đệ tử của đại sư cũng không cần để ý đến ngả âu hội trưởng nghĩ tới đây chiêm nguyên hơi vững tâm lại quay đầu nhìn sang tả đức ngay sau đó hắn liền kinh hãi gọi khẽ lão sư ngài bị sao vậy hắn thấy tả đức đứng ở nơi đó đang lung lay sắp ngã sắc mặt tái nhợt tình trạng so với lúc lão luyện chế được một viên thái sơ chuyển hồn, đan còn có vẻ mệt mỏi hơn nhiều, tựa như tinh lực toàn thân đều cạn kiệt rồi vậy. Ra ra, người không có sao chứ? Tả Linh cuối cùng cũng phát hiện tình trạng không bình thường của Tả Đức, liền kinh hãi gọi. Đại sư, ngả âu bước lên phía trước, kinh ngạc nhìn Tả Đức, không biết Tả Đức đang bị sao. Dù sao Tả Đức cũng là luyện đan sư cấp hư vương, trải qua 9 tiếng đan âm vang lên phải có thu hoạch mới đúng cho dù không có thu hoạch cũng không đến mức giống như chúng phải công kích như vậy chẳng những sắc mặt khó coi hơn nữa hai lỗ tai còn chảy máu tả đức không nhúc nhích cũng không lên tiếng chỉ nghe thấy tiếng hít thở của lão chứng tỏ lão còn sống đại sư ta khuyên ngươi không nên nghi ngờ đại đạo đan âm ngươi nghi ngờ nó chẳng khác nào nghi ngờ thiên đạo nghi ngờ con đường cả đời ngươi đã đi qua ngươi làm như vậy sẽ bị đan đạo bài xích hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó âm thanh dương khai bỗng nhiên vang lên hắn vừa mới nói xong Tả Đức bỗng nhiên liền oa một tiếng, phun ra một bãi máu đen, tinh thần trở nên uể oải, nhìn Dương Khai tràn đầy vẻ không cam lòng. Đại sư hắn, chuyện này là sao? Ngả Âu co mày hỏi. Không phục. Dương Khai mỉm cười. Đại sư cảm thấy ta không có tư cách dẫn động đại đạo đan âm, cho nên không phục, liền bị đan âm dạy dỗ. Dạy dỗ. Ngả Âu há hốc miệng, sắc mặt trắng bệch, không phải ngươi muốn nói, đan âm kia là vật sống đó chứ? Thiên đạo vô thường, ta làm sao biết rõ được? Dương Khai cười hắc hắc, ngả âu buồn bực, ngươi dám khiến Gia Gia ta bị thương? Bỗng nhiên Tả Linh trợn mắt nhìn Dương Khai, thánh nguyên toàn thân loáng thoáng có dấu hiệu vận chuyển. Dương Khai lạnh lùng nói, tiểu cô nương, ăn có thể ăn lung tung, nhưng nói không thể nói bậy được, Tả Đức đại sư không phải là do ta làm cho bị thương. Vậy tại sao Gia Gia lại hộc máu? Tả Linh không từ bỏ truy hỏi. Hừ. Dương Khai cười lạnh nói, việc này ngươi phải hỏi chính lão, đại đạo đan âm truyền vào tai, đã không tranh thủ lĩnh ngộ lại còn dám nghi ngờ đan âm không chết tại chỗ đã là phúc đức rồi ngươi còn muốn thế nào nữa tả linh tựa như còn muốn nói gì nhưng tả đức chợt khoát tay chặn lời nàng ánh mắt ảm đạm nhìn dương khai nói ngươi rất giỏi đại sư quá khen dương khai mỉm cười nhưng dường như ngươi đã quên mất trận đánh cuộc giữa ta và ngươi rồi thì phải quả thật ngươi đã dẫn động được đại đạo đan âm nhưng như vậy thì sao thái sơ chuyển hồn đan ngươi có luyện chế ra được không đại sư muốn thấy kết quả Dương Khai cười híp mắt nhìn lão, "Mở lò đi." Tả Đức hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Có thể dẫn động đại đạo đan âm, chứng tỏ tư chất luyện đan của ngươi rất nghịch thiên, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi có thể luyện chế được Thái Sơ chuyển hồn đan. Đây chính là linh đan cấp hư vương đó. Trên đời này, kỳ tài ngút trời đếm không hết, nhưng có thể chân chính trưởng thành, lại có mấy ai chứ?" Đại sư này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà." Dương Khai cười mỉa nói đại sư hay là lần đánh cuộc này nên chấm dứt ở đây đi có luyện đan sư khuyên can dương khai dẫn động đại đạo đan âm bọn họ đều coi hắn là ân nhân tả đức đức cao trọng vọng là hình mẫu trong giới luyện đan cuộc tỷ thí này bất kể ai thắng ai thua cũng đều không phải là kết quả bọn họ muốn nhìn thấy biện pháp tốt nhất chính là dừng ở đây chuyện lớn hóa nhỏ có một người khuyên liền có người thứ hai khuyên can một lúc sau rất nhiều luyện đan sư đều tham gia vào đội ngũ khuyên can Dương Khai thờ ơ nói, ta không có ý kiến, tùy theo ý đại sư. ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nói nhiều vô ích. Mở lò đi. Tả Đức phụ lòng rất nhiều người khuyên bảo, ánh mắt kiên định nhìn Dương Khai. Ngà Âu mở miệng định nói gì đó, nhưng vừa thấy được ánh mắt của Tả Đức, nên chỉ đành thở. Dương Khai khẽ gật đầu, thản nhiên nói, nếu như thế, vậy thì như đại sư mong muốn. Vừa nói xong, hắn liền đưa tay vỗ về phía tử hư đỉnh lập tức nắp đỉnh bay lên cùng lúc đó một đốm sáng bỗng nhiên từ bên trong bắn ra một mùi thơm đan dược vô cùng nồng đậm trong nháy mắt liền tràn ngập điều này có người không khỏi kinh hãi thốt lên mắt không chớp nhìn chằm chằm vào đốm sáng đang bay lên kia sao còn không hiểu đan dược của dương khai đã được luyện thành từ lâu rồi chứ mà sở dĩ từ đầu đến cuối không có mùi thơm đan dược truyền ra hoàn toàn là do dược tính quá mức nội liễm chỉ có trong thời khắc nắp đỉnh mở ra mới tỏa ra mùi thơm của đan dược. Thua, Tả Đức thua. Không cần biết phẩm chất viên thái sơ chuyển hồn, đan dương khai luyện chế ra này tốt xấu như thế nào, thì Tả Đức cũng đã thua. Dù sao trước đó lão đã nói qua, chỉ cần Dương Khai có thể luyện chế thành công, coi như lão thua. Có thể luyện chế được thái sơ chuyển hồn đan, chứng tỏ Dương Khai thật sự là một vị luyện đan sư cấp hư vương. Mọi người thở dồn dập, ánh mắt nhìn Dương Khai tràn đầy vẻ cuồng nhiệt và tôn kính. Loại ánh mắt này vốn chỉ nên xuất hiện khi nhìn những người như Tả Đức, bất kỳ một vị luyện đan sư cấp hư vương nào đều nhận được sự kính trọng như vậy. Trong khoảnh khắc khi linh đan bay ra khỏi lò luyện đan, Tả Đức không nhịn được khẽ lảo đảo, nhìn đốm sáng kia tỏ ra không dám tin, gương mặt chợt trở nên già đi rất nhiều. Tuy nhiên rất nhanh, lão lại nghiến răng khẽ quát lên, vẫn chưa xong, rốt cuộc đây có phải là thái sơ chuyển hồn đan hay không còn phải chờ chứng thực đã. Không sai, vẫn chưa xong. Dương Khai cười lớn, lần nữa bấm tay bắn vào tử hư đỉnh của mình. Mọi người đều không rõ hắn tại sao lại làm như vậy, nhưng ngay sau đó, một chuyện khiến người ta không dám tin đã xảy ra. Theo sát sau đốm sáng thứ nhất, từ trong tử hư đỉnh không ngờ lại có một đốm sáng nữa bay ra, mùi thơm đan dược so với trước còn nồng đậm hơn, tràn vào mũi của mọi người. Hai viên? Làm sao có thể luyện chế hai viên thái sơ chuyển hồn đan trong một lần sao? Không phải ta đang nằm mơ đó chứ? Ngả Âu hội trưởng đưa cho hắn hai phần dược liệu sao? Không đúng không đúng, cho dù là hai phần dược liệu, cũng không có khả năng luyện chế toàn bộ một lần thành công, đây rốt cuộc là tình huống gì vậy? Các luyện đan sư chỉ cảm thấy những lý giải đã in sâu trong đầu họ bao nhiêu năm nay cứ như vậy, đều sụp đổ, ngây ngốc nhìn hai đốm sáng đang bay vụt lên kia. Dương Khai sớm đã lấy ra bình ngọc chuẩn bị từ trước, phát một chiêu, hai đốm sáng kia tựa như bị một lực lượng gì đó trói buộc vậy, ngoan ngoãn rơi vào trong bình ngọc, từ bên trong bình truyền ra tiếng vang lộc cộc. Ta đang hoa mắt sao? Vừa rồi không phải là có hai viên linh đan từ trong lò luyện đan bay ra đó chứ? Ta nghĩ mình cũng bị hoa mắt rồi, chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Thật lâu sau, trong tầng thứ 9 dược sư điện, vẫn chỉ có những xì xào bàn tán của những luyện đan sư vang lên, nhưng lại không có một ai dám đi lên thỉnh cầu kiểm tra linh đan, chỉ sợ toàn bộ nhận thức của bản thân đều bị sụp đổ hết. Đại sư, muốn kiểm chứng đan dược không? Dương Khai cầm bình ngọc, nhìn Tả Đức hỏi. Sắc mặt Tả Đức hoàn toàn suy sụp, không nói gì chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn dương khai những luyện đan sư khác cũng không nói gì để ta lên đi ngà âu trầm giọng nói rồi đi ra phía trước nhận lấy bình ngọc từ trên tay dương khai vậy làm phiền ngả âu hội trưởng dương khai cười nhạt nói Ngả âu gật gật đầu mở bình ngọc ra viên linh đan phía trên liền hiện ra trước mặt mọi người linh đan trong suốt căng tròn mượt mà mùi hương đan dược khiến cho tâm thần mọi người hết sức thư thái không phải thái sơ chuyển hồn đan thì là cái gì chỉ có điều viên thái sơ chuyển hồn đan mà dương khai luyện chế ra hơi khác với viên của tả đức luyện chế thậm chí hơi khác với miêu tả trong đan phương bề mặt linh đan phát ra ánh sáng màu vàng nhạt khiến cho thái sơ chuyển hồn đan hiện ra vẻ hết sức sang trọng hơn nữa mọi người đều cảm nhận được sức sống cuồn cuộn ở trong đó cho dù người không hiểu đan đạo nhìn thấy cũng biết đây chắc chắn là một viên linh đan trị thương cứu người các luyện đan sư đều bối rối quả thực không nghĩ ra không biết tại sao cùng một loại dược liệu mà linh đan do dương khai luyện chế ra lại hơi khác với đan phương ghi lại bọn họ không ai chú ý tới một điều trong quá trình luyện chế dương khai đã nhỏ một giọt kim huyết thuần khiết của mình vào trong lò luyện đan đan dược có linh tính mới được xưng là linh đan đây là câu nói sau cùng ghi lại trong đan đạo chân giải dương khai từ trong đó lĩnh ngộ ra muốn luyện chế linh đan nhất định phải có đan dẫn nội đan của yêu thú có thể làm đan dẫn bản thân kim huyết thuần khiết cũng có thể làm đan dẫn hơn nữa còn xuất sắc hơn cả nội đan yêu thú dù sao kim huyết thuần khiết của hắn cũng chứa đựng khí huyết lực và sức sống khó có thể tưởng tượng được bình thường dương khai luyện chế linh đan chắc chắn sẽ không bỏ ra kim huyết của bản thân kim huyết vô cùng trân quý giá trị còn cao hơn cả linh đan nhưng lần này là vì cứu chữa cho tiểu nương tuyết nguyện nên tất nhiên dương khai sẽ không keo kiệt chính vì có kim huyết làm đan dẫn cho nên một bể ngoài viên linh đan này mới hiện lên ánh sáng màu vàng nhạt như vậy chư vị có thể kiểm tra xem đây có phải là thái sơ chuyển hồn đan hay không. Ngạ Âu nói xong liền đưa viên linh đan cho các luyện đan sư coi. Các luyện đan sư cũng không từ chối, một người trong đó nhận lấy, những người khác vây quanh quan sát, phân tích. Cuối cùng mọi người kết luận, đây chắc chắn chính là thái sơ chuyển hồn đan, hơn nữa dược hiệu dường như so với đan phương ghi lại còn mạnh hơn trên hai phần. Điều này khiến cho ánh mắt của bọn họ nhìn Dương Khai càng thêm ngưng trọng, tôn kính. Theo trực giác, bọn họ cảm thấy dương khai đã thay đổi đan phương của thái sơ chuyển hồn đan cho nên mới có thể đạt được tới mức này muốn luyện chế thái sơ chuyển hồn đan phải là luyện đan sư cấp hư vương mà muốn thay đổi đan phương loại linh đan này tối thiểu luyện đan sư phải có trình độ hư vương trung phẩm trở lên mới có tư cách mỗi một loại đan phương đều đã được truyền thừa qua mấy vạn năm đã trải qua vô số kỷ nguyên được vô số thiên tài hoàn thiện muốn thay đổi sẽ phải khó khăn tới nhường nào chứ mà thay đổi để tăng lên hiệu quả lại càng thêm khó khăn nhưng hôm nay bọn họ đã chứng kiến dương khai làm được bọn họ lập tức sáng tỏ chắc hẳn dương khai chính là một vị luyện đan sư cấp hư vương trung phẩm hoặc là thượng phẩm nghĩ tới đây tất cả luyện đan sư đều tỏ ra kinh hãi bởi vì bọn họ chợt phát hiện người này chẳng những có cảnh giới tu vi hư vương lưỡng tầng cảnh mà trình độ trên phương diện đan đạo cũng vượt qua tất cả mọi người đây không phải là lão quái vật nào đó đã sống mấy vạn năm dịch dung biến hóa mà thành đó chứ nếu không với độ tuổi của hắn làm sao có thể đạt đến loại trình độ này chứ Đại sư, ngài muốn kiểm tra một chút không?" Ngả Âu nhìn vẻ mặt suy sụp của Tả Đức, lên tiếng hỏi. Thái độ và hành động của Tả Đức trước đó khiến Ngả Âu rất không thích, nhưng giờ phút này, nhìn thấy bộ dáng vị đại sư luyện đan nổi danh của tinh vực trở thành như vậy, Ngả Âu có chút không đành lòng. Nói thế nào đi nữa, đối phương cũng một vị luyện đan sư cấp hư vương, nếu từ nay về sau lão thực sự không gượng dậy nổi, đối cả tinh vực mà nói đều là tổn thất. Tả Đức chậm rãi lắc đầu. "Nếu vậy, cuộc tỷ thí này Ngã Âu đang muốn tuyên bố kết quả lần tỷ thí này, những luyện đan sư khác bỗng nhiên sốt ruột hẳn lên. Có người hô lên: Hội trưởng, còn một viên linh đan nữa đâu? Lấy ra nhìn một chút đi. Đúng vậy, viên linh đan thứ hai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đưa cho chúng ta coi một chút. Trước đó, từ trong lò luyện đan bay ra hai viên linh đan mọi người đều thấy được. Không ai biết tình huống này rốt cuộc là gì. Tính tò mò của các luyện đan sư rất mãnh liệt, sao có thể để cho Ngã Âu hàm hồ phớt lờ như vậy chứ? Ngã Âu không khỏi thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Dương Khai. Khi lão mở bình ngọc cũng đã len lén nhìn quá viên linh đan thứ hai kia, vừa thấy rõ ràng, lão đã bị dọa cho xém chút nữa ném bình ngọc đi. Cho nên hiện tại thấy nhiều luyện đan sư thỉnh cầu như vậy, lão cảm thấy hơi khó xử. Các ngươi nhất định phải nhìn sao? Ngã Âu thấy Dương Khai không có ý phản đối, liền lên tiếng hỏi. Dĩ nhiên là muốn nhìn rồi, hội trưởng ngài cũng đừng úp mở nữa. Ai? Thôi, tự các ngươi nhìn đi. Nói rồi, ngà Âu liền ném bình ngọc trên tay về phía trước. Một luyện đan sư trung niên nhanh tay lẹ mắt, bắt được bình ngọc, vừa đưa mắt nhìn vào bên trong, trong khoảnh khắc cả người hắn như bị sét đánh cứng đờ, run lấy bảy, hai mắt trợn tròn, tựa như vừa thấy được chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi vậy. Triệu huynh, Triệu huynh, rốt cuộc là sao? Nói nhanh xem. Thấy dáng vẻ kỳ lạ của hắn, có người không nhịn được thúc giục. Nam tử trung niên kia không chút phản ứng. Má nó, ta tự nhìn vậy, luyện đan sư bên cạnh mắng to một tiếng rồi chộp lấy bình ngọc. Ngay sau đó, âm thanh của người này cũng bị tắc nghẽn trong cổ họng, phát ra tiếng ư ư vô nghĩa, tình trạng cũng giống như nam nhân trung niên trước đó, run rẩy đứng tại chỗ, hai mắt trợn trừng. Bình ngọc được từng luyện đan sư một truyền tay nhìn, hễ người nào thấy được đan dược trong bình ngọc, đều run rẩy đứng tại chỗ. Người không rõ chân tướng thấy được cảnh này, chỉ sợ còn lầm tưởng rằng, trong bình ngọc kia là một viên độc đan phát ra độc tính mãnh liệt, khiến những luyện đan sư này đều bị trúng độc sắc mặt tả đức biến đổi một màn trước mắt này đập vào mặt lão đã mơ hồ có đoán ra nhưng lý trí lão mách bảo chuyện này không thể tin được lão run rẩy bước lên không còn chút nào phong phạm cao nhân cầm lấy bình ngọc từ trong tay một luyện đan sư đang cứng đờ tại chỗ trực tiếp đổ đan rực ra lòng bàn tay ánh sáng vàng nhạt tỏa ra dày đặc bao quanh linh đan linh đan vẫn trong suốt căng tròn mượt mà như viên trước nhưng viên linh đan này cùng viên trước khác nhau vô cùng rõ ràng đó chính là trên bề mặt viên linh đan này lộ ra những đường hoa văn hết sức ngay ngắn rõ ràng tựa như kinh mạch trong cơ thể võ giả vậy những đường văn này nếu trải rộng ra chắc chắn sẽ tạo thành một bộ đồ án phức tạp khó hiểu bao hàm chân lý thiên địa trong đó đan văn tả đức la lên thất thanh thân thể giả nua run lẩy bẩy đung đưa như cành liễu trong gió linh đan sinh ra đan văn không phải là lão chưa từng luyện chế qua dù gì hiện tại lão cũng là một luyện đan sư cấp hư vương luyện đan mấy ngàn năm đan được lão đã luyện chế ra đếm không kể xiết. Hiếm hoi cũng sẽ sinh ra đan văn, thậm chí còn có đan dược cấp thấp sinh ra đan văn. Những đan linh đan sinh ra đan văn và đan văn này đều là niềm kiêu hãnh cả đời của Tả Đức, là vinh dự của luyện đan sư như lão. Nhưng linh đan cấp hư vương sinh ra đan văn thì đây là lần đầu tiên lão mới thấy được, thua, thua thảm hại. Khi viên linh đan thứ hai sinh ra đan văn xuất hiện trước mặt, Tả Đức đã biết lần này lão đã thua không oan. Dương Khai không những có thể luyện thành hai viên linh đan một lần hơn nữa một trong hai viên còn sinh ra đan văn, loại bản lãnh này lão có thúc ngựa cũng khó theo kịp. Cho đến giờ phút này, vẻ không phục trên mặt tả đức mới từ từ tiêu tán, tỏ ra chán trường hít sâu một hơi, cất viên linh đan sinh ra đan văn vào lại bình ngọc, hướng về phía dương khai chắp tay, trầm giọng nói, dương đại sư kỹ năng thần diệu, tả đức bái phục. Dương khai hơi kinh ngạc nhìn tả đức, không nghĩ tới lão sẽ nói ra những lời này. Dựa vào nhân phẩm cùng vẻ mặt không cam lòng trước đó, Hắn vốn tưởng lão gia hỏa này sẽ không dễ dàng nhận thua, nào ngờ kết cục cuối cùng lại như vậy. Dương Khai khẽ gật đầu, thản nhiên nói, "Không dám." Rất nhiều luyện đan sư thấy ngay cả Tả Đức cũng cung kính đối với Dương Khai như vậy, đâu còn dám sơ suất, vội vàng ôm quyền nói, "Bái kiến Dương đại sư, lúc trước ta có mắt không tròng, nếu có chỗ đắc tội, xin Dương đại sư bao dung lượng thứ." Dương Khai mỉm cười nói, "Người không biết không có tội." Thấy thái độ rộng lượng của hắn, mọi người càng thêm nảy sinh hảo cảm. Không nói gì khác, chỉ riêng bản thân Dương Khai chính là một cường giả hư vương lưỡng tầng cảnh, võ lực cá nhân xếp trong hàng ngũ đỉnh cao nhất trong toàn tinh vực, lại kết hợp với thân phận luyện đan sư cấp hư vương kia của hắn, nếu nói bây giờ hắn là người có giá trị nhất, tôn quý nhất trong toàn tinh vực, chỉ sợ cũng không có ai phản đối. Một điều khó có được chính là hắn có lòng dạ bao dung, căn bản không để ý đến thái độ vô lễ của mọi người trước đó. Đây tuyệt đối là phong phạm của một đại sư chân chính so với loại người mua danh chuộc lợi như tả đức thực sự không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần linh nhi mau tạ lỗi đại sư sau khi nhận thua tính tình tả đức dường như đã thay đổi hẳn không những thái độ của lão tỏ ra biết điều hơn mà thậm chí còn yêu cầu tôn nữ của mình tạ lỗi với dương khai vẻ mặt tả linh tỏ ra không chút tình nguyện nhăn nhó trốn sau lưng tả đức tả đức đang muốn lên tiếng khiển trách dương khai liền cười nói tiểu hài tử không hiểu chuyện đại sư không cần làm khó nàng ta cũng không để ở trong lòng trong mắt tả đức lóe lên vẻ phức tạp gật gật đầu nói hôm nay gặp được dương đại sư tả đức mới biết bản thân còn rất nhiều chỗ thiếu sót xin thụ giáo dừng một chút lão lại chuyển hướng về phía ngà âu nói ngà âu hội trưởng lão phu dự tính sẽ bế quan một năm rưỡi sau khi bế quan chấm dứt khoản đánh cuộc với dương đại sư hàng năm lão phu sẽ hoàn thành đúng hạn lão phu xin cáo từ trước nói rồi lão liền trả lại linh đan dương khai luyện chế rồi không đợi ngà âu đồng ý liền dẫn tả linh bước ra ngoài Ngạ Âu cũng không ngăn cản, chỉ nói với theo, đại sư đi thong thả. Hắn biết Tả Đức đã không còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại nơi này. Lão có thể thành khẩn nói lời xin lỗi cùng Dương Khai, ổn định lại tinh thần đã cực kỳ khó khăn, lưu lại nữa chắc chắn sẽ không được tự nhiên. Một người thành danh đã lâu như Tả Đức, dù sao vẫn cần chút mặt mũi. Ân sư, chờ ta một chút." Chiêm Nguyên vừa thấy Tả Đức rời đi, nào còn dám tiếp tục ở lại chỗ này chứ? Vừa gào to vừa vội vàng đuổi theo trước đó hắn đối nghịch đến cùng với dương khai châm chọc khiêu khích không ngừng giờ phút này đã sợ đến xanh mặt rồi sớm biết dương khai có bản lãnh này làm sao hắn lại làm cái chuyện có mắt không tròng như vậy lấy lòng người ta còn không kịp ấy chứ nhìn bóng lưng tả đức có vẻ cô đơn già nua dương khai khẽ thở dài một cái ngả âu để ý thấy liền bước tới hỏi dương đại sư sao lại thở dài sau khi chứng kiến thủ đoạn luyện đan của dương khai lão lập tức thay đổi hẳn cách xưng hô với dương khai Xưng hô huynh đệ là thân mật, còn xưng hô đại sư lại là tôn trọng. Có thể thấy được, địa vị của Dương Khai ở trong lòng Ngả Âu đã có biến đổi to lớn. Có thể luyện chế được linh đan cấp hư vương trung phẩm sinh ra đan văn, nhìn khắp cả tinh vực cũng chỉ có người này. Hơn nữa nghe nói quan hệ giữa hắn cùng Tuyết Nguyệt cũng không tệ lắm, lần này lại tới Thủy Nguyệt Tinh thăm Tuyết Nguyệt, Ngả Âu đã suy tính trong lòng, như thế nào cũng phải giữ Dương Khai ở lại Hàng La Thương Hội, đây tuyệt đối là một người so với thân phận cung phụng của Tả Đức, còn có giá trị gấp mười mấy lần ta đang cảm thấy tiếc thay cho Tả Đức Đại sư." Dương Khai thản nhiên nói, "Hả? Ngả Âu không rõ lắm, hỏi, nói vậy là sao? Đan đạo của Tả Đức Đại sư, chỉ sợ sau này không thể tiến thêm được bước nào nữa." Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Ngả Âu hơi biến sắc, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên tựa như đã hiểu ra, mở miệng nói, "Là do đại đạo đan âm trước đó." "Đúng vậy, trước đó đại sư đã nghi ngờ âm thanh của Thiên Đạo, cũng may mà tỉnh ngộ kịp thời." nếu không ngay cả kiến thức đan thuật chỉ sợ cũng sẽ không giữ được, bị bài xích ra khỏi đan đạo, từ nay về sau cũng không thể luyện đan được. Ngã Âu tỏ ra kinh hãi nói, đại đạo đan âm còn có loại hiệu quả này nữa sao? Dương Khai mỉm cười nhìn hắn, Ngã Âu hội trưởng, nếu như ngài bị võ đạo bài xích, toàn bộ cơ sở cũng sẽ bị hủy hết. Ngã Âu nghiêm mặt nói, nếu một ngày nào đó có võ đạo thiên âm vang lên, bổn tọa nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ duyên, nhất định tìm hiểu thật tốt. Võ đạo thiên âm sao? Quá xa vời, Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Lần này có thể dẫn phát đại đạo đan âm đã là chuyện hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Bởi vì đối tượng so đấu là một vị luyện đan sư cấp hư vương, hơn nữa linh đan luyện chế còn là cấp hư vương trung phẩm, cho nên Dương Khai chỉ muốn toàn lực ứng phó mà thôi, cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Khi hắn đem toàn bộ kiến thức nắm bắt được trong đan đạo chân giải thi triển ra, không ngờ lại dẫn động thiên địa dị tượng, mở ra cực hạn huyền bí mà thiên địa tự dưỡng dục nên như vậy. Bây giờ suy nghĩ lại, Dương Khai vẫn cảm thấy có chút khó tin nếu lại để cho hắn làm một nữa, ắt sẽ không thể nào lại dẫn động được đại đạo đan âm nữa. Hội trưởng đại nhân, hôm nay ngài không bận sao? Một vị luyện đan sư bỗng nhiên trợn mắt nhìn Ngạ Âu nói, đó là một vị luyện đan sư hư cấp trung phẩm, cùng cấp bậc với Chiêm Nguyên, bình thường gặp được Ngạ Âu hắn một mực cung kính, những hôm nay lại bày ra vẻ hưng sư vấn tội, không sợ Ngạ Âu chút nào, khiến Ngạ Âu kinh ngạc, cũng không có chuyện gì. Ngạ Âu không biết mình có phải mình đã đắc tội với đối phương hay không, mà tại sao đối phương lại hỏi như vậy? Hội trưởng đại nhân xử lý toàn bộ những chuyện lớn nhỏ trong thương hội, công việc lu bù, sao lại không bận chứ? Hội trưởng nên đi lo đi. đúng vậy đúng vậy, hội trưởng, thương hội còn một đống chuyện chờ ngài đi xử lý đó, ngài còn đây làm gì nữa? cung tiễn hội trưởng đại nhân. chúng luyện đan sư đồng loạt nói. ngã âu há hốc miệng, nhìn mấy trăm luyện đan sư phía trước, bỗng nhiên chợt hiểu ra, liền kinh ngạc bật cười nói, thì ra là các ngươi có ý này, sao không nói sớm? Rồi lão không ngừng lắc đầu, cười mắng, cứ nghĩ rằng lão tử cũng là một nhân vật lớn, không ngờ ở chỗ này lại không được hoan nghênh. Hội trưởng không cần dài dòng, một luyện đan sư bất mãn nói, bọn họ vẫn đang đợi để thỉnh giáo thuật luyện đan của Dương đại sư, ngả Âu hội trưởng lại đứng ở chỗ này lải nhải, làm mất thời gian của đại sự, thật là đáng ghét mà. Nếu không phải không đánh lại lão, hắn đã sớm xông lên, đánh cho cả mẹ lão cũng không nhận ra rồi. Ngả Âu nghiêm mặt, hừ lạnh nói, bổn tọa chợt nghĩ tới, vừa rồi là ai nói phải rời khỏi hàng la thương hội ta, đi tìm chỗ khác. Đứng ra để bổn tọa nhìn một chút. Vừa nói ra, không ít luyện đan sư không khỏi rụt cổ lại, nhanh chóng trốn vào trong đám đông, sợ bị ngả Âu nhìn tới. Lúc trước mọi người nói như vậy là bởi vì tôn kính tả Đức Đại Sư, hiện tại ngả Âu lại lôi ra chuyện này, hiển nhiên là muốn báo thù riêng. Ngả Âu đảo mắt đến chỗ nào, chỗ đó không có ai dám nhìn thẳng mặt lão. Ngả Âu tỏ ra đắc ý, tựa như vừa đánh giặc lập được đại công vậy làm gì có lúc nào lão vênh váo hung hăng trước mặt nhiều luyện đan sư như vậy, mà không ai dám đối mặt với lão, chứ. Tính tình của các luyện đan sư đều rất cổ quái, không cần biết ngươi có phải cường giả hư vương cảnh hay không, nếu làm chế này hắn luyện đan, chế này hắn nghiên cứu đan thuật thì sẽ không xong ngay. Cho nên trước giờ ngạ áo đối mặt với những luyện đan sư này, luôn phải cẩn thận nói chuyện. Hôm nay rốt cục lão cũng được thưởng thức cái cảm giác cao cao tại thượng. Lão không nhịn được cất tiếng cười lớn, đắc ý đến cực điểm. Không tệ không tệ, xem ra thương hội cũng không có tốn công nuôi các ngươi, cũng biết giải sầu cho bổn tọa, các ngươi rất tốt. Hội trưởng, cốc phu nhân bên kia không sao chứ? Có phải nàng đang chờ thái sơ chuyển hồn đan? Một âm thanh từ trong đám người vừa truyền ra, còn chưa nói hết câu, ngả âu đã giống như gà bị cắt tiết, chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng. Chết tiệt, chỉ lo vênh và đắc ý lại quên mất phu nhân đang còn chịu đủ hành hạ, hôn mê bất tỉnh, giờ phút này trong lòng ngả âu áy náy đến cực điểm. Người phiền phức cuối cùng cũng đã đi. Một đám luyện đan sư không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, bỗng nhiên bọn họ liền bao vây Dương Khai lại, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn chằm chằm, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy, cuồng nhiệt đến cực điểm. Dương Khai không nhịn được ra đầu tê dần, không đợi bọn họ chủ động lên tiếng, liền giơ tay lên nói, "Chư vị, ta biết các ngươi muốn làm cái gì, ừm, um, hiện tại bổn tọa cũng có chút thời gian, mọi người không phiền thì tìm một chỗ từ từ trao đổi." Nơi này sợ là không được, vẫn còn nhiều đồng đạo đang cảm ngộ đó. Hơn 200 luyện đan sư đạt được lợi ích từ đại đạo đan âm, vẫn như cũ đang nhắm mắt ngồi cảm ngộ, chưa tỉnh lại, hiển nhiên là rất có thu hoạch. Những người còn dư lại này không ai thu được lợi ích từ trong đại đạo đan âm, hiển nhiên chuyển hướng nhắm tới Dương Khai. Nghe danh sư nói chuyện một buổi, bằng với nghiên cứu đan thuật cả 10 năm đó, cơ hội bực này làm sao bọn họ lại bỏ lỡ chứ? Chỉ có điều bọn hắn cũng không biết nên mở miệng như thế nào, không ngờ Dương Khai lại gần gũi bình dị như thế chủ động nói ra, các luyện đan sư mừng như điên, lập tức hiểu Dương Khai và Tả Đức tuyệt đối là hai loại người khác nhau. Trước kia bọn họ cũng từng tìm Tả Đức thỉnh giáo, nhưng tính khí của Tả Đức đại sư quả thực không được tốt lắm, nếu không lên tiếng khiển trách thì cũng chỉ nói qua loa, khiến người ta thường không nắm được trọng điểm. Lúc này thấy Dương Khai đang chuẩn bị giảng giải đan đạo, làm sao bọn họ không mừng rỡ cho được chứ? Lập tức liền có người đề nghị, tới tầng 8 đi, hiện tại tầng 8 không có một bóng người. Đúng đúng cũng tốt." Dương Khai gật gật đầu. "Dương đại sư, mời." Một đám luyện đan sư đồng loạt đưa tay ra hiệu, thái độ rất cung kính, khiến người không rõ chân tướng thấy được chắc chắn sẽ không bao giờ nghĩ rằng những người này lại là những luyện đan sư mắt cao hơn đầu. Dương Khai cũng không quá khiêm nhường, võ đạo, đan đạo đều là do người giỏi làm thầy, tuy rằng tuổi của hắn không lớn, hầu như mỗi người trong này đều có vai vế cao hơn hắn, nhưng bất kể là võ đạo hay đan đạo, hắn đều vượt xa phía trước quá phận khiêm nhường mà nói chính là giả dối. Cho nên hắn cũng không khách khí, giành đường đi trước, tiến về tầng 8. Một đám luyện đan sư ngay ngắn trật tự theo sát phía sau. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Môi trường ở tầng thứ 8 dược sư điện không khác lắm so với tầng thứ 9, chỉ có lực lượng địa hỏa không được mãnh liệt như tầng thứ 9 mà thôi. Mọi người cũng không quá để ý, chỉ trật tự ngồi xếp bằng trong đại sảnh nhìn về phía Dương Khai lắng nghe hắn giảng giải chân lý về đan đạo đổi thành lúc trước dương khai muốn giảng giải đan đạo cho nhiều luyện đan sư như vậy cho dù thuật luyện đan của hắn quả thật hơn xa mọi người chỉ sợ cũng lực bất tòng tâm biết luyện đan là một chuyện giảng giả đan đạo và trả lời nghi vấn lại là một chuyện khác muốn giảng giải nhất thiết phải đạt tới một loại cảnh giới cực cao mới có năng lực này nhưng hiện tại thì khác khi đại đạo đan âm tại vang lên bên tai dương khai suốt một ngày những chân lý về đan đạo tựa như dấu ấn đã khắc sâu vào óc hắn khiến lý giải của hắn dối với đan đạo đã đạt đến một độ cao mới một độ cao chưa từng có ai đạt tới giảng đạo và giải thích nghi vấn cho những luyện đan sư cấp thánh vương cấp hư vương này thật quá dễ dàng dương khai giảng giải đan đạo suốt ba ngày từ lựa chọn dược liệu như thế nào phân biệt đan phương tốt xấu ra sao đến ngưng luyện nước thuốc khống chế hỏa hầu khắc linh trận rồi đến thủ pháp thu đan giảng giải rất toàn diện tất cả luyện đan sư đều nghe như mê như say không mảy may nhận ra thời gian trôi qua bao lâu Thỉnh thoảng lại có người lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, hiển nhiên là bởi vì được Dương Khai chỉ điểm mà giải khai được vấn đề đã vướng mắc từ lâu. Bản thân Dương Khai cũng lợi ích thu được to lớn, thông qua giảng thuật đan đạo cùng những luyện đan sư này, hắn đối với toàn bộ những điều đại đạo đan âm lạc ấn trong đầu, lại lĩnh ngộ được cao hơn một tầng. Lúc mới bắt đầu, thỉnh thoảng hắn còn sẽ tự suy tư một chút, nhưng dần dần, hắn đã giảng giải lưu loát liền mạch, không ngừng nghỉ chút nào. Những điều hắn giảng giải đều là bí quyết luyện đan mà một luyện đan sư phải hao phí tinh lực cả đời cũng không thể tìm hiểu được. Có luyện đan sư từ tầng thứ 9 sau khi tỉnh lại cũng đi tới tầng thứ 8, yên lặng khoanh chân ngồi xuống, chăm chú lắng nghe. Sau khi đã trải qua cơ duyên cảm ngộ được đại đạo đan âm, bọn họ lại một lần nữa đạt được lợi ích to lớn từ Dương Khai. Ba ngày sau, toàn bộ tầng thứ 8 đã có hơn 500 vị luyện đan sư, không thiếu một ai. Tất cả mọi người đều ngồi trước mặt Dương Khai, vẻ mặt trang trọng nghiêm túc ngước nhìn hắn, ngay cả tông ngạo cũng không ngoại lệ. Dương Khai đã sớm thấy hắn đi vào, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu, cũng không đình chỉ giảng giải đan đạo. Bỗng nhiên, âm thanh của Dương Khai liền ngưng lại. Tầng thứ tám rực sư điện lúc này châm rơi xuống cũng có thể nghe được, ngay cả tiếng thở mọi người cũng đè nén đến cực điểm. Cho nên khi Dương Khai không lên tiếng nữa, mọi người liền hiểu rằng, lần giảng giải đan đạo lần này tới đây đã kết thúc, không ai là không lộ ra vẻ chưa thỏa mãn. Dương Khai mỉm cười đứng dậy, ôm quyền nói, hôm nay dừng ở đây, đa tạ chư vị đồng đạo đã lắng nghe hơn 500 vị luyện đan sư đồng loạt đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc, ông quyền đồng thanh nói, đệ tử đa tạ Dương Đại Sư đã giải thích nghi vấn, Dương Đại Sư cực khổ rồi. Dương khai sửng sốt một chút, tuy nhiên rất nhanh liền bình thường trở lại. Chiêm Nguyên cũng vì rất nhiều năm trước được tả đức tùy ý chỉ điểm mấy câu, liền một mực tự nhận mình là đệ tử, luôn miệng gọi tả đức là ân sư. Lần này hắn giảng giải đan đạo cho hơn 500 vị luyện đan sư suốt 3 ngày, cũng coi như là ân sư giải thích nghi vấn chuyên môn cho bọn họ, chỉ có điều bởi vì không có được hắn đồng ý nên bọn họ vẫn không thể xưng hô hai chữ lão sư mà thôi nhưng có thể tự nhận mình là đệ tử lần này kiến thức mà các luyện đan sư được truyền đạt vô cùng quý báu dương khai trí công vô tư dốc túi chuyển lại toàn bộ kinh nghiệm cùng lý giải về thuật luyện đan của bản thân cho bọn họ tuy bọn họ không thể nghe một lần là xong nhưng đây tuyệt đối là một âm huệ to lớn nhất là thủ pháp thu đan kỳ diệu kia nếu để cho những người này lĩnh ngộ được toàn bộ mà nói thì chắc chắn sẽ khiến cho luyện đan thuật trên khắp tinh vực đạt được một lần cải cách to lớn. Dù sao, trong nhận thức của các luyện đan sư từ trước tới nay đều chỉ hiểu rằng, một phần dược liệu chỉ có thể luyện chế một viên linh đan. Nhưng nếu như dùng thủ pháp thu đan đặc thù này, một phần dược liệu lại có thể thu được 2, 3 viên, thậm chí 4, 5 viên linh đan. Điều này sẽ khiến cho chi phí luyện đan giảm đi, mà số lượng linh đan lại tăng lên. Nếu như phổ biến rộng ra, võ giả trong tinh vực sẽ không bao giờ còn sợ không có linh đan sử dụng nữa, không cần biết như thế nào, từ nay về sau, hơn 500 vị luyện đan sư cấp Thánh Vương, trở lên này đều tự nhận mình là đệ tử của Dương Khai, ngay cả tông ngạo cũng không ngoại lệ. Đây tuyệt đối là một lực lượng rung động cả tinh vực. Ai dám cam đoan, trong hơn 500 người này, sau này sẽ không có mấy vị thăng cấp lên luyện đan sư cấp Hư Vương chứ? Dương Khai cũng không kiêu ngạo, ôm quyền đáp lễ nói, "Chư vị khách khí rồi. Dương đại sư, trước đó ngài đã nói một câu khiến đệ tử rất là quan tâm." Trong lòng đệ tử vẫn còn có điều không hiểu, không biết có nên hỏi hay không. Một người mỹ phụ trung niên luyện đan sư cười hì hì nhìn Dương Khai nói, "Vị phu nhân này có gì cứ hỏi, nếu bổn tọa có thể giải đáp, nhất định sẽ không giữ lại." Dương Khai mỉm cười đáp lại, "Nhân phẩm của Dương đại sư, trừ vị nhất định đã tin tưởng. Chỉ có điều, trước đó, khi đại sư ngài cùng Tả Đức đại sư so đấu thuật luyện đan đã từng nói, có một vị luyện đan sư còn giỏi hơn Tả Đức đại sư, thậm chí giỏi hơn ngài, chuyện này không phải là thật chứ lời này vừa nói ra lập tức có người phụ họa đúng 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 ta cũng nghe nói như vậy nhưng chuyện này làm sao có thể chứ thuật luyện đan của dương đại sư đã xuất thần nhập hóa trên đời này làm gì có ai có thể vượt qua ngài chứ dương đại sư lúc đó chỉ thuận miệng nói vậy mà các ngươi cũng tin đây cũng không phải là thuận miệng nói dương khai mỉm cười lắc đầu trên đời này quả thật có một người như vậy trình độ về luyện đan thuật còn lợi hại hơn cả ta sao có thể chứ còn có một người như vậy sao dương đại sư quá khiêm nhường rồi đoàn người phía dưới huyên náo hẳn lên căn bản không tin lời dương khai nói đều cảm thấy dương khai khiêm tốn nên mới nói vậy dù sao bọn họ cơ bản cũng đã hiểu tính tình dương khai thân thiết nhu hòa không tự cao tự đại thật sự không phải là ta khiêm nhường dương khai nghiêm mặt nói lúc này ta không tiện nói rõ có lẽ hiện tại ta so với nàng lợi hại hơn chút xíu nhưng trước kia nàng tuyệt đối là lợi hại hơn ta sau này cũng sẽ lợi hại hơn ta người này là ai Tất cả luyện đan sư khiếp sợ, nhìn vẻ mặt của Dương Khai, mọi người liền hiểu hắn không nói dối, lập tức mọi người rất muốn biết người kia đến cùng là thần thánh phương nào. Theo ta được biết, thuật luyện đan của Tả Đức đại sư là số 1 số 2 trong khắp tinh vực, cho dù có người có thể so sánh với ngài ấy, chắc chắn cũng sẽ không vượt qua ngài ấy, người Dương đại sư nói là. Chư vị không cần đoán, người kia cũng không nổi danh, là một vị sư tỷ của ta, cũng yên lặng vô danh như ta. Dương Khai giải thích. Là sư tỷ của Dương đại sư sao? Khó trách có bản lãnh như vậy, chẳng lẽ Dương đại sư xuất thân từ một tông môn luyện đan? Tỷ đệ hai người đều đã đạt đến cấp hư vương. Dương đại sư, sư môn ngài ở nơi nào, đệ tử có thể đi bái sư không? Vừa nói ra, rất nhiều luyện đan sư đã tha thiết nhìn về phía Dương Khai. Một tông môn có thể bồi dưỡng được hai vị luyện đan sư cấp hư vương, đây tuyệt đối là thánh địa trong lòng tất cả luyện đan sư mà. Nếu như có thể bái nhập tông môn này, thành tựu sau này có thể kém được sao? Hiện tại mọi người chỉ có một ý niệm đầu là hỏi xem sư môn Dương Khai ở đâu, cho dù không thể bái nhập vào trong đó, thì quan sát một chút cũng tốt, biết đâu có thể thu hoạch được gì đó. Dương Khai bật cười khanh khách, các ngươi nói lời này, nếu để cho Ngạ Âu hội trưởng nghe được sẽ không tha cho ta đó. Nếu Ngà Âu biết hơn 500 vị luyện đan sư này đều muốn gia nhập lăng tiêu tông, thì có lẽ sẽ liều mạng với mình cũng nên. Đây chính là lực lượng tinh nhuệ của toàn bộ hàng la thương hội, linh đan mà thương hội sản xuất đều dựa vào những này người này nếu bọn họ đều rời đi việc làm ăn thương hội sẽ phải sụp đổ hơn một nửa ngay chuyện này không cần nhắc lại sau này nếu có cơ hội bổn tọa rất hoan nghênh chư vị tới thăm hôm nay dừng ở đây chư vị mỗi người nên bế quan tự tìm hiểu đi dương khai sợ nếu nói thêm nữa hắn sẽ không thể thoát thân được nghe hắn nói như vậy mọi người cũng không tiếp tục làm khó hắn hiện tại quả thật bọn họ cũng cần bế quan tìm hiểu tiêu hóa lợi ích đạt được trong mấy ngày hôm nay lập tức các luyện đan sự đều lần lượt rời đi quay về nơi bế quan của mình tông ngạo cũng chưa đi mãi đến khi dược sư điện trống rỗng chỉ còn lại mình hắn cùng dương khai lúc này mới mang vẻ mặt kỳ lạ nói ta phải xưng hô ngươi là ân sư hay xưng hô ngươi là dương đại sư tông ngạo đại sư nói như vậy ta làm sao kham nổi chứ dương khai cười khổ không ngừng thôi đi ngươi xưng hô một tiếng đại sư này khiến ta không biết chui đầu vào đâu cả tông ngạo liếc mắt ở trước mặt ngươi ai dám tự xưng đại sư chứ vậy chúng ta vẫn như trước kia đi ai cũng không phải khó xử nữa dương khai vỗ vỗ vai tông ngạo cười rồi sau đó vẻ mặt liền trở nên nghiêm túc thấp giọng hỏi lần này ngươi có thể tấn thăng lên cấp hư vương được không ánh mắt tông ngạo lóe lên kinh ngạc nhìn dương khai nói xem ra không thể lừa gạt được ánh mắt của ngươi mà khi đại đạo đan âm vang lên ngươi là người thứ nhất ngồi xuống vừa rồi khi ta giảng giải luyện đan thuật có vẻ như ngươi cũng rất có thu hoạch rõ ràng là ngươi có tiến bộ mà không sai ta đã lĩnh ngộ được rất nhiều tuy rằng đại đạo đan âm thoang thoảng không rõ nhưng ta đã lắng nghe được rất nhiều bí mật kết hợp với nghe ngươi giảng giải ta đã hiểu ra rất nhiều đạo lý tuy nhiên luyện đan sư tấn cấp không giống như võ giả tấn cấp không phải là tích góp từng tí một đến khi lực lượng đủ rồi là có thể nước chảy thành sông ta còn cần phải bế quan một trận nếu như lúc xuất quan có thể luyện chế được linh đan cấp hư vương thì cũng đại biểu cho việc ta đã là luyện đan sư cấp hư vương ta sẽ đợi tin của ngươi dương khai mỉm cười dương khai cảm ơn ngươi tông ngạo bỗng nhiên nghiêm mặt nói dương khai sửng sốt một chút rồi rất nhanh liền nói đây là cơ duyên của riêng ngươi không cần cảm tạ ta ngươi nên bế quan nhanh đi hy vọng ngày ngươi xuất quan trong tinh vực sẽ nhiều thêm một vị luyện đan sư cấp hư vương hy vọng là vậy tông ngạo gật gật đầu vậy ta đây cáo từ trước dương khai gật gật đầu nhìn theo tông ngạo rời đi chờ đến khi bóng dáng tông ngạo biến mất dương khai liền hơi phóng thần thức ra cảm ứng một chút phát hiện trong hư không khí tức long thiên thương đã sớm đã biến mất dương khai cũng không quan tâm thân hình thoát một cái biến mất chờ đến khi hắn xuất hiện lại đã tới bên ngoài dược sư điện một bóng người quen thuộc đang lo lắng chờ ở phía ngoài khi thấy dương khai bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt không khỏi hoảng sợ tuy nhiên rất nhanh hắn liền bình thường trở lại dù sao thực lực của dương khai rất cao thâm làm được đến trình độ này cũng là chuyện đương nhiên hắn vội vàng ôm quyền chào dương huynh sao ngươi lại ở nơi này dương khai ngạc nhiên nhìn thần đồ ủng hộ kênh qua linh com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé người chờ dương khai bên ngoài dược sư điện không ngờ lại là thần đồ nghe dương khai hỏi thần đồ vội vàng nói là phụ thân sai ta chờ ngươi ở đây ngả âu hội trưởng tỉnh ta có việc gì dương khai hỏi cũng không có gì chỉ là tiểu nương đã tỉnh lại nghe nói là ngươi vì người mà luyện chế đan dược nên muốn đích thân cảm tạ ngươi nếu Dương Huynh có thời gian, mời theo ta đi một chuyến. Thần đồ nghiêm mặt nói. Cũng được. Dương Khai gật gật đầu. Lập tức, hai người sóng vai bước đi. Cốc Bích Hồ tỉnh lại nằm trong dự liệu của Dương Khai. Dù sao, trước đó Ngạ Âu đã cho Cốc Bích Hồ uống một giọt bất tử nguyên dịch, sớm đã chữa trị tốt thương thế trên thân thể nàng. Sở dĩ vẫn một mực hôn mê là do thần hồn bị thương mà thôi. Một viên thái sơ chuyển hồn đan đủ để giải quyết vấn đề khó khăn này. Huống chi, linh đan dương khai luyện chế ra còn là thái sơ chuyển hồn đan sinh ra đan văn dược hiệu so với thái sơ chuyển hồn đan bình thường phải mạnh hơn vài lần có linh đan tẩm bổ thần hồn này nếu cốc bích hồ còn không thức tỉnh lại thì mới là lạ thậm chí nàng có thể mượn viên linh đan kia khiến cho thần hồn được lợi trên đường thần đồ thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn dương khai vẻ mặt khác thường muốn nói gì đó lại thôi dương khai cười nói thần đồ huynh có gì cứ hỏi ta và ngươi cũng không phải người ngoài khóe miệng thần đồ giật một cái, nghiêm nghị nói, ta chỉ muốn biết, ngươi thật sự là một vị luyện đan sư cấp hư vương sao? Linh đan thật sự do ngươi luyện chế ra hả? Thời gian hắn và Dương Khai quen biết nhau cũng không ngắn, tuy rằng không coi là tiếp xúc nhiều, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, trong những năm này không những Dương Khai thành công trên phương diện võ đạo, mà ngay cả đan đạo không ngờ cũng có được thành tựu khiến người khiếp sợ như vậy. So sánh với Dương Khai, cảnh giới tu vi phản hư cảnh của mình quả thực chính là đống cạn bã mà trước kia hắn còn tự cho rằng mình là người có thiên phú xuất chúng nhưng hiện tại thần đồ bị tổn thương trầm trọng ta đúng là luyện đan sư cấp hư vương linh đan cũng là do ta luyện chế dương khai gật đầu thừa nhận thần đồ áo não vỗ đùi nói nói vậy chuyện ngươi và tả đức đại sư so đấu luyện đan thuật cũng là thật sao chuyện này đã truyền ra rồi sao dương khai kinh ngạc hỏi sớm đã nghe dư luận xôn xao khắp thủy thiên thành chỉ sợ không ai không biết không người không hiểu vẻ mặt thần đồ như đưa đám nói Sớm biết như vậy ta đã cùng ngươi tới thủy thiên thành, tự nhiên bỏ lỡ mặt trận tỉ thí đặc sắc. Bổn thiếu đã sớm không vừa mắt với tên tả đức kia, nhìn hắn bị hại nhất định là chuyện rất vui. Dương Khai mỉm cười, không nói gì. Nhưng Dương Huynh này, ngươi biết tiểu nương của ta sao? Chưa từng thấy qua. Có gì không? Nếu chưa từng thấy qua, vì sao ngươi lại tình nguyện dùng 2 năm tự do của bản thân so đấu thuật luyện đan với tả đức chứ? Khi tiểu nương biết chuyện này, còn trách mắng phụ thân sao không ngăn cản ngươi? Dương Khai cười nói, bởi vì ta biết mình sẽ không thua, tiền đánh cuộc lớn hơn nữa thì đã sao? Thần Đồ nghe vậy, không khỏi giơ ngón tay cái về phía Dương Khai nói, dù sao đi nữa, ấn tượng của tiểu nương đối với ngươi đặc biệt tốt, đợi khi gặp mặt ngươi sẽ biết. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã tới trước một tòa trang viên. Nơi này vẫn thuộc về Thủy Thiên Thành, chỉ có điều khung cảnh hết sức hài hòa yên tĩnh. Nghĩ đến đây chính là nơi Cốc Bích Hồ trị thương, ắt sẽ có rất nhiều trận pháp cấm chế, Dương Khai liền quét thần niệm dò xét khi thấy được những cấm chế vô cùng mạnh mẽ hắn cũng phải thầm kinh hãi bước vào trong trang viên mặt chỉ thấy cầu nhỏ nước chảy khóm trúc đung đưa khiến người ta không khỏi cảm thấy thật thư thái thần đồ dẫn dương khai đi thẳng vào bên trong không có bất kỳ ai dám ngăn cản không bao lâu đã đi tới nơi sâu nhất của trang viên tại đây có một mảnh tử trúc lâm bên trong rừng trúc có một căn nhà trúc nhìn qua rất đơn sơ dương khai cảm thấy trong phòng trúc kia có khí thức của ba người một người là ngả âu hội trưởng một người là tuyết nguyệt, còn có khí tức của một người xa lạ, chắc hẳn chính là cốc bích hồ. Thần đồ đứng ngoài phòng trúc, cao giọng nói, phụ thân đại nhân, con đã dẫn dương huynh tới. Mau mời vào. Phòng trong truyền ra tiếng của ngạ Âu. Thần đồ nhìn Dương Khai cười, Dương Huynh, xin mời. Dương Khai khẽ gật đầu, bước thẳng vào. Vào đến phòng trúc, Dương Khai lập tức cảm thấy có ba cặp mắt đang nhìn về phía mình. Hắn chưa kịp quan sát khắp phòng, Ngả Âu hội trưởng đã cười ha hả bước tới, vỗ vỗ mạnh bả vai Dương Khai nói: "Dương huynh đệ, lần này ngả mỗ phải cảm ơn ngươi rất nhiều, nếu không có ngươi, phu nhân ta cũng không thể nào thuận lợi tỉnh lại như vậy." Lão dùng sức rất mạnh vỗ bả vai Dương Khai, mặc dù không vận dụng thánh nguyên, nhưng khi bàn tay thô to này vỗ xuống cũng khiến cho bả vai Dương Khai chuyển ra tiếng răng rắc. Tuyết Nguyệt đứng bên cạnh vẻ mặt trông rất khác thường. Khóe miệng Dương Khai giật một cái, ôm quyền nói: ngả âu hội trưởng khách khí rồi ta và thuyết nguyệt cũng coi như là bằng hữu chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến đối với ngươi mà nói là chuyện nhỏ nhưng đối với ta và phu nhân mà nói lại là ân cứu mạng ân đức này ngả mỗ suốt đời khó quên ngả âu trịnh trọng nói dương khai mỉm cười cũng không nói gì nữa mà chỉ đưa ánh mắt về phía bên kia từ lúc hắn đi vào trong nhà này đã có một đôi mắt sáng người không ngừng quan sát hắn mang một loại mùi vị dò xét mà chủ nhân của ánh mắt đó hiển nhiên chính là cốc bích hồ khi Dương Khai nhìn tới, Cốc Bích Hồ liền nhoẻn miệng cười với Dương Khai. Nàng thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, khoảng 2, ba chục tuổi, có tu vi phản hư cảnh đỉnh phong, có lẽ là do vừa mới vừa thức tỉnh, cho nên sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt. Nhưng điều đó lại càng tăng thêm vẻ xinh đẹp đặc trưng của nàng. Quả nhiên là một nữ tử quốc sắc thiên hương, Dương Khai thầm hiểu, nếu nàng không xinh đẹp ngạ ấu cũng sẽ không coi trọng như vậy. Ngươi chính là Dương đại sư sao? Quả nhiên là rồng trong loài người, tướng mạo phi phàm cốc bích hồ khẽ hé đôi môi đỏ mọng nói thanh âm rất nhẹ cũng rất dễ nghe sắc mặt dương khai khẽ biến đổi theo bản năng hắn cảm thấy cốc bích hồ khen ngợi mình như vậy có chút không đúng lắm bởi vì nàng mới chỉ là một võ giả phản hư cảnh mà hắn đã là hư vương lưỡng tầng cảnh nàng dùng giọng điệu trưởng bối nói chuyện với hắn về tình về lý đều có chút thất lễ tuy nhiên dương khai cũng không nghĩ nhiều liền ôm quyền nói bái kiến cốc phu nhân cốc bích hồ nhẹ ho khan vài tiếng mỉm cười nói dương đại sư khách khí rồi cái mạng này của ta là do ngươi cứu về, vốn ta phải đi tới cửa bái phỏng, đích thân nói lời cảm tạ ngươi, chỉ có điều hiện tại quả thật không tiện đi lại, chỉ đành phải sai thần đồ mời ngươi qua đây, Dương đại sư không trách ta chứ? Không dám, Cốc phu nhân là trưởng bối của Tuyết Nguyệt, ta và Tuyết Nguyệt là bằng hữu, đương nhiên là nên do ta đến thăm mới phải. Cốc Bích Hồ khẽ gật đầu, dáng vẻ rất là hài lòng đối với Dương Khai. Điều này khiến cho Ngạ Âu ở bên cạnh nhìn thấy mà đầu óc mơ hồ không hiểu gì hắn vội vàng nói, ta và phu nhân vừa nãy còn đang bàn xem, không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào, chỉ có điều trong lúc nhất thời quả thực không nghĩ ra được gì tốt. Ngươi cần gì cứ nói, chỉ cần ngả mỗ có thể làm được nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Dương Khai nghe vậy hai mắt sáng ngời, không khỏi ngẩng đầu liếc nhìn Tuyết Nguyệt, cảm nhận được ánh mắt của hắn, Tuyết Nguyệt vội vàng đưa mắt ra chỗ khác, giả bộ trấn định. Cốc Bích Hồ ở một bên nhìn mặt đoán lòng, chợt cười khẽ một tiếng, dịu dàng nói, bỗng nhiên ta có chú ý này. Hả? phu nhân nghĩ gì không ngại nói ra nghe xem ngả âu mừng rỡ vội vàng nhìn nàng nói cốc bích hồ mỉm cười cũng không lên tiếng mà vẫy tuyết nguyệt và dương khai lại hai người liếc nhau không biết cốc bích hồ muốn làm gì đều đi tới bên giường của nàng cốc bích hồ đưa ra hai tay một tay cầm tay tuyết nguyệt một tay cầm tay dương khai sau đó đưa tay hai người lại với nhau nhìn dương khai hít mắt cười rồi nói dương đại sư cảm thấy phần tạ lễ này có hài lòng không dương khai ngẩn ra tuy nhiên rất nhanh hắn liền nở nụ cười thở dài nói cốc phu nhân quả thật là mắt sáng như đuốc phần tạ lễ này dương mỗ rất hài lòng tuyết nguyệt cũng sửng sốt một hồi đợi đến khi hiểu rõ ý tứ của cốc bích hồ khuôn mặt đang tươi cười liền trở nên đỏ bừng hờn rỗi dậm chân nói tiểu nương ngả âu trợn tròn mắt đứng bên cạnh nhìn một lúc đột nhiên cảm có gì đó không đúng liền kinh ngạc nói phu nhân đây là sao lão vẫn không rõ sao cốc bích hồ liếc ngả âu một cái Ung um Dung nói, Dương đại sư chỉ sợ đã sớm biết bí mật của Tuyết Nguyệt, hai người bọn họ có lẽ đã tâm đầu ý hợp từ lâu rồi. Cái gì? Ngạ Âu cả kinh biến sắc, lập tức thái độ thân thiết nhu hòa trước đó liền biến mất, thay vào đó là ánh mắt tràn đầy địch ý nhìn Dương Khai. Dương Khai làm như không thấy địch ý của lão, mỉm cười nói, "Cốc phu nhân nói không sai, đúng là từ rất lâu trước đó ta đã biết Tuyết Nguyệt là nữ tử, tuy nhiên, Cốc phu nhân làm sao phát hiện ra điểm này? Ta không lộ ra sơ hở gì rõ ràng." tin rằng Tuyết Nguyệt cũng sẽ không nói chuyện này với ngươi. Cốc Bích Hồ khẽ cười, nói, rất đơn giản, ta và ngươi không hề quen biết, dựa vào cái gì, mà ngươi phải vì ta đánh bạc 2.000 năm tự do của bản thân với tà đức, đại sư chứ. Nếu ta không có năng lực khiến ngươi phải làm như vậy, phu quân cũng không có, vậy chỉ có một cách giải thích đó chính là Tuyết Nguyệt. Một nam nhân chỉ có vì nữ nhân của mình mới có thể bất chấp mọi thứ. Dương Khai chất sáng tỏ, nói như vậy, sau khi cốc phu nhân tỉnh lại đã đoán được điều này sao? ừm cũng chỉ là suy đoán không dám khẳng định cho nên mới phải gọi ngươi qua đây một chuyến thông qua vừa rồi quan sát ta đã khẳng định cốc phu nhân quả nhiên là vô cùng thông minh dương khai thở dài nói có thể thông qua một chút tin tức như vậy đã suy đoán ra hắn và tuyết nguyệt có tình ý với nhau điều này cũng không phải là chuyện một nữ tử bình thường có thể làm được xem ra cốc bích hồ này không chỉ có sắc đẹp mà thôi tuyết nguyệt đây là thật sao gương mặt ngạo âu trở nên già nua lạnh lùng đến mức gần như có thể cạo ra được một lớp băng lên tiếng hỏi tuyết nguyệt cắn môi khẽ gật gật đầu ngươi ngươi thật là tức chết ta vẻ mặt ngả âu tiếc hận như thể rèn sắt không thành thép thốt lên lão đã xác định bồi dưỡng tuyết nguyệt trở thành người nối nghiệp của hàng la thương hội nhưng không ngờ tuyết nguyệt lại đem lòng yêu mến người khác nghĩ tới rất nhiều lần lão xưng huynh gọi đệ với dương khai ngả âu liền hận không tìm được cái lỗ nào để chui xuống chẳng trách vẻ mặt tiểu tử này lúc đó kỳ lạ như vậy thì ra là do nguyên nhân này Nghĩ tới đây, Ngạ Âu đột nhiên cảm thấy lão đã ăn phải thua thiệt lớn. Tuyết Nguyệt đã không còn nhỏ, từ nhỏ ngươi đã xem nó như một nam nhân để bồi dưỡng, chẳng lẽ muốn nó cả đời phải giả trang thành nam nhân sao? Cốc Bích Hồ nhìn Ngạ Âu, nghiêm túc nói, bất kỳ một nữ nhân nào đều có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình, dương đại sư bất kể là tướng mạo, nhân phẩm hay tu vi đều là lựa chọn tốt nhất, đủ để xứng với Tuyết Nguyệt, khó có được chính là hai người bọn chúng đều có tình cảm với nhau, chuyện này ngươi cũng đừng nên quản nữa ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé không được ngả Âu xa sầm mặt bác bỏ thẳng thừng những chuyện khác đều dễ thương lượng nhưng chuyện này ta không đồng ý sắc mặt của tuyết nguyệt ảm đạm phu quân ngươi cũng nên suy nghĩ cho tuyết nguyệt một chút tiêu chuẩn của nó cao như vậy trên đời này người có thể khiến nó để mắt tới có mấy ai chứ chẳng lẽ ngươi nguyện ý thấy cả đời sau này của nó sống trong cô đơn sao cốc bích hồ mềm mỏng khuyên giải trong lòng của võ giả võ đạo là tối cao đợi khi võ đạo đại thành rồi nghĩ đến tình yêu nam nữ cũng không muộn sắc mặt ngả âu vẫn âm trầm như cũ không chút nhượng bộ cốc bích hồ chợt cười tươi như hoa nói xem ra bổn phu nhân nói chuyện mềm mỏng với ngươi không được rồi nghe vậy ngả âu biến sắc kinh hãi nói ấy phu nhân ngươi định làm gì không có gì cốc bích hồ cười lạnh ngả âu hội trưởng một đời kiêu hùng quyền cao chức trọng một tay nắm thương hội trong lòng võ đạo là tối cao, sợ là địa vị của một nữ nhân nhỏ bé như ta trong lòng ngươi không có chút nào hiện tại, ngươi cách võ đạo đại thành cũng còn một khoảng xa, nếu ngươi nói đợi cho võ đạo đại thành mới nghĩ tới tình yêu nam nữ cũng không muộn, vậy tiểu nữ tử ta chỉ có thể xa rời ngươi mà đi, không làm chế nải sự nghiệp võ đạo to lớn của ngươi nữa. Nói rồi, Cốc Bích Hồ rưng rưng trực khóc, dáng vẻ như tâm ý nguội lạnh sắp phải đi xa vậy, lại phối hợp vẻ nhợt nhạt yếu ớt vừa khỏi bệnh của nàng, quả thực trông rất thương cảm quả nhiên ngả Âu liền cuống lên, vội vàng bước tới, đẩy Dương Khai và Tuyết Nguyệt ra, nắm tay Cốc Bích Hồ lo lắng nói, "Phu nhân, ta không có ý này, ta chỉ đang giáo huấn Tuyết Nguyệt mà thôi, ta cũng không có nói." "Ý của ngươi ta hiểu." Cốc Bích Hồ đưa tay dụi dụi khóe mắt đang ngượng nước nói, "Hội trưởng đại nhân hãy yên tâm, tiểu nữ tử chỉ nghỉ ngơi mấy ngày, đợi khi có thể xuống giường được sẽ đi ngay, nhất định sẽ không làm chế nải sự nghiệp võ đạo vĩ đại của ngươi." Đợi khi ngươi đứng ở đỉnh cao võ đạo, tiểu nữ tử sẽ trở lại bầu bạn với ngươi, vĩnh viễn ở bên cạnh. Nàng khẽ cắn môi mỏng, nghiêng đầu, dường như vô cùng đau xót, vừa nói nước mắt vừa rơi lã trã. Phu nhân, ngả Âu hoàn toàn bối rối, không biết nên nói gì cho phải, trong lòng quính lên như mèo bị dẫm phải đuôi, chỉ hận không thể quỳ xuống dập đầu nhận sai với cốc bích hồ, nhưng vừa nghĩ tới Dương Khai và Tuyết Nguyệt vẫn còn ở bên cạnh xem trò vui, sao có thể đeo mò lên mặt như vậy chứ? Lão lập tức quay đầu lại, trợn mắt nhìn về phía Dương Khai và Tuyết Nguyệt, ách, phụ thân đại nhân, nữ nhi cáo từ trước. Tuyết Nguyệt hiểu ý, biết rằng mình không thích hợp ở lại nữa, vội vàng kéo Dương Khai bỏ chạy. Dương Khai cũng vội vã ôm quyền, theo sát Tuyết Nguyệt rời đi. Trước khi đi, Dương Khai chợt phát hiện Cốc Bích Hồ đang nhìn hắn nháy mắt ra hiệu, kiểu như đã có ta rồi, không cần phải lo lắng vậy. Dương Khai tuét miệng mỉm, biết rằng ngạ Âu nhìn như thô kịch, nhưng cũng là một người trọng tình nghĩa, nếu không lão không thể coi trọng Cốc Bích Hồ như vậy. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, nếu một ngày nào đó tôi nhan hay hạ ngưng thường rồi phiến khinh la cũng dở chiêu này ra chỉ sợ hắn cũng không chịu nổi yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu đó là chân lý mãi mãi không thay đổi đi ra khỏi phòng trúc thần đồ sớm đã không thấy bóng dáng không biết đã đi đâu cấm chế trong nháy mắt đã ngăn cách trúc phòng với bên ngoài cũng không nghe được bất kỳ thanh âm gì nữa thậm chí dương khai lặng lẽ thả thần niệm ra thử cảm ứng một phen nhưng cũng không thể xâm nhập vào bên trong hắn đành phải dừng phóng thần niệm cốc phu nhân dương khai nghĩ nghĩ không biết nên dùng lời gì để đánh giá nàng cho thích hợp dù sao hiện tại cốc bích hồ cũng xem như là trưởng bối của hắn đánh giá như thế nào cũng không thích hợp lắm chỉ có thể nói tiếp dường như rất yêu quý muội đúng vậy tiểu nương đối với chúng ta đều rất tốt hơn nữa tiểu nương là người thân thiết nhu hòa cho nên chúng ta đều rất tôn kính người tuyết nguyệt hé miệng cười cũng chỉ có tiểu nương mới có thể áp chế được phụ thân huynh đừng thấy phụ thân ở trước mặt tiểu nương dễ bảo như vậy mà lầm ở trước mặt người khác Thái độ của phụ thân hoàn toàn khác hẳn, huynh có thể tưởng tượng được. Dương Khai gật gật đầu, dù sao cũng là trưởng của một hội, không có chút uy nghiêm sao được. Bỗng nhiên Tuyết Nguyệt lén chọc Dương Khai một cái, nói thẳng, "Huynh chuẩn bị khi nào cưới ta?" Hử? Dương Khai ngạc nhiên nhìn Tuyết Nguyệt, tựa như cười mà không cười nói, "Muội chắc chắn cốc phu nhân có thể thuyết phục được ngạ Âu hội trưởng sao?" Tiểu nương đích thân ra tay, "Phụ thân sao có thể không thỏa hiệp chứ? Hơn nữa, cho dù không có tiểu nương ra mặt, với thân phận và tu vi của huynh, phụ thân cũng sẽ không lo nghĩ nhiều, cho nên chuyện này không có khả năng thứ hai. Vậy là muội không nhịn được muốn gả cho ta ngay rồi sao? Dương Khai đe dọa nhìn vào mắt Tuyết Nguyệt. Sắc mặt Tuyết Nguyệt ửng đỏ, rậm chân nói, thì đã sao? Huynh xuất sắc như vậy, ta không chủ động một chút, sau này làm sao có được vị trí trong lòng ngươi chứ? Dương Khai ngạc nhiên, không nói được gì. Tuyết Nguyệt hừ lạnh một tiếng, rồi tiến lên chọc một ngón tay lên vị trí trái tim Dương Khai. Nghiến răng nghiến lợi nói, "Nói đi, ngoại trừ yêu nữ phiến khinh la ta gặp ở Đế Uyển lúc trước, huynh còn có bao nhiêu nữ nhân nữa? Tên là gì?" Tuyết Nguyệt vừa nói vừa phát ra thánh nguyên chọc vào tim Dương Khai, liên tục mười mấy chỉ đâm vào, khiến Dương Khai không nhịn được khẽ ho khan vài tiếng, có chút chột dạ nói, "Cũng không có nhiều. Không có nhiều là bao nhiêu?" Tuyết Nguyệt híp mắt hỏi. Dương Khai giơ lên hai ngón tay, "Là những ai? Có xứng với huynh không?" "Là hai vị sư tỷ của huynh." Dương Khai cười khan, đẹp đôi quá ha. Tuyết Nguyệt kinh ngạc, ngay sau đó lại hơi ảo não nói, vậy thì làm vợ cả không có hy vọng rồi, vợ hai vợ ba cũng không có phần của ta, chẳng lẽ chỉ có thể làm vợ tư. Nàng lập tức có chút không vui, nghiến răng nói, sau này còn có ai không? Sau này không có ai nữa. Dương Khai nghiêm mặt nói. Tuyết Nguyệt cười ha ha, ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười nói, huynh tưởng nói như vậy là xong sao? Cẩn thận nếu sau này bị ta tóm được đuôi, đến lúc đó ta sẽ mách ba vị tỷ tỷ xem huynh có thể nuốt trôi được không? Thật sự không có sau này mà. Dương Khai tỏ ra hết sức thành khẩn, chỉ thiếu mỗi thề thốt nữa mà thôi. Hắn nhìn thẳng vào trong đôi mắt trong suốt của Tuyết Nguyệt, nắm bàn tay mềm mại của nàng dịu dàng mà chân thành nói, có các nàng như vậy là đủ rồi. Sắc mặt Tuyết Nguyệt hơi đỏ lên, trong lòng tràn ngập ngọt ngào, cúi đầu xuống trách mắng, bực mình. Giải quyết xong, Dương Khai không nhịn được lau mồ hôi lạnh trên trán. Khi hai người đang nói chuyện, cửa trúc phòng bỗng nhiên mở ra, thân hình đồ sộ của ngả Âu hội trưởng từ bên trong hiện ra. Tuyết Nguyệt lập tức giống như chuột thấy mèo vậy, vội vàng rút tay ra khỏi bàn tay Dương Khai, lui về phía sau hai bước. Ánh mắt ngả Âu sáng quắc, nhìn thẳng về phía hai người, hiển nhiên là đã phát hiện ra, tuy nhiên lão cũng không nói gì, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Gương mặt già nua, bình tĩnh đưa tay chỉ thẳng mặt Dương Khai, không khách khí chút nào nói, "Tiểu tử, theo bổn tọa đến đây." Nói xong lão liền bước thẳng về một hướng, từ Dương huynh đệ đến Dương đại sư rồi đến tiểu tử có thể thấy được ấn tượng trong lòng ngạ âu hội trưởng đối với dương khai biến hóa như thế nào dương khai mỉm cười quay đầu nói với tuyết nguyệt ta cùng tiền bối hàn huyên một chút muội trở về đi ta sẽ tìm muội sau tuyết nguyệt mở miệng định đòi đi theo nhưng nàng cũng hiểu lúc này quả thực không tiện quấy dày hai người đàn ông này nói chuyện với nhau chỉ có thể nói huynh cẩn thận một chút nếu phụ thân có làm khó gì huynh có thể nhịn được thì nhịn khi nào gặp lại muội sẽ bồi thường nói rồi nàng lập tức đỏ mặt chạy mất dương khai lập tức lộ ra vẻ mơ màng tiểu tử sao còn chưa cút lại đây ngả âu đứng cách đó không xa bất mãn thúc giục tới liền tới liền dương khai biết lão ăn phải quả đắng trong tay cốc bích hồ lúc này đang khó chịu trong lòng nên không chút phật lòng nói chạy chậm đến trước mặt ngả âu dương khai mỉm cười ôm quyền nói dương khai bái kiến nhạc phụ đại nhân tương lai tiểu tử ngươi gọi ta là gì ngả âu lập tức như mèo bị dẫm phải đuôi nhảy dựng lên ha ha dương khai cười khan ăn có thể ăn lung tung nhưng nói không thể nói bậy được tiểu tử ta cho người biết muốn kết hôn với thuyết nguyện chuyện này không có thương lượng gì hết ngả âu phẫn nộ nhìn dương khai trông hết sức khó chịu thật sự không thương lượng được sao dương khai ngạc nhiên hỏi chắc chắn là không ngả âu gườm gườm trầm giọng nói tựa như thiên lôi có đánh xuống cũng không bao giờ nhượng bộ vậy vậy sao dương khai trầm ngâm một chút rồi nói, vậy dường như vãn bối và tiền bối không còn gì để nói nữa, thôi bỏ đi vậy, ngày mai ta sẽ rời khỏi Thủy Thiên thành. Hử? Lần này đến phiên ngã âu giật mình, lão hoàn toàn không ngờ Dương Khai lại dễ nói chuyện như vậy, vốn tưởng rằng tiểu tử này sẽ mặt dày này nỉ lão, làm sao lại rút lui nhanh như vậy chứ? Lão cảm thấy hết sức mừng rỡ, nếu là như vậy, lão cũng có lý do để nói với Cốc Bích Hồ, dù sao cũng không phải lão buộc hắn rời đi, mà là chính hắn chủ động muốn ly khai, không liên quan gì đến lão đang định lên tiếng nói cái gì đó, lão chợt nghe Dương Khai thở dài, nặng nề nói, "Ai, nhưng nếu ta rời khỏi đây, chỉ sợ hơn 500 vị luyện đan sư của dược sư điện kia cũng muốn cùng đi theo ta quá." "Ngươi nói vậy là ý gì?" Ngạ Âu lập tức khẩn trương. "Ha ha, quên nói cho Ngạ Âu hội trưởng biết, sau khi ngài rời khỏi ta đã khai đàn giảng đan mấy ngày, hiện tại cũng coi như là một nửa ân sư của những luyện đan sư kia. Bọn họ vốn định đi theo bên cạnh ta để học tập thuật luyện đan, nhưng ta nghĩ lại, chúng ta đều là người một nhà cả." Ở bên cạnh ta cùng ở lại dược sư điện cũng không khác gì nhau, cho nên cũng không đồng ý, có điều, nếu hiện tại ta cùng Tuyết Nguyệt không nên duyên phận, vậy chỉ sợ khi ta rời đi, bọn họ cũng sẽ đi theo. Nửa ân sư sao? Ngạ Âu cả kinh biến sắc, ngay sau đó giận dữ nói, "Tiểu tử, ngươi đang uy hiếp ta sao?" Lão biết, Dương Khai tuyệt đối không phải đang nói đùa, luyện đan sư đều rất tôn trọng ân sư, nhìn Chiêm Nguyên đi theo tài đức rời khỏi là có thể biết được điểm này. Dương Khai hôm nay đã là nửa ân sư của hơn 500 vị luyện đan sư kia, có ơn truyền đạo, chỉ cần hắn nói một câu, chắc chắn dược sư điện sẽ không còn một bóng người để lại cho lão. Đây chính là lực lượng tinh nhuệ của toàn bộ Hằng La Thương hội đó. Ngạ Âu trong lòng rét run, ý thức được lão có chút đánh giá thấp khả năng của Dương Khai. Không dám, không dám. Dương Khai cười híp mắt nhìn Ngạ Âu. Ngươi giỏi lắm. Ngạ Âu nghiến răng lạnh lùng nói. Dương Khai không quan tâm đến thái độ của lão, chợt lấy ra từ nhẫn không gian của mình một khối thạch bài, than thở nói, vãn bối vốn còn chuẩn bị tặng vật này cho tiền bối, đáng tiếc mà. Thôi, đã vậy cũng tiết kiệm được, khỏi phải cho đi. Đây là cái gì? Ngạ Âu tò mò hỏi. Một bộ công pháp. Dương Khai mỉm cười. ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vốn Ngạ Âu rất tò mò với đồ vật mà Dương Khai lấy ra. Dù sao Dương Khai có thực lực siêu phàm, thân phận không thấp, nên đồ vật lấy ra tất nhiên cũng không tầm thường. Nhưng khi nghe nói đó là một bộ công pháp, Ngả Âu lập tức không có hứng thú, bĩu môi nói, ta tưởng là cái gì, hóa ra chỉ là một bộ công pháp. Hằng La Thương hội của ta mặc dù lấy việc làm ăn là chính, nhưng cũng rất xem trọng võ đạo, công pháp gì đó. Tiểu tử ngươi cứ giữ lại đi, thương hội không thiếu những thứ này. Dương Khai mỉm cười, hết sức bình tĩnh nhấn mạnh ra từng từ, công pháp này tên là Luyện Tinh Quyết, Vừa dứt lời, ánh mắt của ngả Âu đã bắn ra tia sáng ngập trời. Ngay sau đó với khí thế xét đánh không kịp bưng tai, lão liền chộp lấy thạch bài trên tay Dương Khai, trợn trừng mắt quan sát hết sức cẩn thận. Trên thạch bài khắc ba văn tự thượng cổ, nhìn qua vô cùng thần bí, cùng văn tự hiện nay hoàn toàn khác nhau. Nhưng cẩn thận quan sát lại phát hiện, ba văn tự này cũng ba chữ luyện tinh quyết theo văn tự hiện tại, có vẻ hơi giống nhau. Hai tay ngả Âu không khỏi run rẩy. Tiền bối, ngài làm như vậy, có phải có chút không hợp với thân phận hay không?" Dương Khai ở bên cạnh chế nhạo nói. Ngậm miệng ngươi lại." Ngả Âu nổi giận quát một tiếng, cũng không có chút ý tứ phòng bị Dương Khai gì cả, trực tiếp truyền thần niệm vào bên trong thạch bài cảm nhận. Thạch bài này là do Dương Khai lấy được từ chỗ sâu nhất trong Đế Uyển, dựa vào luyện tinh quyết hắn mới có thể giúp cho Hạ Ngưng thường luyện hóa được căn nguyên của Thông Huyền Đại Lục. Tuy bản thân hắn không sử dụng thứ này để luyện hóa căn nguyên u ám tinh, nhưng đây tuyệt đối là pháp môn luyện hóa căn nguyên tinh tú mạnh nhất về sau, luyện hóa căn nguyên của huyền không đại lục cũng đã chứng minh điều này. Hiện tại, ngã Âu có tu vi hư vương lưỡng tầng cảnh đỉnh phong, nếu có thể chiếm được luyện tinh quyết, luyện hóa được căn nguyên một hành tinh tu luyện, chẳng những có thể khiến cho tương lai vô cùng rạng rỡ, mà tấn cấp lên hư vương tam tầng cảnh cũng là chuyện nắm chắc trong tầm tay. Cho nên lão mới thất thố như vậy. Lần trước lão sai tuyết nguyệt dẫn theo một nhóm lớn cao thủ đi đế uyển, chính là vì luyện tinh quyết, chỉ tiếc cuối cùng lại rơi vào tay dương khai. Sau khi Tuyết Nguyệt trở về cũng không nói rõ tình huống, cho nên Ngạ Âu cũng không biết luyện tinh quyết lại ở trong tay Dương Khai. Hiện tại đột nhiên thấy được, hiển nhiên là mừng như điên. Dương Khai mỉm cười, đứng đợi ở bên cạnh. Theo thời gian trôi qua, vẻ mặt của Ngạ Âu cũng liên tục biến đổi, kích động, khẩn trương, mong đợi, phấn chấn đủ loại sắc thái khác nhau. Thật lâu sau, bỗng nhiên lão liền cất tiếng cười to, tiếng cười vô cùng vui sướng. Tiền bối có thu hoạch gì sao? Dương Khai cười híp mắt hỏi. Ngạ Âu quay đầu nhìn về phía hắn, sắc mặt rốt cuộc cũng hòa hoãn rất nhiều, gật đầu nói, "Tiểu tử, ngươi rất không tồi, biết cách làm cho người khác vừa lòng. Hơn nữa, khó có được chính là võ lực và thân phận của ngươi không kém bổn tọa chút nào, lại còn biết kính lão, điểm này bổn tọa rất hài lòng. Tiền bối hài lòng là tốt rồi, vật này ta nhận, chuyện của ngươi cùng Tuyết Nguyệt, ta sẽ cẩn thận suy tính." Dương Khai mỉm cười, cũng không có thúc ép. Ngạ Âu có thể nói như vậy đại biểu cho việc lão đã đồng ý. Chỉ có điều lão muốn giữ chút thể diện mà thôi. Đến đây, đi theo ta một chút, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Ngã Âu thay đổi hẳn thái độ hung hăng vênh váo, mà trở nên hiền hòa hơn rất nhiều. Dương Khai gật đầu nói, trưởng bối đã có lệnh, vãn bối không dám từ. Ngã Âu vô cùng hài lòng đối với hắn, vừa chắp hai tay sau lưng đi về phía trước, vừa lên tiếng hỏi, bổn tọa muốn biết, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi. Điều này, ta cũng không rõ lắm. Dương Khai ngượng ngùng cười. Từ sau khi Ly Khai Thông Huyền Đại Lục tiến vào tinh vực, hắn luôn lưu lạc ở bên ngoài, nào còn thời gian tính toán số tuổi của mình chứ? Khoảng 50, 60 tuổi gì đó. Khoảng 50, 60 tuổi sao? Ngả Âu hơi biến sắc mặt, người chắc chắn tuổi của ngươi chỉ có tầm đó. 50, 60 tuổi, đối với một phàm nhân mà nói đã sắp đi vào cuối đời rồi, nhưng đối với võ giả mà nói, 50, 60 tuổi chỉ mới là thanh niên mà thôi. Những võ giả cấp Thánh Vương đa số đều ở độ tuổi này thậm chí ngay cả một số võ giả siêu phẩm cảnh, thần du cảnh, do tư chất kém nên cũng đều nằm trong độ tuổi này. Còn Dương Khai thì đã là hư vương lưỡng tầng cảnh. Hư vương cảnh trong khắp tinh vực, có ai không phải là những lão quái vật đã sống hơn mấy trăm ngàn năm chứ? Không có thời gian tích lũy theo năm tháng, hoàn toàn không có khả năng tấn cấp đến trình độ hư vương cảnh. Cho nên khi biết Dương Khai mới chỉ có 50, 60 tuổi, ngà âu suýt nữa giật nảy mình. Cho ta quan sát vòng tuổi trong xương của ngươi một chút, ngươi không ngại chứ? Ngả Âu nghi hoặc nhìn Dương Khai nói, hiển nhiên là không ngại. Dương Khai mỉm cười, chủ động đưa một tay ra. Ngả Âu đưa tay đặt lên cổ tay của hắn rồi truyền thần niệm vào trong giỏ sét, một lúc sau lão mới khiếp sợ buông ra. Trong lúc giỏ sét, lão đã phát hiện Dương Khai đúng là chỉ có mấy chục tuổi mà thôi, hắn cũng không nói dối. Dù sao hình dáng bên ngoài của võ giả tuy rằng bởi vì thực lực tăng lên mà sẽ không biến đổi quá lớn, nhưng còn tuổi xương thì lại phản ánh rất chính xác độ tuổi của võ giả. Hắn tu luyện như thế nào chứ? Ngả Âu đột nhiên cảm giác được, lão sống nhiều năm như vậy thật là uổng phí. Hơn nữa, lão càng thêm khiếp sợ chính là, trong lúc lão dò xét tuổi xương của Dương Khai, chợt phát hiện khí huyết lực trong cơ thể hắn rồi rào đến mức khiến người ta phải sợ hãi. Lão chợt hiểu ra, điều này chắc hẳn là do Dương Khai luyện hóa bất lão thần thụ mà có được. Ngả Âu hội trưởng thực sự nghĩ rằng vì Dương Khai luyện hóa được bất lão thần thụ, cho nên mới có thể tấn cấp đến hư vương lưỡng tầng cảnh trong thời gian ngắn như vậy lão hít sâu một hơi thành khẩn nói với tư chất của ngươi trong tinh vực này không có nữ tử nào có thể xứng với ngươi tuyết nguyệt được ngươi để mắt tới chính là phúc đức của nó nó đi theo ngươi bổn tọa cũng thấy yên lòng rốt cục lão cũng thừa nhận quan hệ giữa dương khai và tuyết nguyệt dù sao một nhân vật như dương khai ngàn đời khó gặp thừa xứng đôi với tuyết nguyệt nhưng bổn tọa cũng cần phải nhắc nhở ngươi một chút bỗng nhiên ngả âu như nhớ ra điều gì đó lên tiếng nói mời tiền bối nói Ngươi có biết thể chất của tuyết nguyệt là gì không? Ngà Âu hỏi. Long tủy phượng thể. Dương Khai mỉm cười, nếu không có thể chất đặc thù này, chỉ sợ tuyết nguyệt cũng không thể qua mặt khắp cả tinh vực, luôn giả trang làm nam nhân mà không bị ai phát hiện ra. Không sai, nếu ngươi đã biết là long tủy phượng thể, vậy tất nhiên cũng biết tác dụng lớn nhất của loại thể chất này chứ. Vẻ mặt Dương Khai trở nên kỳ quặc, gật gật đầu. Ngả Âu ho nhẹ một tiếng, hơi lúng túng nói, làm trưởng bối, Ta nói những điều này thật sự không thích hợp lắm, nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi, nếu như muốn tốt cho mình, tốt cho Tuyết Nguyệt thì không cần quá sớm. Ừm, ngươi biết rồi đó, chờ đến khi võ đạo của Tuyết Nguyệt đại thành rồi cũng không muộn, tin rằng với tâm tính của ngươi, ắt sẽ có đủ kiên nhẫn. Vãn bối hiểu được. Dương Khai không ngừng lau mồ hôi trên trán, cùng cha vợ tương lai nói về cái đề tài này, thật sự là ngại ngùng mà. Ha ha, ngươi hiểu rồi thì tốt. Ngả Âu thân thiết vỗ vỗ vai Dương Khai có chút thổn thức nói, ngươi cũng đừng trách bổn tọa không thông tình đạt lý, đợi đến một ngày nào đó ngươi làm cha rồi, sẽ hiểu tất cả những điều ta làm rốt cuộc là vì cái gì. Dương Khai trịnh trọng nói, tiền bối lo lắng cho ái nữ, vãn bối có thể cảm nhận được. Tốt, ngả Âu gật gật đầu, "Ừm, ta định mời ngươi làm cung phụng cho Hằng La thương hội, ngươi có bằng lòng không?" "Không sao, tiền bối chỉ là muốn mượn một chút hư danh của ta mà thôi, chuyện này cũng không có gì." Biết ngay ngươi chỉ nhìn qua một chút là biết mà, hơn nữa Mấy ngày trước người mạnh mẽ áp đảo khi so đấu thuật luyện đan với Tà Đức, đồng thời lại dẫn động được cả Đại đạo Đan Âm, ta đã cho người truyền tin đi khắp nơi, tin rằng không lâu sau đại danh của ngươi sẽ lan truyền khắp toàn tinh vực, có người làm cung phụng cho Thương hội của ta, thì những luyện đan sư trên khắp tinh vực sao còn không lăn tới chứ? Đến lúc đó, ta muốn cho bọn họ gia nhập vào Thương hội, cũng không bao giờ phải xem sắc mặt của bọn họ nữa. Ha ha ha! Ngạ Âu cười vô cùng sảng khoái, tựa như cuối cùng cũng báo được thù vậy. Dương Khai không ngừng cười khan, biết rằng Ngạ Âu đã bị những luyện đan sư tính tình cổ quái kia chọc, cho tức giận không ít lần. Còn nữa, tiền đánh cuộc của ngươi và Tả Đức, mỗi năm mấy chục viên linh đan cấp hư vương kia, ngươi định xử lý như thế nào? Ngươi ở nơi nào, có cần bổn tọa sai người đưa tới cho ngươi hay không?" Ngạ Âu hỏi. "Không cần, những thứ đó coi như là sính lễ của vãn bối đi." Dương Khai cười nói. Ngạ Âu co rụt con ngươi lại, "Ngươi cam lòng bỏ qua sao? Mỗi năm mấy chục viên, Mười năm là mấy trăm viên, trăm năm chính là mấy ngàn viên. Đây chính là linh đan cấp hư vương đó, không phải là đan dược bình thường đâu. Tiền bối quên mất ta cũng là luyện đan sư sao? Những linh đan này ta có thể tự mình luyện chế. Ngả Âu bật cười khanh khách, nói như vậy, xính lễ này đối với ngươi mà nói vẫn còn chưa đủ thì phải. Dương khai tuét miệng cười, hơn nữa còn có luyện tinh quyết, cộng thêm những đệ tử luyện đan sư kia của ta. Ừm, cơ bản là đủ rồi. Ngả Âu vui vẻ nói nếu cộng thêm mười mấy tòa pháp trận không gian vượt hành tinh nữa thì sao dương khai mỉm cười ngà âu nghiêm sắc mặt thấp giọng nói chuyện này ta đang muốn hỏi ngươi ngươi thật sự có thể bố trí ra loại pháp trận không gian đó có thể trực tiếp truyền tống từ hành tinh này đến hành tinh khác sao nếu tiền bối đã biết chuyện này vậy chắc hẳn là thần đồ đã nói ra chẳng lẽ thần đồ không nói cho ngài biết hắn đã từng đích thân trải nghiệm qua hay sao thần đồ có nói chỉ có điều bổn tọa khó có thể tin được ngà âu nghiêm nghị nói Hàng la thương hội của ta, tổng tất cả hành tinh tu luyện lớn nhỏ, khoáng tinh, dược tinh cộng lại có chừng 18. Phí dụng vận chuyển người và vật tư qua lại những hành tinh này đều là một con số trên trời. Nếu thật sự có loại trận pháp không gian liên thông những hành tinh này với nhau, thì ngươi chính là ân nhân của cả thương hội chúng ta. Đừng nói là ngươi muốn cưới Tuyết Nguyệt làm vợ, cho dù ngươi đòi cưới hết những nữ nhi khác của ta, ta cũng sẽ gả hết." Tiền Bối nói đùa, một mình Tuyết Nguyệt là đủ rồi. Hơn nữa, cũng không liên quan đến chuyện này tốt tuyết nguyệt quả nhiên không nhìn lầm người ánh mắt của nó đúng là không tồi mà ngả âu chợt nói ngươi đi theo ta vừa dứt lời lão liền hướng phóng thẳng về phía trước dương khai không biết lão định làm gì cũng không nhiều hỏi theo sát phía sau không bao lâu hai người đi tới một cung điện được canh gác nghiêm ngặt phía trước cung điện có rất nhiều võ giả mặt kim giáp bảo vệ hơn nữa tất cả đều là cường giả phản hư lưỡng tầng cảnh xung quanh cung điện dày đặc cấm chế có thể thấy được nơi này chính là khu vực quan trọng nhất của thủy thiên thành bái kiến hội trưởng thấy ngả âu tới các thủ vệ liền vội vàng hành lễ Ngả âu khẽ gật đầu dẫn dương khai đi thẳng vào bên trong ủng hộ kênh qua linh Halezi com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé vào trong đại điện dương khai lập tức cảm nhận được dao động lực lượng không gian nhàn nhạt phả vào mặt tập trung nhìn kỹ giữa đại điện có một tòa pháp trận không gian đang phát tán hào quang xung quanh có không ít võ giả canh gác trong tối cũng có cường giả theo dõi nơi này hẳn là trung khu pháp trận không gian thủy nguyệt tinh dương khai hiểu được bằng không sao lại phải trọng binh chấn giữ như thế quả nhiên ngả âu nói tòa pháp trận không gian này kết nối các thành trì lớn trên thủy nguyệt tinh cứ điểm trọng yếu các nơi là thứ cực kỳ trọng yếu dương khai gật đầu thần thức quét qua liền biết cấu tạo trong pháp trận này nhưng hắn cũng không quá để ý dù sao bố trí pháp trận không gian kiểu này không có gì khó đối với hắn. Tiền bối để ta xem cái này là muốn ta làm gì? Dương Khai khó hiểu hỏi. Không phải thứ này. Ngạ Âu cười thần bí, lại vẫy gọi Dương Khai đi theo. Mới đi sang một bên, vào trong cửa hông, theo thang lầu xoay tròn đi xuống. Xung quanh cầu thang có gắn dạ minh châu to cỡ nắm tay, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, mới không quá tối tăm. Ngạ Âu dẫn đường đằng trước, đi chừng một nén nhang, hai người mới đến một chỗ trong lòng đất đằng trước mở rộng, Dương Khai kinh ngạc phát hiện dưới này lại có một động thiên khác, là một cái mật thất trống trải, nhìn vào bên trong trống rỗng, chỉ ở giữa là có một thứ tỏa ra khí tức xa xưa. Đây là... Dương Khai nhướng mày, vội đi tới trước, mượn ánh sáng từ dạ Minh Châu xung quanh, đi một vòng quanh pháp trận rộng chừng năm trượng. Đây là pháp trận không gian siêu cấp. Dương Khai kinh ngạc nhìn ngạ Âu. Không sai. Ngả Âu nghiêm túc gật đầu. Như người thấy, đây là pháp trận không gian siêu cấp, có thể truyền tống từ Thủy Nguyệt Tinh đi pháp trận ở hành tinh khác. Không dùng được nữa. Dương Khai lại hỏi. Phải, không biết chỗ nào có vấn đề. Theo điển tịch tổ tiên ghi lại, từ vạn năm trước đã không thể sử dụng. Trải qua bao nhiêu đời hội trưởng đều tìm người sửa chữa, đáng tiếc không ai làm được. Dương Khai, cũng không phải bổn tọa không tín nhiệm bản lĩnh của ngươi, nhưng mà chuyện này liên quan trọng đại, bổn tọa nhất định phải tận mắt thấy rõ. Nếu ngươi có thể sửa được pháp trận này, vậy bổn tọa sẽ tin lời ngươi. Ngả ông nghiêm mặt nói chuyện này có gì khó? Dương Khai mỉm cười, thần sắc thoải mái bất ngờ. Ngươi thật có thể xử được, Ngã Âu trở nên hưng phấn. Được. Dương Khai gật đầu. Nhưng mà tiền bối, pháp trận này kết nối nơi nào? Ngà Âu nhíu mày, có chút khó xử, nhưng trầm ngâm một hồi liền nói, ngươi cùng bổn tọa không có gì phải giấu, lại tình đầu ý hợp với Tuyết Nguyệt, cũng không phải người ngoài, nói cho ngươi biết cũng không sao. Ngươi có từng nghe qua? ở trong tinh vực tồn tại rất nhiều ám tinh, ám tinh dương khai nhướng mày có phần bất ngờ chính là những hành tinh ẩn giấu sâu trong tinh vực không thể dùng cách bình thường để đi vào thậm chí mắt thường cũng không thấy được quả nhiên người biết ngả âu gật đầu chính là loại ám tinh này tinh vực rộng lớn biết bao ẩn giấu biết bao bí mật nhìn khắp tinh vực ám tinh dù không có nhiều nhưng tuyệt đối không ít chỉ là người thường không thể phát hiện hiện tại trong tinh vực phàm là hành tinh có chút giá trị đều sớm bị các thế lực lớn nắm giữ cũng như hàng la thương hội ta đã quản lý 18 hành tinh, các nhà thế lực muốn phát triển lớn mạnh, ngoài mở rộng xâm lược, biện pháp ổn thỏa nhất là tìm kiếm ám tinh. Mở rộng xâm lược có nhiều nhân tố không nắm chắc, còn tìm ám tinh lại an toàn dễ dàng. Có điều ám tinh che giấu rất sâu, rất khó tìm kiếm, dù có thoáng qua cũng chưa chắc phát hiện được. Dương Khai gật đầu, ta cũng nghe qua, nghe nói trong tinh vực có kỳ trận thiên địa, ẩn giấu hành tinh nào đó, những kỳ trận thiên địa này ảo diệu ngay cả cường giả hư vương tam tầng cảnh cũng chưa chắc nhìn ra vừa nói trong lòng dương khai khẽ động kinh ngạc ý của tiền bối là pháp trận không gian này kết nối với một ám tinh sắc mặt ngả âu hưng phấn gật đầu không sai nó nối liền với một ám tinh có thể ngươi không biết tổ tiên hằng la thương hội đã từng có chút giao tình với tinh không đại đế ám tinh đó do đại đế phát hiện cuối cùng nói cho tổ tiên thương hội pháp trận này cũng là đại đế tự tay bố trí năm đó lại còn liên quan tới dương viêm dương khai kinh ngạc nhưng cuối cùng cũng hiểu vì sao pháp trận này lại không khác gì cái mình bố trí bởi vì là dương viêm làm còn trận đồ mình bố trí pháp trận không gian cũng là do dương viêm dạy không giống mới là lạ vốn tưởng rằng dương khai nghe đến tổ tiên hằng la thương hội có chút giao tình với đại đế lẽ ra phải biểu hiện khiếp sợ nhưng phát hiện dương khai lại thờ ơ ngả âu kinh ngạc không thôi trong lòng lại đánh giá dương khai cao hơn chỉ có hạng người tâm tính trầm ổn mới lạnh nhạt như vậy Hắn làm sao biết Dương Khai ở cùng Dương Viêm bao lâu, nói về hiểu biết đại đế, toàn bộ tinh vực cũng không ai hơn được. Hắn tiếp tục nói, ám tinh đó là một khoáng tinh, giá trị vô cùng lớn, đáng tiếc hơn vạn năm qua thương hội ta sở hữu núi bảo bối mà không có cửa vào, đúng là hổ thẹn phó thác của đại đế. Dương Khai, nếu ngươi có thể xử được pháp trận này, vậy sẽ là ân nhân chân chính của thương hội ta, bổn tọa. Ngả Âu nói tới đây, phát hiện mình không biết nói sao. Vốn hắn muốn cảm ơn Dương Khai, nhưng nói tới miệng lại phát hiện mình không biết phải cảm ơn thế nào. Dương Khai xuất hiện, mang tới lợi ích không thể ước đoán cho hắn và thương hội, ân tình như vậy, lấy cái gì mà cảm ơn? Bán cả thương hội cho hắn còn tạm được, tiền bối yên tâm, chỗ này cứ giao cho ta. Dương Khai gật đầu không chối từ. Được, vậy bổn tọa mong chờ, cần phải bao lâu? Ngã Âu Hưng phấn hỏi. Chờ một chút. Dương Khai vừa nói, đã đi lên trận cơ lâu năm không tu sửa, thả ra thần niệm xem xét kỹ càng, sau đó liền có vẻ hiểu được. Tiếp theo, hắn mở nhẫn không gian lấy ra các loại nguyên vật liệu, bao gồm cả không linh tinh tinh khiết mang ra từ trong thất lạc chi địa. Hỏa lực nóng rực phát ra từ trên người hắn, những nguyên vật liệu không ngừng biến đổi hình dạng, dung nhập vào trận cơ. Thần niệm của Dương Khai cũng chạy qua trận cơ, dùng thần thức hỏa bù đắp hoàn thiện trận đồ bên trong. Trước sau không quá một nén nhang, hắn vung tay, các không linh tinh tinh khiết lần lượt khảm vào những vị trí trên pháp trận. Toàn bộ pháp trận kêu vàng dao động lực lượng không gian trào ra từ pháp trận, pháp trận phủ bụi, lúc này tỏa ra hào quang. Cái gì? Ngạ Âu đứng một bên nhìn đến ngây người, miệng há to, có thể nhét cả nắm tay vào. Thân là hội trưởng Hằng La Thương hội, còn là cường giả hư vương lưỡng tầng cảnh, sống hơn nửa đời người, chuyện lạ lùng gì chưa thấy, hắn đã sớm có thể núi non sụp đổ trước mặt mà không đổi sắc. Nhưng mà bây giờ, hắn quả thật bị chấn trụ. Hắn nghĩ rằng, Dương Khai muốn sửa chữa pháp trận không gian này, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Hắn nghĩ rằng ngắn thì cũng phải một hai tháng, Thậm chí một hai năm, hắn nghĩ rằng Dương Khai phải tiêu hao tâm thần rất lớn. Hắn nghĩ rằng, nhưng mà má nó mới có một nén nhang thôi. Dương Khai lại giải quyết xong nan để làm khó vô số tinh anh hàng la thương hội. Trong vạn năm qua, tiểu tử này còn là người hạ. Ngạ Âu cảm giác cả người muốn sụp đổ, không thể tin nổi nhìn phía trước. Pháp trận ông ông cùng lực lượng không gian tràn ra, cùng với hào quang nhàn nhạt, thể hiện rõ ràng pháp trận không gian đã thật sự được sửa chữa xong. Trong khi hắn thất thần. Hắn phát hiện Dương Khai lấy ra một ít thứ luyện hóa trong tay, không lâu sau đã thành một tấm lệnh bài. Kế đó, Dương Khai vẫy gọi Ngà Âu, mỉm cười nói, "Tiền bối, có muốn đi bên kia xem thử?" "Vậy? Vậy là xong rồi?" Ngà Âu nghi thần nghi quỷ, không phải hắn nghi ngờ bản lĩnh của Dương Khai, mà là những gì đã thấy vượt quá tưởng tượng của hắn. "Phải, pháp trận này cùng một mạch với ta học, chỉ là trong linh trận đồ có chút vấn đề, ta sửa một chút là không có gì nữa." ta còn ra cố trận cơ, bổ sung một chút không linh tinh, đủ cho pháp trận này vận hành vạn năm không hư hỏng. Ngạ Âu nuốt ực một cái, nhưng nghĩ tới đối diện mà khoáng tinh mà các đời hội trưởng nhớ mãi không quên, hắn không nén được kích động, nhấc bước đã vào trong pháp trận. Tiền bối cầm thứ này, ổn định thần hồn. Dương Khai đưa lệnh bài mới luyện chế cho hắn, căn dặn: "Đây là truyền tống lệnh đặc thù của ngươi luyện chế. Không có vật này, sẽ không thể sử dụng pháp trận không gian." Ngạ Âu hỏi, hiển nhiên thần đồ đã báo cáo tất cả cho hắn, bởi vậy hắn cũng biết tới truyền tống lệnh. Không sai, nhưng không phải không dùng được, mà là tùy tiện sử dụng, sẽ bị đầy vào trong hư không vô tận. Dương Khai cười nhe răng. Được được được, có chiêu này, bổn tọa yên tâm. Ngạ Âu cười to, vung tay, lên đường thôi, để cho bổn tọa xem khoáng tinh kia chủ phú cỡ nào. Dương Khai không nói nữa, mà đẩy thánh tinh vào trận pháp, bấm pháp quyết, vận chuyển trận pháp, hào quang chói lọi cá nuốt Dương Khai cùng Ngạ Âu, sau đó hai người liền biến mất. Cách xa không biết bao nhiêu vạn dặm, trên một ngôi sao vắng lặng, bên trong cung điện cổ xưa, ánh sáng lóe lên, chừng 10 nhịp thở mới tan đi. Đợi cho ánh sáng tan đi, Dương Khai cùng Ngạ Âu mới hiện ra. Không hổ là cường giả hư vương lưỡng tầng cảnh, lực lượng thần thức mạnh mẽ, dù trải qua truyền tống liên hành tinh, nhưng Ngạ Âu khôi phục rất nhanh, không giống thần đồ lúc trước choáng vắng cả buổi. Hắn vội quan sát xung quanh, thần niệm nhanh chóng mở rộng, đang tra xét xung quanh có nguy hiểm hay không. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.